Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 751 một lãnh đạo xuống nông thôn, chạy xe hơi xem phong cảnh. Khoảng thời gian hai ngày qua quan hệ của Tôn Chiêu Hy và Lục Ngọc Hùng có hơi ấm lên. Tôn Chiêu Hy cảm thấy Lục Ngọc Hùng có quan hệ không tầm thường với Hứa Tiền Giang, hắn đi theo Lục Ngọc Hùng không khác nào kiếm một góc đi theo trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Tất nhiên Tôn Chiêu Hy cũng biết rõ mối quan hệ này là như thế nào, thế nhưng con người nếu không có ý đồ thì sao lại nghe lời cho được. Trưởng phòng Hứa, chào mừng ngài đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Lục Ngọc Hùng vừa thấy Hứa Tiền Giang ngồi trong xe thì nhiệt tình tiến lên nghênh đón, hai tay hắn vươn ra từ rất xa, bộ dạng rất muốn ôm chầm lấy lãnh đạo. Tôn Chiêu Hy đứng ở sau lưng Lục Ngọc Hùng, hắn cũng nhiệt tình nghênh đón Hứa Tiền Giang. Sau khi Lục Ngọc Hùng bắt tay Hứa Tiền Giang, hắn cũng tiến lên một bước nói. Chào trưởng phòng Hứa. Hứa Tiền Giang khẽ bắt tay với cả hai người, sau đó Lục Ngọc Hùng nói tiếp. Bí thư Vương và Chủ tịch Lý nghe nói ngài đến cũng muốn đi ra nghênh đón, thế nhưng tạm thời trong thành phố có tổ chức hội nghị, đành phái hai người chúng tôi ra nghênh đón trước. Thật ra dựa theo quy củ thì Bí thư và Chủ tịch thành phố là hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền của địa phương bên dưới, Hứa Tiền Giang tuy là lãnh đạo tỉnh ủy có vị trí đặc thù, thế nhưng dựa theo quy củ thì căn bản không có tư cách để cho Vương Tử Quân và Lý Quý Niên đi ra nghênh đón. Lời nói này của Lục Ngọc Hùng rõ ràng mang tính khách khí. Hứa Tiền Giang cũng hiểu rõ điều này. Thế nhưng Tôn Chiêu Hy nghe vào trong tai lại thấy là lạ, giống như Lục Ngọc Hùng đang châm ngòi nổi giữa trưởng phòng Hứa và Bí thư Vương Tử Quân vậy. Dù là bất kỳ sự việc gì, chỉ cần người nói có ý thì sẽ tạo nên một thái cực và ý nghĩ khác. Tôn Chiêu Hy nghe lời nịnh bợ của Lục Ngọc Hùng, trong đầu hắn chợt xuất hiện một câu về thuận miệng thường xuất hiện gần đây trong quan trường, nói thật thì lãnh đạo mất hứng, nói dối thì quần chúng mất hứng, nói lời lưu manh thì ai cũng vui mừng. Có lẽ là Lục Ngọc Hùng cũng thật sự khắc sâu câu nói này. Hứa Tiền Giang không nói gì với lời khách khí của Lục Ngọc Hùng, lão chỉ cười cười, sau đó nói với Tôn Chiêu Hy ở sau lưng Lục Ngọc Hùng. Chỗ này không phải nơi nói chuyện, hai anh lên xe của tôi. Có thể ngồi cùng một xe với trưởng phòng Hứa, Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy tất nhiên cảm thấy cầu còn chưa được. Hai người đồng ý một tiếng, sau đó phân biệt lên xe của Hứa Tiền Giang. Lục Ngọc Hùng ngồi ở bên trái của Hứa Tiền Giang. Tôn Chiêu Hy thì ngồi ở trên vị trí của thư ký trưởng phòng Hứa. Bí thư Ngọc Hùng, thành phố La Nam của các anh biến hóa không nhỏ. Sau khi xe khởi động, Hứa Tiền Giang nhìn ra đồng ruộng ở bên ngoài, sau đó dùng giọng tràn đầy khiêu khích nói. Thật sự có chút biến hóa, đều là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, sự giúp đỡ to lớn của trưởng phòng Hứa mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Ngọc Hùng rất thích ứng với những lời có tính khiêu khích tư duy của lãnh đạo, không những trả lời câu hỏi của Hứa Tiền Giang, còn thuận tiện ném tất cả vinh dự lên người lãnh đạo tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang cười ha hả hai tiếng, sau đó nói tiếp. Thành phố La Nam biến đổi lớn là nhờ sự cố gắng của đảng ủy chính quyền thành phố, nếu tô son thiếp vàng lên người chúng tôi một cách lung tung là không được. Trưởng phòng Hứa, chúng tôi cũng không phải tùy tiện tô son thiếp vàng lên người các ngài, mà sự thật là như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của đảng ủy chính quyền tỉnh, thành phố La Nam chúng tôi sẽ không có được tình huống huy hoàng như hôm nay. Hứa Tiền Giang khẽ híp mắt, lão cười cười mà không nói gì thêm. Hứa Tiền Giang không nói thì Lục Ngọc Hùng dù có ngàn vạn lời cần lên tiếng cũng chỉ có thể ém nhẹm vào bụng. Trưởng phòng Hứa, thành phố La Nam chúng tôi gần đây cho ra phương án cải cách nhân sự, là do Bí thư Vương chủ đạo, có nhiều phương diện thật sự rất mới mẻ, cũng không biết là có lợi hay hại. Thế cho nên làm cho chúng tôi căn bản không biết theo ai. Tôn Chiêu Hy nhìn chiếc xe chạy như bay trên đường, thế là thầm cắn răng nói với trưởng phòng Hứa Tiền Giang. Trên mặt Hứa Tiền Giang vẫn treo nụ cười, lão chỉ nói một câu tốt, cũng không mở miệng nói thêm. Điều này không khỏi làm cho Lục Ngọc Hùng đỏ mặt, cũng không biết một câu nói tốt kia có ý gì. Nhưng Tôn Chiêu Hy ở bên này đã nổ súng, hắn là một lực lượng chủ lực, hắn cũng không được nhàn rỗi, hắn cười cười nói. Trưởng phòng Hứa, tôi đã nắm công tác tổ chức hơn 10 năm, đừng nói là trưởng phòng Tôn cảm thấy không biết nên theo ai, chính tôi cũng không biết sẽ đi đến đâu. Lục Ngọc Hùng trước đó từng tiếp xúc để phản ánh vấn đề với Hứa Tiền Giang, vì thế nên lên tiếng cực kỳ lo lắng. Theo dự đoán của hắn thì Hứa Tiền Giang vốn đã tức giận, bây giờ sẽ tuyệt đối không buông tha, điều mình và Tôn Chiêu Hy à ân làm vào lúc này chính là châm vào vài cây củi. Hứa Tiền Giang vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Trên đường đi dù cho Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy có nói như thế nào thì lão chỉ mở miệng nói vài câu tốt tốt, căn bản cũng không phát biểu ý kiến.
Tôn Chiêu Hy lúc này cũng thật sự không yên, khi xe dừng lại ở trong khu văn phòng thị ủy, hắn lặng lẽ kéo tay Lục Ngọc Hùng, khóe miệng treo nụ cười khổ. Khi thấy Hứa Tiền Giang đi xuống xe thì Lục Ngọc Hùng khẽ nói với Tôn Chiêu Hy. Không cần lo lắng thái độ của trưởng phòng Hứa, lãnh đạo không biểu hiện thái độ thật ra cũng là biểu hiện thái độ. Hơn nữa lãnh đạo chỉ có thể tỏ thái độ trước mặt Bí Thư Vương mà thôi, trước mặt hai người chúng ta, anh còn muốn lãnh đạo nói cái gì nữa? Tôn Chiêu Hy tuy cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ lại thì thấy lời nói của Lục Ngọc Hùng cũng không phải không có lý. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng Hứa Tiền Giang xuống xe. Lúc này Vương Tử Quân đã chờ ở bên dưới, hắn nhanh chóng tiến lên chào đón Hứa Tiền Giang. Vương Tử Quân vươn tay thì Hứa Tiền Giang cũng đưa tay bắt chặt lại, chợt nghe thấy Vương Tử Quân cười nói. Trưởng phòng Hứa, ngài đại giá quang lâm làm vẻ vang thành phố La Nam chúng tôi, vốn tôi muốn đi đón ngài, thế nhưng tạm thời có chút việc gấp ngăn trở. Trưởng phòng Hứa, ngài gần đây thích xe nhẹ chạy nhanh, cũng đừng trách tội tôi đấy nhé. Hứa Tiền Giang nở nụ cười cởi mở, lão nói vài câu khách khí, sau đó tiến lên bắt tay với Lý Quý Niên. Tất nhiên trưởng phòng Hứa cũng vươn tay với những lãnh đạo thị ủy ở bên cạnh Vương Tử Quân, liên tục nói những lời tốt tốt, cuối cùng mới cùng đoàn người đi về phía khu văn phòng thị ủy. Hứa Tiền Giang và Vương Tử Quân lúc này là trung tâm của đoàn người, cả hai được đám cán bộ chung quanh vây lại như sao sáng quanh trăng, cùng nói những lời hoan nghênh Hứa Tiền Giang và đi về phía phòng họp của thị ủy. Bí thư Tử Quân, tôi nghe nói thành phố La Nam các anh có điều chỉnh nhân sự, hơn nữa lại tự khai sáng một ngọn cờ, đổi mới vào lúc này thật sự là rất tốt. Hứa Tiền Giang ngồi xuống ghế của mình, sau đó mở miệng nói với Vương Tử Quân. Nếu nhìn từ phương diện khách quan thì Hứa Tiền Giang là người chú ý đến đạo lý gần dân, chỉ cần không có hội nghị hay công tác gì quan trọng sẽ luôn chạy đến các thành phố trong tỉnh, cùng xuống cơ sở, thu thập nhân tâm. Nhưng bây giờ làm lãnh đạo cũng không dễ. Anh nói anh xâm nhập cơ sở thì quần chúng cũng không nghĩ như vậy, thậm chí có người mắng, lãnh đạo xuống thôn bằng Santana, nhìn hoa màu qua cửa kính ăn sơn hào mỹ vị, say xỉn tối ngày. Chương 751-2, lãnh đạo xuống nông thôn, chạy xe hơi xem phong cảnh. Nhưng Hứa Tiền Giang đến thành phố La Nam rất ít, lần này chạy đến La Nam, khó tránh khỏi làm cho người ta suy đoán rõ ràng mục đích của chuyến đi này. Liên tưởng đến những động tĩnh chính trị gần đây của thành phố La Nam, đã có người đoán rằng lão là cứu binh đến giúp đỡ cho Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy. Lúc này Hứa Tiền Giang mới ngồi xuống đã nói đến chuyện này, càng làm cho không ít người hít vào một hơi thật sâu. Thầm nghĩ không phải là trưởng phòng Hứa đang định lên tiếng hạ uy thế của Bí thư Vương Tử Quân ngay từ đầu sao? Khác biệt với những cán bộ thân cận với Vương Tử Quân, Lục Ngọc Hùng thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Sau khi sự kiện bảy lá phiếu ủng hộ phát sinh, Lục Ngọc Hùng thật sự rất mất hứng. Hắn phát hiện quyền khống chế nhân sự của mình không còn là nhất ngôn cửu đỉnh như năm xưa. Nhưng lúc này Hứa Tiền Giang đã mở miệng, thật sự có thể nói là giúp đỡ rất lớn với hắn. Sau khi liếc mắt nhìn Tôn Chiêu Hy, Lục Ngọc Hùng áp chế niềm vui vào trong lòng, hắn cố gắng bày ra bộ dạng căng cứng nghiêm túc, hắn ngược lại muốn xem lần này Vương Tử Quân sẽ trả lời như thế nào. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất ung dung bình tĩnh, hắn ngồi bên cạnh Hứa Tiền Giang, hắn khẽ cười nói. Trưởng phòng Hứa, vì chăm chú chứng thực nguyên tắc phân công cán bộ công khai và ngang hàng của lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, thành phố La Nam chúng tôi đã cho ra phương án điều chỉnh, tuy lấy được thành quả nhất định, thế nhưng bên trong cũng không thiếu vài vấn đề phát sinh. Vài vấn đề phát sinh. Lục Ngọc Hùng thầm hừ lạnh một tiếng, không phải chỉ là Hứa Tiền Giang, chính Lục Ngọc Hùng cũng có thể nói ra được rất nhiều phương diện không hay, có thể mở miệng mắng lớn. Tất nhiên trưởng phòng Hứa là lãnh đạo tỉnh ủy, khi mở miệng sẽ chú ý hàm xúc. Dù sao cũng phải nể mặt Vương Tử Quân. Dù sao thì chuyện này mọi người chỉ cần thầm hiểu ra vấn đề là được. Bí thư Tử Quân, tôi cảm thấy thành phố La Nam lần này điều chỉnh nhân sự là phù hợp, hơn nữa công tác cần phải đổi mới, là vuốt đá qua sông, cho dù không thể quá thành công, thế nhưng chỉ cần anh nắm chặt chế độ nhân sự, kiên trì nguyên tắc đề bạt cán bộ, như vậy phòng tổ chức tỉnh ủy sẽ cung cấp cho anh những trợ giúp lớn nhất. Hứa Tiền Giang dùng giọng dõng dạc lên tiếng làm cho gương mặt căng cứng của Lục Ngọc Hùng căn bản là không thể nào thả lỏng được, trưởng phòng Hứa đang làm gì vậy? Hắn cố gắng suy xét lời nói của lãnh đạo, chợt sinh ra cảm giác giống như lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì xảy ra, không phải đã nói với trưởng phòng Hứa rồi sao? Đây là lãnh đạo muốn làm gì? Khen trước mắng sau sao? Lục Ngọc Hùng cực kỳ tức tối, tuy hắn khôn thoải mái nhưng cũng không thể mở miệng. Có Bí thư Vương Tử Quân ngồi ở nơi này,
khi Hứa Tiền Giang mở miệng hỏi thì hắn không có tư cách phát biểu. Lúc này tâm tình của Tôn Chiêu Hy càng trở nên ảm đạm, hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn biết rõ chính mình lần này chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Không những mình ở vào trạng thái đối địch với bí thư thị ủy ở phía bên kia, thậm chí còn ở vào trạng thái đối lập với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn nghĩ đến tình huống mình và Lục Ngọc Hùng kẻ sướng người họa về phương án điều chỉnh nhân sự của Vương Tử Quân trên đường đi đến đây, thế là không khỏi cảm thấy mặt nóng hôi hổi. Hứa Tiền Giang sao có thể cùng Vương Tử Quân đi trên một đường, cùng chung một ý nghĩ như vậy được. Đám người trong phòng họp cũng có chút cảm khái, đặc biệt là Lý Quý Niên, lúc này càng cảm thấy không tưởng. Hắn là một trong những địa đầu xa ở thành phố La Nam, bản tính hành vi của Lục Ngọc Hùng không thể nào lừa được hắn. Trước đó hắn còn nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ té đau ở sự kiện này, không ngờ Hứa Tiền Giang đi đến lại mở miệng giúp đỡ phương án cải cách nhân sự của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Cảm ơn sự giúp đỡ của trưởng phòng Hứa, có những lời này của ngài thì tôi cũng an tâm hơn. Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên, sau đó hắn khẽ nói với Hứa Tiền Giang. Ôi, Bí thư Tử Quân, điều này cũng không cần cảm ơn, thành phố La Nam đã đi đầu trong công tác cải cách nhân sự. Phòng tổ chức tỉnh ủy chúng tôi nếu không công khai ủng hộ công tác của các anh, như vậy tôi làm trưởng phòng tổ chức cũng không hợp cách nữa rồi. Hứa Tiền Giang nói rồi cười lên ha hả. Lãnh đạo nở nụ cười, đám người xung quanh cũng không dám ngậm miệng. Tuy lời nói của Hứa Tiền Giang căn bản không có gì là buồn cười, nhưng dù là ai cũng phải cười theo. Tôn Chiêu Hy lúc này mở miệng cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Hứa Tiền Giang nếu nói không ủng hộ phương án cải cách nhân sự của Vương Tử Quân, như vậy lão không phải là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hợp cách, còn mình thì sao? Trình mình có thái độ gì ở sự kiện này thì tất cả thành phố La Nam đều biết, người ở đây ai cũng hiểu ý nghĩ lời nói của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, có thể thấy Hứa Tiền Giang cho rằng hắn không còn hợp với vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy La Nam. Thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có lực ảnh hưởng rất lớn đối với công tác bổ nhiệm tất cả trưởng phòng tổ chức ở tuyến dưới, một khi trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cho rằng Tôn Chiêu Hy không hợp cách, mà Vương Tử Quân bên này lại không mở miệng giúp mình, như vậy chẳng khác nào đóng đinh lên con đường phát triển tương lai của Tôn Chiêu Hy. Hứa Tiền Giang nói chuyện với Vương Tử Quân dưới bầu không khí bình tĩnh. Lần này trưởng phòng Hứa tán dương cao đội phương án cải cách nhân sự của thành phố La Nam, cổ vũ ban ngành thành phố La Nam dưới sự lãnh đạo của Bí thư Tử Quân sẽ kiên trì nguyên tắc, kết hợp thực tế, khai thác đổi mới, cho ra phương án tuyển chọn nhân tài không theo khuôn mẫu, thúc đẩy công tác tuyển chọn cán bộ vĩ đại tiến lên những vị trí công tác phù hợp. Vương Tử Quân thì bày tỏ thành phố La Nam nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của trưởng phòng Hứa, sẽ tiến hành cải cách nhân sự, cố gắng nắm chắc nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ, phân công công khai thiết thực, đẩy mạnh cạnh tranh ngang hàng, lựa chọn nhân tài ưu tú. Bầu không khí tốt đẹp làm cho bữa cơm càng thêm vui vẻ, thế nhưng hai vị lãnh đạo nắm công tác tổ chức của thành phố La Nam lại có chút mất hồn lạc phách. Đặc biệt là Tôn Chiêu Hy, khi uống rượu lại quên mời trưởng phòng Lý đi theo Hứa Tiền Giang, lúc đó tuy không ai chỉ ra, thế nhưng thực tế lại là một hành vi cực kỳ thất lễ. Bí thư Tử Quân, hai người chúng ta tâm sự với nhau một chút nhé. Sau khi đoàn người đưa trưởng phòng Hứa Tiền Giang đi vào phòng nghỉ ngơi, Hứa Tiền Giang cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân. Ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây ngô đồng, liên tục phát sinh những hình thái huyễn hoặc trên người Vương Tử Quân. Tôn Chiêu Hy thầm nghĩ, khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người một ai đó, dù anh có muốn cản lại cũng không được, chỉ có thể nhìn người kia tăng thêm vài phần cuốn hút mà thôi. Vương Tử Quân đã sớm chuẩn bị tâm lý trò chuyện với Hứa Tiền Giang, sau khi nghe được lời mời của Hứa Tiền Giang thì cười nói. Tôi vừa vặn có một số việc cần báo cáo với trưởng phòng. Hai người nói chuyện với nhau rồi đi vào phòng. Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên nhìn hai vị lãnh đạo mỉm cười đi vào bên trong, đều sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Thầm nghĩ Bí thư Vương và trưởng phòng Hứa có quan hệ thân mật như vậy từ khi nào? Khi nhân viên phục vụ dâng trà nóng, Hứa Tiền Giang cũng không lên tiếng, lão nhấp một ngụm trà rồi mới dùng giọng ung dung lên tiếng. Bí thư Tử Quân, tôi đồng ý với phương án cải cách nhân sự của thành phố La Nam, tôi cảm thấy kinh nghiệm này nên được mở rộng ra phạm vi toàn tỉnh. Vương Tử Quân biết rõ mục đích của Hứa Tiền Giang đến La Nam lần này là gì, trưởng phòng Hứa muốn thông qua phương án cải cách ở thành phố La Nam để lấy lòng Dương Độ Lục. Khi đến cấp bậc của bọn họ, nếu muốn được khen ngợi thì phải cùng chung chí hướng và ủng hộ công tác của lãnh đạo. Chương 752, một không nịnh hót cũng phải đưa lừa đến kéo xe. Trước mắt Dương Độ Lục đang cố gắng thúc đẩy cải cách nhân sự, nếu như tỉnh Sơn Nam nhanh chóng cho ra kinh nghiệm. Như vậy sẽ xem như biết thời biết thế ở phương diện cải cách.
khi đó Dương Độ Lục tất nhiên sẽ không quên cấp dưới của mình là Hứa Tiền Giang. Trưởng phòng Hứa, kinh nghiệm ở thành phố La Nam còn chưa thuần thục, theo tôi thấy, cũng không nên tổng kết thì hay hơn. Hứa Tiền Giang nhìn bộ dạng bày tỏ thái độ cực kỳ xảo quyệt của Vương Tử Quân, nào không hiểu rõ Bí Thư Vương đang nghĩ điều gì. Nhưng lúc này lão rất cần kinh nghiệm cải cách nhân sự của thành phố La Nam, thế nên trầm ngâm giây lát thì cười nói. Ai cũng muốn được hưởng quả ngọt từ cải cách, thế nhưng lại không muốn chính mình là người mở đầu tạo dựng kinh nghiệm. Nếu chưa quá thuần thục thì có thể tiến thêm một bước để làm tổng kết, chỉ khi nào tiến thêm một bước mở rộng công tác, như vậy mới có thể xem như hoàn thiện. Cải cách cũng không phải là làm một lần là xong, chúng ta cần phải làm từng bước đúng chỗ, chỉ cần chúng ta nắm chặt phương hướng điều chỉnh, như vậy là nên làm, đáng giá khẳng định. Hứa Tiền Giang càng nhiệt tình thì Vương Tử Quân càng tỏ ra lạnh nhạt. Hắn cười thầm trong lòng, Hứa Tiền Giang anh lúc này đã duỗi cổ ra, nếu tôi không chém anh một đao, ít nhất cũng phải nhân cơ hội này để khoa tay múa chân vài cái, nếu không chẳng phải đã quá tiện nghi cho anh rồi sao? Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì cũng không khách khí, hắn trực tiếp nói. Trưởng phòng Hứa, nói thật, tôi thật sự cảm thấy còn chưa quá chắc chắn với phương diện điều chỉnh nhân sự lần này, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ bỏ cuộc nửa chừng. Dù thái độ của ngài thật sự làm cho tôi có thêm dũng khí, thế nhưng thực tế thì lực cản là không nhỏ. Nói ra điều kiện, người này dứt khoát đàm phán điều kiện với mình. Hứa Tiền Giang thật sự rất oán giận, thế nhưng trước khi đến lão đã suy nghĩ kỹ càng, càng chú ý câu nói, muốn lừa tải nặng thì cũng phải cho ăn cỏ. Hơn nữa Vương Tử Quân lại là một loại lừa cực kỳ kiêu ngạo và khó bảo. Lúc này nếu muốn làm tốt công việc thì chỉ có thể nhờ vào con lừa là Vương Tử Quân, căn bản không còn ai khác có thể làm được. Chưa nói đến những thành phố khác có thể thực hiện được không, nếu muốn bọn họ điều động nhân sự trên phạm vi lớn để có thể áp dụng cải cách, điều này hầu như là không thể, cũng không biết chờ đến tháng năm nào. Nếu lần này Hứa Tiền Giang làm tốt cải cách nhân sự thì sẽ nhận được sự tán thưởng của trưởng ban Dương, nếu lão bỏ qua cơ hội lần này, như vậy sẽ chẳng được gì cả. Có lực cản cũng là bình thường, có vài đồng chí có tư tưởng không phù hợp, như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đồng chí Tử Quân, anh là bí thư thị ủy. Khi phát sinh những âm thanh không khớp, anh cũng nên bảo trì thái độ xứng đáng của mình. Lúc bắt đầu thì Hứa Tiền Giang nói lời rất chính thức, nhưng sau đó lại thay đổi chủ đề. Tất nhiên đối với những cán bộ khó thể khai thông tư tưởng, cũng phải cho bọn họ chút thời gian, để bọn họ thay đổi hoàn cảnh công tác để suy xét bản thân. Có thể nói Vương Tử Quân chỉ chờ những lời này, Hứa Tiền Giang tuy là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy và căn bản không có quyền quyết định với tình huống bổ nhiệm bí thư và chủ tịch thành phố. Thế nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với việc điều động những thường ủy thị ủy hoặc phó chủ tịch thành phố. Dù sao thì đây cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, có một vài vấn đề chỉ cần không làm trái nguyên tắc, như vậy dù là Hào Nhất Phong cũng không thể không nể mặt. Vương Tử Quân đang mong chờ những lời này, thế là hắn cười nói. Trưởng phòng Hứa, có những lời này của ngài thì niềm tin của tôi thật sự tăng lên gấp trăm lần. Anh cảm thấy Bí Thư Ngọc Hùng và trưởng phòng Chiêu Hy như thế nào? Tôi cảm thấy hai đồng chí này căn bản rất phù hợp với vị trí công tác mới. Hứa Tiền Giang nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này thật sự dám nói dám làm, mới đó đã ném ra cho mình những hai điều kiện. Nếu như là trước kia thì lão sẽ không đồng ý một đề nghị nào thế này, nhưng bây giờ vào thời điểm mấu chốt, lão muốn Vương Tử Quân làm việc cho mình, tất nhiên phải cho Vương Tử Quân nếm được lợi ích. Lão trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Đồng chí Chiêu Hy có trình độ lý luận rất tốt. Trưởng phòng Quách đã sớm đề nghị đưa lên phòng tổ chức tỉnh ủy nhận công tác, tôi cảm thấy điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Hứa Tiền Giang rời khỏi thành phố La Nam, ngay ngày hôm sau trong tỉnh Sơn Nam đã có một bài viết ký tên Hứa Tiền Giang, nội dung của nó tất nhiên là đẩy mạnh cơ chế cải cách nhân sự dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài viết là của Hứa Tiền Giang, thế nhưng nội dung bên trong lại nhắc đến thành phố La Nam, lấy La Nam làm ví dụ. Trọng điểm của bài viết chính là thành phố La Nam đã sửa cũ thành mới ở phương diện phân công công tác của cán bộ, mạnh dạn thử nghiệm, nhận được đánh giá tích cực của Hứa Tiền Giang. Vương Tử Quân nhìn bài viết trên báo còn vương mùi mực mà thầm sinh ra cảm giác bội phục Hứa Tiền Giang. Người này có thể mẫn cảm nắm bắt thời cơ, chỉ cần nhìn vào phương diện này thì căn bản không phải là người thường có thể so sánh được. Vương Tử Quân suy đoán bài viết này căn bản không phải chỉ được lan truyền trong tỉnh Sơn Nam. Hứa Tiền Giang muốn tiến thêm một bước thì hoàn toàn dựa vào ý kiến của lãnh đạo bên trên. Lúc này Hứa Tiền Giang đứng ra giúp đỡ và thúc đẩy cải cách nhân sự, đây rõ ràng là một lá bài lớn để lão có thể leo lên trên. Nếu so với tương lai chính trị của mình,
đồng ý đổi lấy một vị trưởng phòng tổ chức thị ủy thì có thể coi là gì? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, dù sao thì công lao cải cách nhân sự lần này cũng đã ném hơn phân nửa sang cho Hứa Tiền Giang, nhưng lúc này vấn đề quan trọng nhất đối với hắn cũng không phải là công lao. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, điều quan trọng nhất chính là nắm giữ thành phố La Nam trong lòng bàn tay, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chỉ như vậy thì hắn mới có được lý lịch và tư cách, có thể tiếp tục phát triển lên trên. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì tiếng gõ cửa vang lên, đồng chí Tân Toi cười đi vào phòng, hắn vừa đi vừa nói. Bí thư Vương, đã có kết quả cuộc thi viết tuyển chọn nhân viên công tác cho văn phòng thị ủy, đây là danh sách 15 cán bộ vĩ đại đạt thành tích cao nhất. Vương Tử Quân tiếp nhận danh sách trong tay đồng chí Tân, hắn nhìn lướt qua, sau đó cười nói. Chỉ huy trưởng Đồng, đây rõ ràng là người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, anh chỉ còn cách một bước nữa là đến thời điểm nhận chức rồi. Đồng chí Tân càng thêm quen thuộc với Vương Tử Quân thì trong lòng càng hiểu đây là lời nói đùa vui của lãnh đạo với mình, hắn cũng cười nói. Bí thư Vương, ngài thật sự là oan uổng cho tôi rồi, ngài nếu đồng ý, không bằng cho đồng chí khác đến nhận chức chỉ huy trưởng, tôi sẽ tiếp tục đi theo công tác bên cạnh ngài. Không, chức vụ chỉ huy trưởng này không phải là anh thì không được, nếu để người khác thì tôi thật sự rất lo lắng. Vương Tử Quân móc thuốc ra ném cho đồng chí Tân, sau đó nói tiếp. Bây giờ tôi chỉ dám hút thuốc khi đi làm, về nhà là có người quản rồi. Đồng chí Tân cười cười, cũng không nói gì, đối với những gì liên quan đến phương diện tư nhân của Vương Tử Quân, hắn sáng suốt không cho ra bất kỳ đánh giá nào cả. Bí thư Vương, kế tiếp chúng ta tiến hành phỏng vấn sao? Đồng chí Tân nói vài câu vui đùa với Vương Tử Quân, sau đó nói ra mục đích lần này. Chương 752-2, không nịnh hót cũng phải đưa lửa đến kéo xe. Vương Tử Quân nhìn những cái tên xa lạ trong tay, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Trước tiên cũng không cần phỏng vấn, cho bọn họ diễn thuyết một lần. Diễn thuyết. Đồng chí Tân là tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của Bí Thư Vương, thế là lên tiếng đồng ý. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tổ chức công tác diễn thuyết thật tốt. Anh xem nên cho ra tiêu đề diễn thuyết là gì? Vương Tử Quân nhìn đồng chí Tân lấy sổ ra ghi chép. Hắn vung tay lên nói. Không cần chủ đề gì cả. Không cần chủ đề, đồng chí Tân chợt dừng tay, ánh mắt nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ, lần này Bí Thư Vương chọn thư ký thật sự không như người thường, không cần chủ đề, thực tế còn khó hơn có chủ đề vài phần. Nhưng đồng chí Tân có ý nghĩ như vậy mà không dám nói nhiều, hắn chỉ nhanh chóng dùng bút ghi chép. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn bộ điện thoại màu đỏ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nhấc máy. Chào ngài, tôi là Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi là Quan Vĩnh Hạ. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ. Khi Vương Tử Quân định mở miệng thăm hỏi thư ký trưởng Kim, chợt nghe Quan Vĩnh Hạ cười nói. Bí thư Vương, Bí thư Nhất Phong muốn nói chuyện với anh. Hào Nhất Phong muốn nói chuyện với mình. Vương Tử Quân chợt sững sờ. Ngay sau đó đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh của Hào Nhất Phong, thế là hắn nhanh chóng dùng giọng ân cần thăm hỏi. Chào Bí Thư Hào. Đồng chí Tử Quân, trưởng phòng Hứa cho ra bài viết về việc thành phố La Nam đẩy mạnh cải cách nhân sự, điều này thật sự rất tốt. Lúc này chúng ta đang đẩy mạnh cơ chế bổ nhiệm cán bộ công khai công bằng ngang hàng, đẩy những cán bộ được quần chúng tán thành lên vị trí quan trọng. Thành phố La Nam đã đi đầu tỉnh Sơn Nam ở phương diện này, là người đầu tiên ăn thịt cua, điều này rất tốt. Vương Tử Quân tiếp xúc với Hào Nhất Phong từ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy Bí Thư Hào Nhất Phong mở miệng khích lệ mình. Lúc này đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng mặc kệ Hào Nhất Phong gọi điện thoại là vì cái gì, Vương Tử Quân đều phải mở miệng cảm tạ. Bí Thư Hào, thành phố La Nam chúng tôi lần này kiên quyết đổi mới với điều kiện tiên quyết chính là vì tiếp thu chỉ thị của tỉnh ủy, tiến hành dưới sự chỉ thị của phòng tổ chức tỉnh ủy. Nếu không có tỉnh ủy giúp đỡ, chỉ sợ thành phố La Nam chúng tôi cũng không làm gì được. Hào Nhất Phong cũng không cảm thấy câu trả lời hình thức hóa của Vương Tử Quân là khô cứng, ngược lại còn thấy rất hài lòng. Ngay sau đó lão mở miệng khuyến khích Vương Tử Quân chăm chú tổng kết kinh nghiệm cải cách nhân sự, cần phải hình thành nên một hệ thống, tranh thủ mở rộng ra toàn tỉnh Sơn Nam. Cuối cùng Hào Nhất Phong còn cười nói, vài ngày nữa sẽ đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, đến lúc đó cũng không ngại mở một hội nghị. Yêu cầu các bí thư thị ủy các thành phố đến thành phố La Nam học tập kinh nghiệm.
Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho Vương Tử Quân hơn 3 phút đồng hồ, sau khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì trong lòng liên tục có nhiều ý nghĩ. Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho mình khẳng định công tác của thành phố La Nam, tuyệt đối không phải là vì lãnh đạo có lòng dạ khoáng đạt, hiểu rõ nỗi khổ của mình. Nếu không phải như vậy thì là vì cái gì? Có lẽ Hào Nhất Phong đã nhìn ra được vấn đề trong phương án bổ nhiệm cán bộ lần này, vì vậy mới tỏ ra nhiệt tình như thế. Dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể nói kinh nghiệm công tác nhân sự ở thành phố La Nam không phải là công lao của lão. Vương Tử Quân cũng cảm thấy kinh dị vì sự việc đi đến mức độ này, hắn vốn nghĩ tiến hành phương án cải cách nhân sự lần này là đả kích Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy, cũng không ngờ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang chạy đến ném cho mình lợi ích không nhỏ. Thậm chí ngay cả bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong gần đây thích đối phó với mình, bây giờ cũng giống như mèo ngửi thấy mùi cá, mau chóng chạy đến thành phố La Nam. Xem ra biết trước một vài xu thế phát triển thật sự phát sinh ra những hiệu quả khó tưởng tượng. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với đồng chí Tân ở bên cạnh. Chí Tân, thông báo cho Chủ tịch Lý, Bí thư Lục và trưởng phòng Tôn đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đồng chí Tân tuy không nghe rõ Vương Tử Quân nói gì trong điện thoại, thế nhưng nhìn vào thái độ của Vương Tử Quân, hắn biết người gọi điện thoại đến chính là Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Bí thư Vương Tử Quân, thế là cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Việc gì đáng để Hào Nhất Phong phải gọi điện thoại đến? Đồng chí Tân vừa thầm suy đoán vừa đồng ý một tiếng, ngay sau đó cầm lấy điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân để thông báo cho những người có liên quan. Khi gọi điện thoại đến phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng, lúc này Lục Ngọc Hùng không có trong phòng. Tôn Chiêu Hy lại có mặt trong phòng làm việc, sau khi hắn nói một câu sẽ đến ngay thì cúp điện thoại. Khi đồng chí Tân gọi điện thoại đến thì Tôn Chiêu Hy cũng không phải ở trong phòng một mình, còn có cả phó bí thư thị ủy Lục Ngọc Hùng. Tuy vẻ mặt hai người vẫn như thường, thế nhưng Tôn Chiêu Hy lại tiều tụy hơn nhiều so với trước kia. Trưởng phòng Chiêu Hy, anh nói xem, lúc này Vương Tử Quân yêu cầu chúng ta đi qua, anh ta có ý gì? Thư ký cũng gọi điện thoại đến cho Lục Ngọc Hùng, thế nhưng hắn cũng không nóng vội, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói với Tôn Chiêu Hy. Lúc này Tôn Chiêu Hy cũng không quá hoan nghênh Lục Ngọc Hùng. Khi Hứa Tiền Giang đến thì Tôn Chiêu Hy đã cảm thấy tương lai của mình trở nên ảm đạm, chỉ sợ chức vụ trưởng phòng tổ chức thị ủy của mình sẽ giữ không được bao lâu. Nhưng vì con trai, dù có phản cảm thế nào hắn cũng không dám trở mặt với Lục Ngọc Hùng. Tôi không biết, có lẽ là vì chuyện điều động cán bộ lần này. Tôn Chiêu Hy vừa nói ra thì hai người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Vì sự kiện đánh giá dân chủ lần này căn bản đã làm cho Tôn Chiêu Hy mất hết mặt mũi. Sự kiện nghiên cứu nhân sự ngày ngoài Tôn Chiêu Hy lên tiếng thì căn bản không còn ai khác chĩa lời vào, thế nên bây giờ trưởng phòng Tôn là người gánh hết tất cả dư luận. Lục Ngọc Hùng cũng không rơi vào tình huống khốn khổ như Tôn Chiêu Hy, nhưng quan hệ giữa hai người bây giờ là thế nào thì tự mình hiểu lấy. Vương Tử Quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối ở phương diện điều chỉnh nhân sự, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, thật sự làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy không còn chút sức lực nào. Chương 753, cứng như đầu bò dội nước. Điều chỉnh thì điều chỉnh, việc đến nước này rồi còn thế nào nữa? Lục Ngọc Hùng nhanh chóng điều tiết tâm tình rồi lớn tiếng nói với Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy mặc dù không có ý chí chiến đấu gì, thế nhưng lại cực kỳ đồng ý với những lời nói của Lục Ngọc Hùng, việc đã đến nước này, ngay cả hắn cũng không tin còn gì thay đổi gì khác. Hai người nở nụ cười rồi đứng lên khỏi ghế salon, nhưng cả hai đều cảm nhận được trong nụ cười của đối phương có một cảm giác khổ sở nói không nên lời. Tôn Chiêu Hy cầm lấy ly nước rời khỏi phòng. Khi hắn còn có chút do dự thì Lục Ngọc Hùng đã trầm giọng nói. Trưởng phòng Chiêu Hy, chúng ta cùng đi thôi. Cùng đi, đây chính là tỏ thái độ, Tôn Chiêu Hy hiểu Lục Ngọc Hùng muốn mình tỏ thái độ. Tuy hắn cũng không thích thú gì, nhưng lúc này bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác. Hắn trầm mặc giây lát, sau đó dùng giọng vò sứt rồi mẻ nói. Tốt, chúng ta cùng đi. Khi hai người Tôn Chiêu Hy đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc thấy Lý Quý Niên đang ngồi nói chuyện với Bí Thư Vương. Lục Ngọc Hùng nhìn bộ dạng vui vẻ của hai người, thế là trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý, hai người chúng tôi vì nói vài chuyện nên đến muộn. Khi hai người Lục Ngọc Hùng đi đến cửa thì Lý Quý Niên cũng đã đưa mắt nhìn sang, sao hắn không rõ hai người này đi đến cùng nhau là biểu đạt một loại thái độ, chính là chúng tôi cùng nhau khiêu chiến, cũng không cần tị hiềm. Tuy Lý Quý Niên đã tiếp cận Vương Tử Quân,
thế nhưng hắn cũng không vạch trần điều này, chỉ cười cười mà không nói gì. Vương Tử Quân cũng hiểu ý hai người, hắn cười khẽ một tiếng nói. Hai các anh không đến muộn, chủ tịch Lý ở gần tôi nên đến sớm hơn. Nếu như hai anh cảm thấy vì đường xa mới để cho chủ tịch Lý đến trước, như thế có thể yêu cầu chủ tịch Lý mời khách, tất nhiên tôi cũng thuận tiện có thể tham gia uống vài ly. Vương Tử Quân nói rất nhẹ nhàng từ tốn, giống như là Lục Ngọc Hùng đến chậm là có ý gì vậy. Ha ha ha, Bí Thư Vương, nếu anh muốn tôi mời khách, như vậy tôi sẽ mời, căn bản cũng đừng nên tìm lý do như vậy, rõ ràng là rút máu của tôi, còn ép tôi phải nai lưng chịu tội. Lý Quý Niên cũng cười cười, sau đó mở miệng nói với Vương Tử Quân. Lục Ngọc Hùng cười khan hai tiếng, sau đó ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Lúc này hắn thật sự có chút sảng khoái, những ngày gần đây luôn bị Vương Tử Quân làm cho kinh hoàng, lần này tuy mở miệng nói ra một lời có chút mạo phạm, thế nhưng hắn lại sinh ra cảm giác rất thoải mái. Chỉ là Lục Ngọc Hùng không biết tâm tính này đại biểu cho cái gì, hắn vốn là một người cực kỳ khí độ và kiêu ngạo ở thành phố La Nam, bây giờ lại vui vẻ sung sướng vì một trò vặt vãnh, cảm giác vui vẻ này hiện lên vẻ mặt làm cho người ta phải suy xét, sau đó có thể tìm ra được nhiều vấn đề. Lý Quý Niên thật sự là người thích chú ý xem xét, hắn nghĩ đến tình huống trước kia Lục Ngọc Hùng áp chế mình, bây giờ khóe miệng lộ ra nụ cười nhạo. Bí Thư Vương, ngài triệu tập đám thuộc hạ chúng tôi lại đây có gì cần phân phó sao? Không phải là ép chủ tịch Lý phải mời khách đấy chứ? Không chờ Lý Quý Niên mở miệng, Lục Ngọc Hùng đã nở nụ cười trêu chọc nói. Lý Quý Niên cười cười, cũng căn bản giống như không chú ý đến tình huống Lục Ngọc Hùng cướp lời của mình. Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, để xem vị bí thư thị ủy này rốt cuộc có điều gì cần phổ biến. Hôm nay tôi tìm ba vị chủ yếu là mở một cuộc hội ý. Lát nữa chúng ta sẽ tổ chức hội nghị thường ủy để thảo luận về chuyện này. Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc từ Lục Ngọc Hùng, sau đó hắn cười cười nói tiếp. Vừa rồi Bí Thư Nhất Phong gọi điện thoại đến, anh ấy đánh giá rất cao phương pháp cải cách nhân sự của thành phố La Nam chúng ta, yêu cầu chúng ta cần đẩy mạnh thử nghiệm, chăm chú cơ sở thực tế, tổng kết được mất, sau đó nhanh chóng mở rộng ra toàn tỉnh. Lục Ngọc Hùng vừa châm điếu thuốc thì bàn tay khẽ run, thiếu chút nữa thì điếu thuốc rơi xuống đất. Nếu như nói hứa Tiền Giang đến là cho ra đòn cảnh cáo, như vậy lúc này Bí Thư Hào đến rõ ràng là một cây búa tạ đập lên đầu hắn. Hào Nhất Phong là Bí Thư tỉnh ủy, lời nói của lão là chỉ thị cao nhất ở tỉnh Sơn Nam. Bây giờ Bí Thư Hào lại cho ra lời khẳng định với phương án nhân sự của Vương Tử Quân, như vậy rõ ràng chính Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy lần này xem như đã bị lãnh đạo tỉnh ủy chối bỏ. Sao có thể như vậy? Chính mình vốn đã mất hết người của mình sau sự kiện đánh giá dân chủ lần này. Vì sao sự việc thế này lại đổ lên đầu mình? Bí Thư Nhất Phong cực kỳ coi trọng chuyện này, sau khi khẳng định công tác của thành phố La Nam chúng ta, còn tỏ vẻ sẽ tự mình đến thành phố La Nam. Điều này thật sự là chuyện lớn với thành phố La Nam chúng ta, vì thế chúng ta phải làm sao cho tốt, chứng thực thật tốt. Vương Tử Quân vẫn dùng giọng trầm ấm nói, thế nhưng những lời thế này rơi vào trong tai từng người lại cho ra những cảm thụ khác nhau. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố La Nam. Hắn hầu như giơ hai tay tán thành sự kiện này. Dù sao thì đây cũng là sự kiện nở mày nở mặt, Bí Thư Hào Nhất Phong có thể đến thành phố La Nam nghiên cứu thị sát, như vậy rõ ràng là cực kỳ coi trọng công tác ở thành phố La Nam. Lý Quý Niên căn bản không thể nào tranh chấp với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam, thế nhưng nếu bây giờ hắn có thể quen mặt với Bí Thư Nhất Phong, như vậy cũng có lợi ích không nhỏ cho tình huống được đề bạt sau này. Tôn Chiêu Hy lại cực kỳ đau khổ, dù hắn là trưởng phòng tổ chức thị ủy, thế nhưng hắn lại căn bản không có chút vinh quang trong sự kiện này, khác biệt là thậm chí hắn sẽ còn bị lãnh đạo coi là điển hình phản diện để tiến thêm một bước phê bình. Nhưng như vậy thì thế nào? Hắn cũng không thể nói tôi vốn muốn ủng hộ Bí Thư Vương, thế nhưng vì có liên quan đến con trai mà không thể không làm như vậy. Không nên hối hận. Không biết vì sao khi những chữ này xuất hiện trong đầu thì vẻ mặt Tôn Chiêu Hy thật sự càng thêm ảm đạm. Bí Thư Lục, trưởng phòng Tôn. Hai người các anh là những cán bộ lãnh đạo chủ quản của công tác tổ chức thành phố La Nam, công tác tổng kết kinh nghiệm của sự kiện lần này là một nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang, tôi sẽ giao cho hai anh. Tôi tin tưởng với năng lực công tác của hai anh, tuyệt đối sẽ không làm cho thị ủy phải thất vọng. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi nói. Tổng kết kinh nghiệm cải cách nhân sự lần này giao cho hai người mình. Lục Ngọc Hùng thật sự cảm thấy huyệt thái dương của mình có hơi nhói. Vừa rồi hắn cảm thấy thật sự ngột ngạt. Bây giờ lại sinh ra cảm giác thật sự rất muốn mắng người. Còn bà nó,
anh ép người ta phải làm ra sự việc ca tụng công đức cho chính mình thì cũng không đáng nói, anh là bí thư thị ủy, cũng không thể ép người quá đáng như vậy được. Cho dù chúng tôi thất bại thảm hại ở sự kiện này, thế nhưng anh cũng không nên chơi hai người chúng tôi như vậy. Hai người chúng tôi đã thất bại, sao còn phải đứng ra làm tổng kết kinh nghiệm cho ngài? Chương 754, một diễn thuyết. Ôi, tổng kết vì sao chúng tôi thất bại, còn anh thì thành công sao? Bí thư Vương, một chuyện quan trọng như vậy nên giao cho văn phòng thị ủy thì hay hơn. Lục Ngọc Hùng cắn răng trầm giọng nói. Bí thư Ngọc Hùng, anh đã từng là trưởng phòng tổ chức 4 năm, 3 năm làm phó bí thư nắm công tác tổ chức, có thể nói anh là người cực kỳ có kinh nghiệm công tác tổ chức. Còn trưởng phòng Chiêu Hy cũng nổi tiếng là chuyên gia khung về công tác tổ chức trong thành phố La Nam. Lần này bí thư Nhất Phong mang theo các vị lãnh đạo tỉnh ủy đến thành phố La Nam thị sát nghiên cứu, càng xem trọng thành phố chúng ta. Có thể nói sự kiện lần này đại biểu cho thể diện của thành phố La Nam, dù hai vị có như thế nào cũng phải gánh vác nhiệm vụ này. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hùng, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Lục Ngọc Hùng còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng hắn chợt phát hiện Tôn Chiêu Hy đưa mắt nhìn mình, thế là chậm rãi tỉnh táo trở lại, cũng hiểu ý của Tôn Chiêu Hy. Đó chính là nhiệm vụ này vốn là của chúng ta, anh dù có nói thế nào cũng không có tác dụng. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Ngọc Hùng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng mới áp chế được câu nói nhận thua vào trong bụng. Vương Tử Quân vì sao lại không rõ tâm tư của Lục Ngọc Hùng? Thế nhưng chuyện này vẫn môn giao cho Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy. Tuy người ngoài nhìn vào thì có vẻ là ức hiếp quá đáng, thế nhưng ai bảo bây giờ hai người bọn họ chính là phó bí thư và trưởng phòng tổ chức. Tốt, bí thư Ngọc Hùng nói như vậy thì tôi thật sự an tâm. Vương Tử Quân nhìn về phía Lục Ngọc Hùng rồi cười cười nói tiếp. Chủ tịch Lý, lần này bí thư Nhất Phong đến thị sát nghiên cứu, có một việc rất quan trọng. Anh cần phải chú ý trọng điểm và đặc tinh lực ở sự việc này. Lý Quý Niên tất nhiên sẽ không phản đối tình huống mà chính mình vừa có thể diện và thành thích, thế cho nên hắn cười cười với Vương Tử Quân. Bí thư Vương cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực, đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài việc chăm chú đối đãi, anh cần phải phát lực nhiều hơn ở phương diện kinh tế, chú tâm vào sự kiện nghiên cứu thị sát của lãnh đạo lần này. Hi hi. Tôi biết ngài bí thư ngài bảo tôi chuẩn bị những thứ này, thế nên ngài cứ yên tâm, chỉ cần là những chuyện phòng tổ chức cần dùng tiền, tôi nhất định sẽ nhanh chóng thông qua, tuyệt đối không làm hỏng việc. Lý Quý Niên nói rồi nhìn đồng hồ. Bí thư Vương, có câu hoàng đế không tuyển lính đói, bây giờ cũng đã đến giờ cơm, hay là ngài mời mọi người một bữa đi? Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, hắn vung tay lên sảng khoái nói. Anh nói rất đúng. Tôi sẽ thông báo cho khách sạn ở bên kia. Sau khi cho ra giao ước cùng dùng cơm, Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hai người đều không nói gì, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn thấy gương mặt không thoải mái của đối phương. Tôi cảm thấy anh ta là một người giỏi phát triển kinh tế, không ngờ phương diện tổ chức cũng không chút yếu kém, người này xem ra không phải là đèn cạn dầu. Lục Ngọc Hùng nhìn Tôn Chiêu Hy muốn nói lại thôi, thế là khẽ cảm thán một câu. Tôn Chiêu Hy không nói gì, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Lục Ngọc Hùng. Sau thất bại thì hai người bọn họ giúp nhau liếm vết thương, điều này chưa đáng nói, khó khăn nhất chính là Vương Tử Quân ép bọn họ phải vỗ tay hoan hô. Tiểu Hà, anh có chút căng thẳng. Người thanh niên mặc tây phục cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, hắn khẽ đẩy mắt kính, lại xoa xoa tay, rõ ràng đang rất căng thẳng. Cô bạn gái cũng hơn 20 tuổi, mái tóc ngắn với gương mặt ưa nhìn, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nàng nhìn bộ dạng mất tập trung của bạn trai, thế là véo hắn một cái. Khương Long Cương, không phải anh nói chẳng có gì phải sợ sao? Bây giờ làm sao vậy? Anh là người giỏi nhất, em tin tưởng anh. Khương Long Cương nhìn bộ dạng giống như chắc chắn anh sẽ làm được của bạn gái, thế là hắn đứng thẳng người, bày ra bộ dạng anh hùng không chút sợ hãi. Nhưng khi bạn gái tỏ ra tán thưởng thì toàn thân hắn chợt mềm nhũn, tinh thần mỏi mệt. Ôi, không được, anh vẫn căng thẳng. Tiểu Hà nhìn bạn trai mà thật sự nổi giận, nàng vươn tay của mình ra véo Khương Long Cương theo thói quen, sau đó đưa miệng về phía lỗ tai của hắn. Khương Long Cương, anh nhớ kỹ cho em, mẹ của em bên kia nói có nhiều người sự nghiệp thăng tiến đang chờ. Nếu lần này anh không được vào văn phòng thị ủy, không thuyết phục được mẹ em, như vậy hai chúng ta xong đời. Nếu anh cam lòng như vậy, anh cứ ở đó mà căng thẳng. Anh biết rồi, nhưng anh vẫn có chút căng thẳng.
Khương Long Cương dùng giọng bất đắc dĩ nói với bạn gái. Lúc này Tiểu Hà xem như không còn cách nào khác, nàng nhìn thoáng qua hội đường trang nghiêm phía trước, sau đó chợt nói. Anh không phải nói bí thư thị ủy còn trẻ, đi theo anh ấy làm việc thì rất vui sướng sao? Nghe nói hôm nay bí thư Vương cũng đến, nếu anh biểu hiện tốt, biết đây sẽ tung bay lên tận tầng trời, sẽ được làm thư ký cho bí thư Vương. Lúc này giống như ý chí chiến đấu của Khương Long Cương bị kích phát, nhưng khi Tiểu Hà còn chưa kịp tỏ ra vui vẻ thì Khương Long Cương dùng giọng lo lắng nói. Tiểu Hà, anh vẫn có chút căng thẳng. Tiểu Hà xem như đã hoàn toàn bái phục, nàng nhìn bạn trai rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói. Khương Long Cương, coi như em van xin anh nhất định phải phát biểu cho thật tốt. Khi hai người nói chuyện thì đám người ở bốn phía đều nhìn về một hướng, chợt nghe thấy có người trầm giọng nói. Xem đã tới chưa, đó là xe của Bí Thư Vương. Thì ra là bác hai nói thật, Bí Thư Vương thật sự đến xem chúng ta diễn thuyết. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi nói xong thì lại giống như có chút khó hiểu. Chúng ta cũng không phải là cán bộ lãnh đạo, vì sao Bí Thư Vương lại bỏ thời gian đến đây? Không biết sao, tôi nghe nói thư ký đồng chí Tân của Bí Thư Vương sắp nhận chức chỉ huy trưởng đường cao tốc Sơn La, lần này Bí Thư Vương đến có lẽ là vì chọn thư ký. Làm thư ký cho lãnh đạo hầu như là một con đường tắt trong quan trường, tất nhiên những người đến tham gia tuyển chọn đều hiểu rõ điều này. Làm thư ký cho bí thư thị ủy thành phố La Nam càng là tương lai rực rỡ, thế nên ánh mắt vài người chợt sáng rực. Anh có nghe thấy không Khương Long Cương, bí thư Vương sẽ chọn thư ký, nếu anh được nhìn chúng, mẹ của em sẽ không còn bài xích anh, sợ rằng sẽ nghênh đón nhiệt liệt như một chàng rể tốt, anh có biết không vậy? Tiểu Hà giữ chặt lấy cánh tay của Khương Long Cương, sau đó dùng giọng từng chữ từng câu nói. Chương 754, 2, diễn thuyết. Khương Long Cương thật sự cũng có chút động tâm, hắn trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói. Nhưng anh nghe nói chuyện này đều có dự định sẵn, chúng ta không có tiền cũng không có bối cảnh, em cứ nói đùa. Anh đúng là, nếu là người khác thì e không nói, nhưng Bí Thư Vương là ai? Nếu anh ấy muốn tuyển người lén lút, còn đến đây xem các anh diễn thuyết nữa à? Tiểu Hà nói đến đúng tiếng lòng của Khương Long Cương, lúc này Khương Long Cương nghĩ đến gương mặt của mẹ vợ tương lai. Thế là không khỏi siết chặt nắm đấm. Tiểu Hà yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho mẹ coi trọng. Đây mới là tốt chứ. Tiểu Hà vừa định khích lệ Khương Long Cương hai câu, nhưng nàng vừa nói được một nửa thì khẽ vỗ lên vai hắn rồi gắt giọng. Không cho phép anh nghĩ xấu về mẹ em, vì mẹ cũng vì muốn tốt cho em. Tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không nghe được những lời nói của cặp tình nhân này. Lần này hắn an phận đến xem diễn thuyết. Thế nhưng ngồi xuống chưa được bao lâu thì có ba bốn vị thường ủy thị ủy đi đến. Tất nhiên thư ký trưởng Kim Điền Lạc nhất định phải có mặt, theo sát sau đó là bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân. Kim Điền Lạc đến chưa được bao lâu thì Tống Ích Dân đã xuất hiện ở bên cạnh Vương Tử Quân. Càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Lữ Hâm Sâm cũng đi đến. Lữ Hâm Sâm tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến chỗ này, Vương Tử Quân suy ngẫm giây lát thì hiểu rõ mục đích của trưởng phòng Lữ. Nhưng đáng tiếc, Lữ Hâm Sâm muốn mở miệng cầu cạnh, nhưng bây giờ Vương Tử Quân thật sự không làm gì hơn được. Mọi người rất mẫn cảm, đặc biệt là người trong quan trường, càng mẫn cảm phát hiện những tình huống gió thổi cỏ lay. Sự kiện Tôn Chiêu Hy mất mặt trước Vương Tử Quân, rất nhiều người nhìn bằng mắt nhưng lại đặt nặng vào lòng. Nếu như Hứa Tiền Giang không đến, đại đa số mọi người sẽ nghĩ khác. Nhưng Hứa Tiền Giang đã đến, hơn nữa thành phố La Nam sắp nghênh đón chuyến nghiên cứu thị sát của Bí Thư Nhất Phong. Điều này làm cho mọi người cảm thấy trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy sắp ngã đổ, thật sự ngồi không vững nữa rồi. Lữ Hâm Sâm và Tôn Chiêu Hy tuy cùng là thường ủy thị ủy, nhưng trưởng phòng tổ chức và trưởng phòng tuyên truyền có sự khác biệt quá lớn, hai người đều cảm giác được điều này. Lữ Hâm Sâm cảm thấy kết cục Tôn Chiêu Hy rời khỏi vị trí đã định, thế cho nên cho ra quyết định dựa về phía Bí Thư Vương. Tất nhiên trong đơn vị thì mọi người chú ý làm từng bước một, cố gắng làm sao cho thật tốt, thiết lập bậc thang cầu tiến cho chính mình. Nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân lại có suy xét khác ở chiếc ghế trưởng phòng tổ chức, thế cho nên Lữ Hâm Sâm dù có nhiệt tình thì hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng cho ra lời trấn an, căn bản không làm ra hứa hẹn nào khác. Đám người diễn thuyết lần lượt lên đài, bắt đầu nói ra những gì mình đã chuẩn bị. Bọn họ đưa mắt nhìn đám người bên dưới, thế nhưng thật lòng thì bọn họ chỉ chú ý đến vài vị trí ở giữa phòng mà thôi. Vương Tử Quân nghe những lời diễn thuyết dõng dạc của đám người trên đài mà không khỏi liên tục nở nụ cười. Tuy bản thảo của bọn họ khó có thể lọt vào trong mắt xanh của Bí Thư Vương,
thế nhưng nhìn vào tình huống diễn thuyết, rõ ràng là văn phòng thị ủy tuyển chọn nhân viên lần này thật sự có chút tác dụng. Bí thư Vương, tôi thấy viên cán bộ trẻ kia là không tệ, đặc biệt có vài người diễn thuyết hùng hồn, phong thái rất tốt, có thể ra tay. Lữ Hâm Sâm khẽ cúi đầu nói với Vương Tử Quân. À, rất tốt, thư ký trưởng Kim tổ chức sự kiện diễn thuyết lần này là rất tốt. Vương Tử Quân khẽ cười với Lữ Hâm Sâm, sau đó khen ngợi Kim Điền Lạc một câu. Lữ Hâm Sâm khẽ cười, hắn lại tiếp tục lên tiếng góp vui. Bí thư Vương, tuy văn phòng thị ủy thiếu người, thế nhưng tôi cảm thấy cũng không nên dùng nhiều người như vậy. Phòng tuyên truyền của chúng tôi cũng đang có vài biên chế, tôi thấy không bằng mình chọn vài đồng chí trong số này, ngài thấy thế nào? Vương Tử Quân hiểu Lữ Hâm Sâm mở miệng như vậy chính là tìm niềm vui cho mình, nhưng hắn cũng không nói ra mà cười cười. Trưởng phòng Lữ, người tuyển chọn lần này là thư ký trưởng Kim, tôi thật sự không quản được. Khi hai người đang nói chuyện với nhau, điện thoại của đồng chí Tân chợt vang lên. Hắn nhìn dãy số, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài phòng nghe điện thoại. Vương Tử Quân cũng nhìn thấy tình huống đồng chí Tân ra ngoài gọi điện thoại, thế nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nghe diễn thuyết. Một lát sau đồng chí Tân vội vã đi vào nói. Bí thư Vương, có chuyện xảy ra. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút sốt ruột của đồng chí Tân, hắn biết sự việc chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nếu không với địa vị của đồng chí Tân vào lúc hiện tại, căn bản có ít sự việc mà thư ký đồng không thể hòa giải được. Có việc gì? Vương Tử Quân nói bằng giọng lạnh nhạt. Đức Trụ đánh người. Đồng chí Tân chợt có hơi gấp gáp. Lý Đức Trụ đánh người. Vương Tử Quân rất có hảo cảm với lái xe Lý Đức Trụ, tiểu tử kia là người trời sinh cởi mở, lại chịu khó cẩn thận, bình thường lời nói việc làm đều đúng mực, vì sao bây giờ lại phát sinh sự kiện như vậy? Chuyện gì xảy ra? Đồng chí Tân nhìn bốn phía rồi khẽ nói. Đức Trụ đưa ngài đi đến xem diễn thuyết rồi thừa dịp đi bảo dưỡng xe, tôi cho cậu ấy đi, không ngờ khi bảo dưỡng xe lại nghe có người nói bậy về ngài, thế là cậu ấy nổi giận cãi cọ với đối phương. Nghe có người nói bậy về mình và Lý Đức Trụ đứng ra cãi cọ với đối phương, hai hàng chân mày của Vương Tử Quân chợt thả lỏng, nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ nghe đồng chí Tân tiếp tục lên tiếng. Kết quả là hai bên không hợp nhau, nhanh chóng ra tay, Đức Trụ đấm vỡ mũi của đối phương. Đồng chí Tân nhìn vẻ mặt bất động của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Người đó là ai? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Hứa Tranh Viễn. Đồng chí Tân trả lời làm cho hai hàng chân mày Vương Tử Quân khẽ nhíu lại, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ vì Hứa Tranh Viễn nói bậy về mình. Hứa Tranh Viễn là điển hình con nhà quan ở thành phố La Nam, tuy bây giờ Hứa Vân Sơn đã đến làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, thế nhưng người này vẫn có lực ảnh hưởng thâm căn cố đế ở thành phố La Nam. Hứa Tranh Viễn dựa vào lực ảnh hưởng của cha mới có thể tiến lên làm phó phòng giao thông. Quan trường xưa nay luôn chú ý đến những vị trí trống, trước mắt chiếc ghế trưởng phòng giao thông đang trống. Hứa Tranh Viễn chỉ còn chờ thời cơ chín muồi để thể hiện tài năng, thuận lý nhảy vào bên trong chiếc hố có sẵn. Lúc này hắn bị người ta chặt đứt con đường thăng tiến, hắn có thể thoải mái được sao? Lý Đức Trụ là người tận tâm trung thành đi theo Vương Tử Quân, tất nhiên hắn sẽ căn bản không nghe lọt tai những lời phát ra từ miệng Hứa Tranh Viễn. Chương 755, một phụ nữ đòi hỏi là những gì quan chức cần. Hai người bọn họ bây giờ đang ở đâu? Vương Tử Quân nhìn đồng chí Tân rồi khẽ nói. Đã được đưa đến đồn công an. Đồng chí Tân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn nói tiếp. Người vừa gọi điện thoại đến chính là Cục trưởng Mễ, anh ấy xin chỉ thị ngài xem nên xử lý vụ này như thế nào. Xử lý như thế nào? Vương Tử Quân bình tĩnh trở lại, tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt đối với hắn, thế nhưng dưới sự thúc đẩy của người hữu tâm sẽ không còn giống như bình thường. Lý Đức Trụ là ai? Là lái xe của Vương Tử Quân, là người bên cạnh Bí Thư Vương, hơn nữa Lý Đức Trụ vì Vương Tử Quân mà ra tay đánh Hứa Tranh Viễn, đối với mọi người thì Lý Đức Trụ chính là thể diện của Vương Tử Quân. Nhưng chẳng lẽ bây giờ mình mở miệng nói Cục Công an thả Lý Đức Trụ ra sao? Vương Tử Quân khẽ búng búng ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Bí Thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân. Lúc này Tống Ích Dân cũng đã nhận được điện thoại của Mễ Hoa Lâm, hắn cũng cảm thấy rất đau đầu với chuyện này. Hắn không oán trách gì Lý Đức Trụ, càng oán giận đối với Hứa Tranh Viễn. Tiểu tử này thật sự quá ngu ngốc, cũng không biết nhìn tình thế lúc này là thế nào, dám mắng bí thư thị ủy, bị Lý Đức Trụ đánh là quá nhẹ rồi. Nhưng dù thế nào thì, dù Tống Ích Dân có oán trách Hứa Tranh Viễn thì bây giờ cũng đã chậm rồi. Hai người kia gây náo loạn với nhau,
đánh nhau sướng tay nhưng lại ném cho Tống Ích Dân một cục diện khó xử lý. Dù sao Hứa Tranh Viễn cũng là công tử nhà chủ tịch mặt trận Tổ quốc, bây giờ còn là phó phòng giao thông, người còn lại chính là lái xe của bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Nếu như lái xe của Vương Tử Quân tranh cãi với Hứa Tranh Viễn thì không có vấn đề, thế nhưng nguyên nhân gây ra sự việc chính là Hứa Tranh Viễn mắng Vương Tử Quân. Trong nước gần đây cực kỳ chú trọng tư tưởng, cũng có quan niệm lãnh đạo phải che chở cho cấp dưới. Lúc này Lý Đức Trụ chính là thể diện của Vương Tử Quân, nếu như Tống Ích Dân trừng phạt Lý Đức Trụ, như vậy sao có thể mở miệng nói với bí thư Vương? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Tống Ích Dân, hắn hạ quyết tâm, thầm nghĩ chỉ cần Vương Tử Quân gật đầu, chính mình sẽ thả Lý Đức Trụ. Còn tên khốn Hứa Tranh Viễn, nên làm thế nào thì làm như vậy. Chút nữa đi thăm Lý Đức Trụ, sau đó nói với Mễ Hoa Lâm, để anh ấy xử lý nghiêm khắc dựa theo đúng trình tự. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân lúc này xem như thầm hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, trấn an Lý Đức Trụ chính là tỏ ra tán thưởng, còn yêu cầu Mễ Hoa Lâm xử phạt công minh, chính là biểu hiện thái độ đối với sự kiện này. Là thái độ tức giận. Hứa Tranh Viễn là con trai của Hứa Vân Sơn, là phó phòng giao thông. Người này nhục mạ sau lưng bí thư thị ủy, chuyện này làm cho bí thư Vương rất tức giận. Tuy ngoài mặt thì muốn xử lý sự việc theo đúng pháp luật, thế nhưng thực tế lại có ý nghĩa rất sâu xa. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó hắn xoay người đi ra khỏi phòng họp. Lúc này có một người thanh niên đi lên đài diễn thuyết, chợt nghe thấy hắn nói. Thưa các vị lãnh đạo, hôm nay chủ đề diễn thuyết của tôi là xúc tiến phát triển kinh tế thôn xóm. Người thanh niên kia chính là Khương Long Cương, hầu như là người được sắp xếp vào lúc cuối cùng, lúc này hắn tràn đầy cảm giác bất an. Sau khi lên đài, tuy biểu hiện nhìn thì rất trấn tĩnh, thế nhưng lời nói lại làm cho người ta sinh ra cảm giác có hơi nhanh. Sự phát triển kinh tế của tuyến cơ sở căn bản không thể nào thoát ly khỏi mối tương quan mật thiết với lãnh đạo thành phố, không bỏ sức ở cơ sở thì trời rung đất lở. Tôi muốn nói với mọi người một nguyên lý về thùng gỗ, một chiếc thùng gỗ chứa được nhiều nước hay ít nước, cũng không phải vì mảnh gỗ lớn nhất trong thùng, nó hoàn toàn được quyết định bởi mảnh gỗ nhỏ nhất khép nên chiếc thùng. Vì thế có thể thấy rõ một vấn đề, thành phố muốn phát triển nhảy vọt, căn bản phải tôn trọng phương diện phát triển kinh tế ở cơ sở. Vương Tử Quân đang suy tư về sự kiện Lý Đức Trụ chợt dương mày, ánh mắt khẽ híp lại. Tuy lúc bắt đầu Khương Long Cương có chút căng thẳng, thế nhưng nội dung bài diễn thuyết của hắn lại làm cho hai mắt Vương Tử Quân chợt tỏa sáng. Thành phố La Nam lúc này đang rất tụt hậu, kinh tế kém phát triển, nếu muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế, như vậy phát triển kinh tế cơ sở là một khâu không thể nào thiếu được. Vương Tử Quân cũng đã suy xét rất kỹ về phương diện này, lúc này nghe bài diễn thuyết của Khương Long Cương, hắn cảm thấy có nhiều điểm nhấn trong bài diễn thuyết phù hợp với tâm ý của mình. Vương Tử Quân tìm thư ký vừa chú trọng thông minh giỏi giang, vừa coi trọng ánh mắt tinh anh. Hắn cảm thấy một thư ký vĩ đại không những có thể hoàn thành các công tác pha trà rót nước, hơn nữa còn có thể đề xuất vài ý kiến có tính chất xây dựng với lãnh đạo. Kim Điền Lạc luôn chú ý đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, hắn thấy Vương Tử Quân chợt quan tâm đến bài diễn thuyết của người thanh niên kia, thế là nhanh chóng phân phó thư ký của mình đưa tư liệu của người kia đến. Bí thư Vương, người trên đài là Khương Long Cương, là một giáo viên, nhưng trước đó tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh tế. Kim Điền Lạc chờ Khương Long Cương diễn thuyết xong thì đưa tài liệu đến đặt trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cẩn thận nhìn qua tư liệu của Khương Long Cương, sau đó mới nói. Thư ký trưởng Kim, tiểu tử này rất tốt, anh nói chuyện với cậu ấy một chút, hỏi xem có phải chính cậu ấy nghĩ ra những quan điểm kia hay không. Vâng, Kim Điền Lạc đồng ý một tiếng, trong lòng cũng thở phào một hơi. Tuy chuyện tìm thư ký thì bí thư Vương chủ yếu giao cho đồng chí Tân. Thế nhưng hắn là một thư ký trưởng văn phòng thị ủy cũng không thể nào bỏ qua sự kiện này, xem xét kỹ lại thì thấy trách nhiệm của hắn là rất lớn. Anh Hà Hoa, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử kia sao còn ngồi ngông nghênh trong phòng? Tôi nói cho anh biết nhé, hôm nay nếu không để cho tôi tìm một đám anh em cho nó một trận ra bã, sau này anh cũng đừng hòng còn là anh em của tôi. Hứa Tranh Viễn dùng tay giữ lấy mũi, hắn vừa đi vào dùng giọng tức giận nói với Phó Cục trưởng Phân Cục Công an khu quy hoạch thành phố La Nam. Hai ngày qua Hứa Tranh Viễn thật sự rất phiền muộn, không những chiếc ghế trưởng phòng giao thông vốn đã như ván đóng thuyền chợt tan biến, hơn nữa lại chỉ nhận được 7 phiếu tán thành khi tổ chức đánh giá dân chủ, lại càng là trò cười của cả thành phố La Nam. Hôm nay hắn về nhà bị bố phê bình cho một chập, thế là hắn nổi giận đi ra khỏi nhà. Hắn muốn bảo dưỡng xe cho vợ của mình, đồng thời muốn tìm nhân tình để phát tiết một chút.
Lúc hắn vào trạm bảo dưỡng thì gặp phải người quen, thế là không khỏi mở miệng mắng Vương Tử Quân vài câu, không ngờ chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, cũng không biết nơi nào chạy ra một tên khốn cứng hỏng cãi nhau với hắn. Chương 755, 2, phụ nữ đòi hỏi là những gì quan chức cần. Con bà nó, tên kia có nắm đấm quá mạnh. Hứa Tranh Viễn nghĩ đến tình huống tên khốn kia đấm một cái làm cho lỗ mũi mình nở hoa, thế là cơn tức trong lòng chợt bừng bừng bộc phát. Trước nay hắn sống an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được tình cảnh bị đối phương đánh cho gãy mũi như thế này. Thật sự quá đau. Con bà nó, con người là như vậy, đến khi gặp phải chuyện không may thì dù là uống nước cũng nấc cục. Hứa Tranh Viễn càng thêm bất mãn chính là vừa rồi đi vệ sinh, hắn thấy tiểu tử đánh mình gãy mũi vẫn ngồi ngông nghênh trong phòng thẩm vấn. Hơn nữa còn được người ta hầu hạ trà nước đàng hoàng. Hắn thấy tình cảnh như vậy mà cũng không quan tâm đến cơn đau của mình, nhanh chóng nổi trận lôi đình. Đúng lúc có một bụng tức giận cần phát tiết thì vừa vặn gặp mặt người bạn của mình là Hào Xã Nguyên đi đến. Hắn nhanh chóng mở miệng quát lên với Hào Xã Nguyên. Hào Xã Nguyên dù là phó cục trưởng, nhưng là một cán bộ cấp phòng, hơn nữa vị trí này là do Hứa Tranh Viễn đưa đến cho, thế nên gần đây hắn cực kỳ cung kính với Hứa Tranh Viễn. Nhưng hôm nay nghe được lời phân phó của Hứa Tranh Viễn, hắn chạy đến vài bước khẽ nói. Anh Hứa, anh nói nhỏ một chút, chuyện này con bà nó quá lớn rồi. Hừ, anh nói vậy là có ý gì? Hứa Tranh Viễn sờ lên mũi dùng giọng bất mãn nói. Sự việc gì lớn hơn cái mũi của tôi? Tiểu tử kia chính là lái xe mới của Bí Thư Vương. Hào Xã Nguyên lúc này cũng không nói nhiều, hắn thì thầm vào tai Hứa Tranh Viễn. Hắn là lái xe của ai cũng mặc kệ, hắn dám đánh tôi. Hứa Tranh Viễn nói được một nửa câu thì ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Hào Xã Nguyên, sau đó há hốc miệng nói. Anh nói hắn là lái xe của ai? Là lái xe của Vương Tử Quân, Bí Thư Vương. Hào Xã Nguyên tuy biểu hiện rất cung kính với Hứa Tranh Viễn, thế nhưng từ sâu trong lòng thật sự không có cảm tình gì với một tên khốn con nhà quan chỉ biết mở miệng gào thét này. Lúc này thấy vẻ mặt Hứa Tranh Viễn lộ ra vẻ bối rối. Trong lòng có chút hèn mọn, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là quả hồng để cho người ta vân vê, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, là cái thá gì vậy? Hứa Tranh Viễn là người hoành hành nhiều năm ở thành phố La Nam, nhưng bây giờ cũng thật sự sợ hãi vị bí thư thị ủy ra bài không theo quy luật kia. Nếu như đứng trước mặt Vương Tử Quân, hắn tuyệt đối không dám nói bậy về Vương Tử Quân, thậm chí phát tiết lúc bảo dưỡng xe cũng chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi. Hứa Tranh Viễn cũng thật sự không ngờ mình lại không may mắn như vậy, mắng chửi người ta, lại bị thủ hạ của người ta nghe được. Nếu sự việc này rơi vào trong tai Vương Tử Quân, kết quả là thế nào thì hoàn toàn có thể nghĩ. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy cảm giác sợ hãi với người này. Còn bà nó, ông đây có bao giờ sợ ai đâu. Bây giờ lại sợ tên khốn này, hơn nữa đối phương thiếu chút nữa dọa cho mình tê liệt cả người. Lẽ ra với quan hệ của Hứa Tranh Viễn, hắn có thể phát triển rất tốt trong quan trường. Hắn là người thông minh, cũng có chút năng lực, tất nhiên cũng không có bệnh tật gì lớn. Thế nhưng bây giờ xem ra bệnh tật có hơi nhiều một chút, thậm chí còn có vẻ tỏa sáng, đặc biệt là phương diện nữ sắc. Nhưng điều này nói rõ vấn đề gì? Không phải hắn giỏi đoàn kết với các đồng chí nữ sao? Hứa Tranh Viễn nghĩ đến đây mà có vài ý nghĩ khác lạ, hắn là người đặc biệt giỏi tiếp cận phụ nữ. Cũng là gặp một người phụ nữ, người ta vừa mới quen thì hắn đã thành thân thiết, đã di vào giai đoạn thực chất, lên giường từ lâu rồi. Hắn tôn trọng câu châm ngôn, quan chức cần chín chắn, phụ nữ cần non nớt. Vì thế phụ nữ chỉ cần còn trẻ, căn bản không quá chú trọng đẹp xấu, không nên tạo dựng cảm tình, không nên yêu thương. Lúc này gái có mặt ở khắp nơi, thật sự thời thế tạo anh hùng, Hứa Tranh Viễn hoàn toàn có thể vung dây cương tuynh hoành ngang dọc. Lúc này chọc giận Vương Tử Quân. Sau này Hứa Tranh Viễn còn cơ hội để tiếp tục cuộc sống xa hoa trụy lạc, ngập chìm trong vàng son nữa không? Hứa Tranh Viễn thật sự cảm thấy rối loạn, những sự việc không hài lòng gần đây chợt xuất hiện giống như cuốn phim quay chậm trong đầu. Anh Hào, chuyện này nên làm sao bây giờ? Hứa Tranh Viễn cũng bất chấp thể diện của mình, hắn khẽ nói với Hào Xã Nguyên. Hào Xã Nguyên tỏ ra lo lắng, hắn nói. Trưởng phòng Hứa, chuyện này chỉ sợ không tốt cho ngài. Bên phía chúng tôi đã báo cáo cho Cục trưởng Mễ, nghe nói Cục trưởng Mễ đã báo cáo cho Bí Thư Vương. Cục trưởng Mễ báo cáo cho Bí Thư Vương, còn bà nó, sao lần này hiệu suất công tác của đồn công an này lại cao như vậy? Đã chọc đến người Vương Tử Quân rồi sao? Tuy Hứa Tranh Viễn cứng miệng nói không sợ Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này trên trán đã vã mồ hôi hột.
Anh Hào, tôi đi gọi điện thoại một chút. Hứa Tranh Viễn lúc này đã thật sự rối loạn, bây giờ hắn mới nghĩ đến bố mình. Nếu như vừa rồi hắn còn có chút oán hận, như vậy bây giờ xem bố mình là cây cỏ cứu mạng duy nhất còn sót lại. Hào Xã Nguyên càng cảm thấy khinh thường Hứa Tranh Viễn, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nhiệt tình. Dù sao Hứa Tranh Viễn cũng có một người cha tốt, Hứa Vân Sơn dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu mặt trận Tổ quốc thành phố La Nam, rất ít người ở thành phố La Nam không nể mặt chủ tịch Hứa. Đối với Hào Xã Nguyên, có thể trèo lên tầng quan hệ với Hứa Vân Sơn thì thật sự là may mắn lớn, hắn muốn tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu đồn công an, sợ rằng chỉ cần một câu nói của Hứa Vân Sơn mà thôi. Bố, phải làm sao bây giờ? Hứa Tranh Viễn nhanh chóng nói ra sự việc với bố mình, sau đó dùng giọng bối rối nói với đầu dây bên kia. Hứa Vân Sơn nhận được điện thoại của con trai Hứa Tranh Viễn, đúng lúc lão đang suy nghĩ đối sách cho những gì liên quan đến con trai. Mặc dù lão đã mở miệng mắng chửi, thế nhưng có một sự thật căn bản không thể chối cãi chính là Hứa Tranh Viễn là con trai của lão, dù có tức giận thế nào thì cũng là mâu thuẫn gia đình, hoàn toàn có thể tự xử lý và tan biến. Cuối cùng lão vẫn phải cố gắng tìm đường ra cho con mình. Dù mất mặt thì Hàn Siêu Vũ vẫn phải tìm gặp Vương Tử Quân, dù con trai không tiếp tục được làm trưởng phòng giao thông, thế nhưng nắm một chức vụ khác cũng không khó. Hứa Vân Sơn đang thầm suy nghĩ nên mở miệng thế nào với Vương Tử Quân, lại không ngờ xuất hiện một sự kiện như lúc này. Chương 756, không suy xét sự việc sẽ bại, người có thể nhẫn sẽ không có gì phải lo. Lúc này ngoài xã hội đang lưu truyền 5 phương pháp làm quan, đầu tiên là cống hiến đặc thù, thành tích rõ ràng, ban thưởng mạnh mẽ, thăng quan tiến chức, thứ hai là, có người bên trên, thừa thế xông lên, vị trí sẵn có, ba là, cúi người cung kính, chạy trọt khắp nơi, mở miệng nói gãy lưỡi, chịu đựng khổ cực, sự việc ắt thành, bốn là, lên chức vô cọng, bất động tại chỗ, vung tiền như rác, cuối cùng toại nguyện, gọi là chạy quan, năm là, không bỏ lực, không ném tiền, không tính toán tường tận, vận mệnh căn bản như dã tràng xe cát. Hứa Vân Sơn đã trải qua nhiều mưa gió. Trong lòng thầm hiểu lúc này con mình ở vào tình cảnh mấu chốt, kết quả sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan trong tương lai. Hơn nữa nhìn vào tình cảnh trước mắt thì thấy tất cả những thứ khác đã không còn quan trọng, không nói đến phương diện đề bạt, bây giờ con trai lại mở miệng mắng người, xem như đã phát sinh một sự kiện lớn. Mắng người ta vài câu ở sau lưng thì căn bản là bình thường, năm xưa Hứa Vân Sơn cũng từng trộm mắng lãnh đạo, nhưng không cho lãnh đạo nghe được. Con trai Hứa Tranh Viễn giống tính bố. Khá thẳng thính, nói như súng máy, bất mãn với người nào thì lời nói khó nghe giống như đạn pháo bay đến liên tục. Thế nhưng con trai của lão xem như thật sự xui xẻo, lần này lại bị lái xe của Bí Thư Vương nghe được. Đáng lý người ta nghe được cũng không có vấn đề, có ai mà không bị mắng. Có lẽ Vương Tử Quân sẽ nể mặt mình mà bỏ qua cho. Nhưng bây giờ sự việc này đã gây xôn xao dư luận, Vương Tử Quân dù là vì cái gì cũng phải xử lý con trai mình, nếu không thì còn uy tín gì nữa. Hừ, để tôi nghĩ biện pháp. Hứa Vân Sơn cúp điện thoại, sau đó gọi cho một người quen ở Cục Công an thành phố. Người kia biết rõ ràng sự việc hơn cả Hào Xã Nguyên, thế cho nên chỉ cần dùng vài câu đã biểu hiện rõ ý đồ của Vương Tử Quân. Chủ tịch Hứa, dựa theo ý kiến xử lý của Bí Thư Vương thì Tranh Viễn sẽ không có chút vấn đề, nhưng tài xế của Bí Thư Vương sẽ bị giam giữ vài ngày vì tội đánh người. Nếu lái xe của Bí Thư Vương bị giữ lại, như vậy Bí Thư Vương sớm muộn gì cũng tính sổ Tranh Viễn. Hứa Vân Sơn là một cán bộ lão thành xảo quyệt trên quan trường, sao lão lại không hiểu điều này cho được. Hắn cảm tạ đầu dây bên kia một phen, sau đó người bạn cũng sắp về hưu ở phía bên kia chợt nói. Chủ tịch Hứa, với quan hệ giữa hai ta, tôi nói một câu không dễ nghe, dù thế nào cũng phải giữ gìn thể diện của Bí Thư Vương. Hứa Vân Sơn cúp điện thoại rồi rơi vào trầm ngâm, lão vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ lấy công làm tư và xử lý thiên hướng về lái xe của mình trong sự kiện lần này. Không ngờ ý kiến xử lý sự việc của Vương Tử Quân lại vượt xa dự đoán của lão, lại xử sự theo đúng pháp luật. Bí Thư Vương cho ra biện pháp xử lý như vậy làm cho người ta không thể nói gì hơn, thực tế lại xem như ghi nhớ sự việc hôm nay. Quan trường là huyền diệu như vậy, thật ra có nhiều chuyện căn bản không thể nói cho rõ, cũng không cần nói rõ, muốn ép người cũng sẽ không làm ra bất kỳ sự kiện nào để cho người ta nói này nói nọ được. Nếu như không tìm được biện pháp xử lý con trai mình, như vậy Vương Tử Quân căn bản là mất hết mặt mũi, như vậy rõ ràng là đặt xuống một quả bom hẹn giờ cho đường phát triển của con trai, mà Vương Tử Quân lại là người nắm chặt kíp nổ. Nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt, chẳng khác nào có một mồi lửa bùng lên, quả bom sẽ nổ bất thình lình,
con trai của Hứa Vân Sơn sẽ gặp tình huống nguy hiểm tột đột. Hiểu con không ai bằng cha, từ nhỏ đến lớn hầu như liên tục phát sinh những thứ không ra gì, hơn nữa còn liên quan đến phương diện nữ sắc, không quản được dây lưng quần của mình. Vương Tử Quân là người căn bản đã dựng lên quyền uy của mình ở La Nam, Bí Thư Vương muốn động vào con trai mình thì căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Thậm chí sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn, căn bản không cần Vương Tử Quân ra tay, thậm chí sẽ có người vì nịnh nọt Vương Tử Quân mà nhảy đến cắn con mình như sói đói. Nói như vậy tuyệt đối không phải là khoa trương, chẳng phải có một đám người đang nghĩ cách nịnh nọt Bí Thư Vương sao? Đám người đó nào có khác nào những con chó đang đứng vẫy đuôi chung quanh? Hứa Vân Sơn suy xét rất lâu, cuối cùng cũng rụi tàn thuốc. Lão biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân, vì thế bây giờ lão nhanh chóng cho ra quyết đoán, phải dừng lại, không thể tiếp tục. Hứa Vân Sơn chạy đến đồn công an khu quy hoạch, đám lãnh đạo đồn công an phải chạy ra chào đón. Đám lãnh đạo đồn công an tuy tỏ ra tươi cười hớn hở, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khổ sở. Tuy đây chỉ là sự việc nhỏ nhưng lại liên quan đến thể diện của Vương Tử Quân. Tuy Chủ tịch Hứa ở mặt trận Tổ quốc sắp về hưu, thế nhưng cũng không phải là một người mà đám cán bộ cấp phòng như bọn họ có thể động vào. Chủ tịch Hứa, Cục trưởng Mễ vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là anh ấy có một hội nghị quan trọng cần tham gia, đã rời khỏi thành phố, điều này. Không chờ đồn trưởng họ Vương kia nói xong, Hứa Vân Sơn đã cười nói. Tôi biết Cục trưởng Mễ đang rất bề bộn, cũng không muốn quấy rầy anh ấy, nhưng tôi nghe nói đứa con trai không ra gì của tôi đang tự rước phiền phức. Các anh gọi nó ra đây cho tôi. Đồn trưởng Vương tất nhiên sẽ không dám chậm trễ, hắn lên tiếng phân phó, Hứa Tranh Viễn được đưa đến. Lúc này Hứa Tranh Viễn còn rất không yên, sau khi thấy bố thì định mở miệng kêu oan. Đột nhiên Chủ tịch Hứa vung tay lên tát thật mạnh, chân cũng đạp một cái, dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tên khốn này, mỗi ngày không chịu khó làm việc, chỉ biết uống nước đái ngựa. Lần này say rượu lái xe ngã gãy mũi. Sau này còn dám làm loạn như vậy, tôi đập nát đầu anh. Say rượu ngã xe gãy mũi. Đồn trưởng Vương nhìn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Chủ tịch Hứa, thế là trong lòng thầm hiểu ra vấn đề, tảng đá đặt trên đầu hắn cũng dần biến mất. Thật sự gừng càng già càng cay. Hứa Tranh Viễn sợ ngây cả người, hắn nhìn chằm chằm vào bố mà miệng chợt co rút, hắn không thể tin những lời vừa rồi lại được phát ra từ miệng bố mình, cảm thấy đầu óc mình như chết lặng. Bố mình sao lại nói ra những lời như vậy? Hứa Tranh Viễn nhìn ánh mắt hung hăng của bố mình, cho dù đầu óc muốn nổ tung nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ lên nói. Bố, con xin lỗi, con uống quá say, không ngờ đâm đầu vào cột điện. Hừ, sau này uống ít nước đái ngựa một chút, cũng đừng làm tôi phải xấu hổ khi đi đến chỗ này, đi thôi. Chủ tịch Hứa nói rồi kéo Hứa Tranh Viễn về phía chiếc xe của mình. Hứa Tranh Viễn đổ tất cả vấn đề lên người con trai Hứa Tranh Viễn. Điều này làm cho đám người trong đồn công an cảm thấy dễ thở hơn. Bọn họ đưa mắt nhìn Chủ tịch Hứa và Hứa Tranh Viễn rời đi, ai cũng nở nụ cười. Đồn trưởng Vương, bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa? Tất nhiên là xong rồi. Người trong cuộc đã nhận sai lầm, còn nói gì nữa? Hơn nữa chẳng lẽ chỉ ồn ào hai câu thì bắt người sao? Chúng ta cũng không đến mức như vậy. Đồn trưởng Vương vung tay lên, sau đó chậm rãi thả bước đi vào bên trong. Đồn trưởng Vương tuy xem như đã xong việc nhưng Hứa Vân Sơn cũng không phải đã xong, trước khi đến lão đã biết Vương Tử Quân đang ở phòng họp nghe diễn thuyết, thế là phân phó lái xe chạy về phía phòng họp thị ủy. Hứa Vân Sơn chạy đến phòng họp thì sự kiện diễn thuyết đã chấm dứt, Vương Tử Quân được nhóm người Tống Ích Dân vây quanh đi ra ngoài. Hứa Vân Sơn nhìn gương mặt trẻ tuổi với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là kéo Hứa Tranh Viễn tiến lên nghênh đón. Bí thư Vương. Khi Hứa Vân Sơn lên tiếng chào hỏi, Vương Tử Quân cũng nhìn thấy bố con Hứa Vân Sơn. Nhưng hắn không mở miệng ngay, chờ Hứa Vân Sơn chào hỏi mới cười tiến lên nghênh đón. Chương 757, một thư ký cạnh lãnh đạo. Nghe nói Bí thư Vương diễn thuyết ở chỗ này, tôi nhanh chóng đến tham gia náo nhiệt. Hứa Vân Sơn vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa cười nói. Tranh Viễn, tiểu tử nhà tôi thật sự là không thể mở ra tư tưởng, thế cho nên tôi đưa nó đến chào hỏi chú Vương một chút. Để nó hiểu rõ nguyên tắc phân công cán bộ, như vậy mới mong có được tương lai sau này. Cái gì, chú Vương? Hứa Tranh Viễn tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu nhục, thế nhưng lúc này nhìn người đàn ông còn trẻ hơn nhưng phải gọi bằng chú, hắn thật sự cảm thấy rất lúng túng, một lúc lâu sau còn chưa thể mở lời. Bốp! Chủ tịch Hứa không biết có phải đã rất thuần thục hay không,
bây giờ vung bàn tay tay tát Hứa Tranh Viễn một cái, lại dùng giọng dạy bảo Thấm Thiến nói. Bí thư Vương, con trai của tôi thật sự là loại không thể khai sáng, hôm nay thiếu chút nữa đã làm tôi tức chết. Không biết mắt mũi để đi đâu, đang đi trên đường lại đâm đầu vào cột điện, thật sự chẳng hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái quái gì. Vương Tử Quân hiểu ý của Hứa Vân Sơn, hắn nhìn nụ cười trên mặt đối phương, trong lòng thật sự bội phục. Đám người Tống Ích Dân ở bên cạnh Vương Tử Quân cũng thật sự kính nể phương pháp của Hứa Vân Sơn, trong lòng thầm nghĩ Hứa Vân Sơn thật sự quá xảo quyệt, làm như vậy tuy Hứa Tranh Viễn có chút mất mặt, thế nhưng lại bảo toàn thể diện cho Vương Tử Quân. Lý Đức Trụ ngồi trong văn phòng đồn công an, hắn dùng ánh mắt nhàn chán nhìn chiếc điện thoại treo tường, trên bàn bên cạnh hắn là một ly trà bốc hơi nghi ngút, liên tục tỏa nhiệt lượng vào trong không khí. Lý Đức Trụ cũng không hối hận vì sự kiện mình đánh vào mặt Hứa Tranh Viễn, ai bảo tiểu tử kia mở miệng là chửi mắng Bí Thư Vương. Tuy hắn lái xe cho Bí Thư Vương chưa được vài ngày, thế nhưng Bí Thư Vương cực kỳ tín nhiệm hắn, điều này làm cho hắn coi vị Bí Thư không lớn hơn mình vài tuổi là đại ca và cực kỳ tôn kính. Có người mở mồm mắng đại ca của mình, hắn sao có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ để làm như không thấy cho được. Khi Lý Đức Trụ đánh người, hắn cũng không biết đối phương là ai. Nhưng sau khi nghe người ta xưng hô là trưởng phòng Hứa, hắn mới biết sự việc thật sự là khá lớn. Đáng lý ra đám người cục công an sẽ bắt hắn đi ngay, thế nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe số 1 thị ủy, đám người kia lại trở nên khách khí. Những người kia hỏi đơn vị công tác của mình, cũng khách khí cho mình lên xe đưa đến gian phòng này, sau đó rót trà mời thuốc, có vẻ rất thân mật. Nhưng phương diện xử lý như thế nào thì căn bản cứ mãi dây dưa. Xem như bị nhốt vài ngày cũng đáng, Lý Đức Trụ nghĩ đến tình huống xử lý chuyện đánh nhau trong TV mà thầm nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại có chút lo lắng, nếu mình bị giam giữ vài ngày, ai sẽ là lái xe cho Bí Thư Vương? Khi đồng chí Tân rảnh rồi thì thường chú tâm suy xét ý nghĩ của người khác, hắn thấy có ít người thành thật, nhìn qua giống như khúc gỗ, đơn giản không ra tay thì không sao, một khi ra tay sẽ dồn đối phương vào chỗ chết, có ít người thích gây sự, thật ra chỉ là một con lừa, bên ngoài lớn tiếng giống như toàn thân đầy bản lĩnh, nhưng khi gặp chuyện không may thì căn bản là vô kế khả thi. Nếu căn cứ vào lý luận này, Lý Đức Trụ có thể là đầu gỗ, Hứa Tranh Viễn tất nhiên là con lừa. Thật ra trong một đơn vị cũng không cần chú ý đến những kẻ gây sự, người gây sự thường có nhiều sơ hở, chỉ cần chọc vào sẽ làm cho người này ngã ngựa thậm chí toi mạng, thế nên không quá quan tâm. Nhưng những người nhìn có vẻ thành thật thì cần phải đề phòng. Đám người này tuy không bày ra tiếng tăm gì, thế nhưng rõ ràng là cao thủ ám khí, khắc ghi tất cả vào lòng, đến khi thời cơ chín muồi sẽ ra tay, sẽ là người giành được thắng lợi. Đồng chí Tân nghĩ đến những phương diện như vậy, sau đó đã đi vào đồn công an. Khi Lý Đức Trụ đang cảm thấy lo lắng bất an thì đồng chí Tân đi vào. Lý Đức Trụ trước nay luôn tỏ ra tôn kính vị thư ký cấp bậc tiền bối của Vương Tử Quân. Sau khi lái xe vài ngày cho Vương Tử Quân, hắn phát hiện Bí Thư Vương xưng hô rất tùy tiện với đồng chí Tân, luôn thân mật gọi là Chí Tân, lại gọi hắn là Tiểu Lý, rõ ràng là khác nhau. Tối hôm đó Vương Tử Quân phái Lý Đức Trụ đưa đồng chí Tân vào phòng làm việc, cũng không cho hắn ở ngoài chờ. Ngày hôm sau đi làm đồng chí Tân không nhắc đến chuyện hôm qua đi về như thế nào, Lâm Tương Đông cũng biết công tác bên cạnh lãnh đạo thì những gì không nên hỏi sẽ kiên quyết không hỏi, thế nhưng cũng không ngăn được hiếu kỳ. Hắn muốn tìm ra được chút gì đó trên vẻ mặt đồng chí Tân, thế nhưng vẻ mặt thư ký đồng cực kỳ bình tĩnh ung dung, căn bản chẳng có gì khác thường. Sau đó Lý Đức Trụ thầm nghĩ, vị chủ nhiệm đồng này rất được Bí Thư Vương coi trọng. Sau khi theo lãnh đạo vài năm thì Lý Đức Trụ cũng là người có kinh nghiệm, hắn xem như hiểu rõ một câu về thuận miệng ở cơ quan, thư ký một là chạy việc trà nước, hai là gì báo cáo, ba là điều tra, bốn là viết bản thảo. Chủ nhiệm đồng là thư ký chạy theo sát bên cạnh Bí Thư Vương, sau này mình nên chú ý một chút. Sau này Lý Đức Trụ nghe nói đồng chí Tân từng là chủ tịch huyện, hắn càng cảm thấy đồng chí Tân là một nhân vật lớn, trong lòng bội phục sát đất, coi là đầu tàu. Tiểu tử, xem ra nắm đấm rất cứng, chỉ một đấm đã đánh gãy mũi người ta rồi. Đồng chí Tân cũng rất có hảo cảm với một lái xe không đa tâm như Lý Đức Trụ, đây là lái xe mà phu nhân của Bí Thư Vương đưa đến, thế cho nên hắn và Lý Đức Trụ khá thân cận với nhau. Lúc này hắn đi vào thấy bộ dạng đã biết làm sai chọc vào phiền toái của Lý Đức Trụ, thế là không khỏi mở miệng trêu chọc. Khi thấy nụ cười của đồng chí Tân thì Lý Đức Trụ cười hì hì gãi đầu nói. Chủ nhiệm đồng, tôi thật sự có hơi tức giận, nhưng... biết mình đánh ai không? Đồng chí Tân đi đến trước mặt Lưu Dũng, hắn ngồi xuống rồi ném cho Lý Đức Trụ một điếu thuốc.
Lý Đức Trụ không châm lửa, hắn nhìn vẻ mặt tươi cười của đồng chí Tân, thế là biết sự việc này không lớn. Nhưng đồng chí Tân hỏi như vậy lại làm hắn cảm thấy sự việc căn bản không đơn giản. Hắn kẹp chặt điếu thuốc trong tay rồi chần chờ một chút nói. Hình như là một vị trưởng phòng. Là phó phòng giao thông Hứa Tranh Viễn, cũng chính là đại công tử của chủ tịch mặt trận Tổ quốc Hứa Vân Sơn. Đồng chí Tân bật lửa châm thuốc rồi cười nói. Lý Đức Trụ nghe nói đó là con trai của chủ tịch mặt trận Tổ quốc thì thật sự cảm thấy mình gây họa không nhỏ, hắn nhìn thoáng qua đồng chí Tân rồi nói. Chủ nhiệm Đồng, người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm, nên xử lý như thế nào thì cứ như vậy, nhưng... Nhưng có phải lần này đã chọc phiền toái đến người bí thư Vương không? Lý Đức Trụ đến thành phố La Nam được vài ngày, hắn biết chủ tịch mặt trận Tổ quốc cũng là đại nhân vật, chính mình đánh con trai của người ta, chẳng phải là gây phiền toái lớn cho bí thư Vương sao? Đồng chí Tân nhìn bộ dạng của Lý Đức Trụ, trong lòng thầm nghĩ bí thư Vương tuyển lái xe thật sự rất tốt, nhưng hắn cũng không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lý Đức Trụ. Chương 757, 2, thư ký cạnh lãnh đạo. Lý Đức Trụ càng thêm lo sợ bất an, vẻ mặt của đồng chí Tân làm cho hắn cảm thấy mê man, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bí thư Vương cho tôi đến xem cậu thế nào, cũng đưa ra ý kiến của anh ấy với Cục Công an thành phố, chính là xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Đồng chí Tân không khách khí mà nâng ly trà của Lý Đức Trụ lên uống một nửa, sau đó nói. Xử lý theo đúng pháp luật, Lý Đức Trụ suy xét lời nói của Bí thư Vương. Hắn ý thức được lần này xem ra mình sẽ phải ở lại đây vài ngày. Hắn có chút chần chừ, sau đó khẽ nói. Chủ nhiệm Đồng, khi tôi ở đây thì ai lái xe cho Bí thư Vương? Tất nhiên là cậu rồi. Đồng chí Tân vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ, sau đó cười nói. Đi thôi, Bí thư Vương đã tham gia xong sự kiện bên kia, chúng ta đi đón anh ấy thôi. Lúc này Lý Đức Trụ thật sự bị đồng chí Tân làm cho hồ đồ. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn chủ nhiệm Đồng đang đi ra ngoài như gió, không hiểu đây là có ý gì. Còn đứng ngây ra đó nhìn tôi làm gì? Có phải thấy chỗ này thoải ami, chẳng lẽ còn muốn tôi chào hỏi với cục trưởng Mễ, sắp xếp anh vào đây công tác sao? Đồng chí Tân vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ, sau đó cười lớn nói. Lý Đức Trụ tất nhiên không muốn tới nơi này, hắn vừa đứng lên vừa dùng giọng nghi hoặc nói. Bí thư Vương không phải nói xử lý nghiêm túc theo đúng pháp luật sao? Đúng vậy, Bí thư Vương đã ra chỉ thị xử lý nghiêm túc theo đúng pháp luật. Đồng chí Tân cũng không còn tâm tư trêu chọc viên lái xe thành thật của Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói tiếp. Cậu còn chưa biết sao, Chủ tịch Hứa đã đến đón con đi, đồng thời Hứa Tranh Viễn cũng thừa nhận, vì mình uống say mà đập đầu vào cột điện. Đập đầu vào cột điện. Lý Đức Trụ thật sự không tin vào lỗ tai của mình, nửa giờ trước mũi của trưởng phòng Hứa vẫn còn rất đẹp, nếu như hắn không đấm một cái. Có lẽ chiếc mũi của đối phương cũng không đổ máu. Sao bây giờ lại là đập đầu vào cột điện? Lý Đức Trụ giật mình nhìn đồng chí Tân, hắn thấy đồng chí Tân đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, thật sự không có ý nói giỡn. Ha ha ha, chủ nhiệm Đồng, chào mừng anh đến đồn công an chúng tôi chỉ đạo công tác. Khi Lý Đức Trụ còn đang tỏ ra nghi hoặc, chợt thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát từ ngoài đi vào. Người đàn ông này còn chưa đi vào bên trong đã dùng giọng lớn tiếng nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân thấy người đàn ông kia đi đến cũng vươn tay nói. Cục trưởng Mễ, tôi cũng không dám dùng hai chữ chỉ đạo, nếu ngài nói như vậy thì rõ ràng làm khó tôi. Ôi, chủ nhiệm Đồng, ngài chính là lãnh đạo thị ủy, đến chỗ chúng tôi không phải chỉ đạo công tác là gì. Mễ Hoa Lâm vừa bắt tay đồng chí Tân vừa nhìn Lý Đức Trụ. Vị này là tiểu lý phải không? Không hổ danh là từ bộ đội đi ra, thật sự rất tốt. Lý Đức Trụ bị Mễ Hoa Lâm vỗ hai cái lên vai, thế là một cảm giác quen thuộc chợt bùng phát. Hắn chào Mễ Hoa Lâm một cái, sau đó lớn tiếng nói. Chào thủ trưởng. Cái gì mà thủ trưởng này nọ, chúng ta đều đã xuống địa phương công tác, đều là chiến hữu. Tiểu Lý, một đấm của cậu rất đáng. Mễ Hoa Lâm càng có thêm vài phần thân cận với Lý Đức Trụ, hắn nở nụ cười khích lệ nói. Đồng chí Tân cười hì hì nói. Cục trưởng Mễ. Cái gì mà một đấm chứ, người kia đập đầu vào cột điện. Xem như tiểu tử kia thức thời, nếu không thì sẽ có quả ngon để ăn. Dám nói bậy sau lưng Bí thư Vương, thật sự không biết có đầu óc không nữa. Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì bắt tay Lý Đức Trụ. Khi chủ nhiệm Đồng truyền đạt chỉ thị của Bí thư Vương, tôi nghĩ sẽ câu lưu tiểu lý vài ngày, để hai bên có thể thân cận một chút. Không ngờ bây giờ lại như vậy,
xem ra chúng ta chỉ có cơ hội cùng nhau uống vài ly mà thôi. Đồng chí Tân cười cười, hắn hàn huyên hai câu với Mễ Hoa Lâm, sau đó cười nói. Cục trưởng Mễ, chuyện uống rượu chúng ta nói sau, Bí thư Vương có lẽ đang chờ, tôi và Tiểu Lý còn phải đi đón lãnh đạo. Các vị cứ bận rộn, khi nào hai vị nhàn rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau uống vài ly. Mễ Hoa Lâm tiễn đồng chí Tân và Lý Đức Trụ ra tận cổng, sau đó cười nói với đồng chí Tân. Chủ nhiệm Đồng, chúc mừng. Những chữ trong lời nói của Mễ Hoa Lâm rõ ràng là không đầu không đuôi, thế nhưng người nơi đây đều hiểu ý của Mễ Hoa Lâm. Đồng chí Tân cười cười vẫy vẫy tay với Mễ Hoa Lâm nói. Cảm ơn Cục trưởng Mễ, sau này còn cần Cục trưởng Mễ hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn. Nhất định rồi. Mễ Hoa Lâm vỗ ngực mình nói. Người khác thì tôi không dám ủng hộ, thế nhưng đó là công tác của chủ nhiệm Đồng, dù tôi có 10 lá gan cũng không dám chậm trễ. Đến khi Lý Đức Trụ lên xe mới coi như đã thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, hắn thật sự cảm thấy khó thở nổi. Khi đám người Mễ Hoa Lâm khuất trong tầm mắt, Lý Đức Trụ chợt quay sang hỏi đồng chí Tân. Chủ nhiệm Đồng, rõ ràng là tôi đánh hắn ta, vì sao lại nói mình đi đập đầu vào cột điện? Người này nói bậy về Bí thư Vương nên bị đánh, nếu như cậu bị câu lưu ở đồn công an, sự việc sẽ náo loạn. Sự kiện Hứa Tranh Viễn mắng Bí thư Vương sẽ được cả thành phố La Nam biết hết, một hiệu ứng như vậy thì Hứa Tranh Viễn có thể gánh chịu nổi sao? Đồng chí Tân thầm nghĩ đến chuyện của mình, thế nên giọng điệu trả lời cũng tùy ý hơn. Lý Đức Trụ cũng không ngốc, nhưng vừa mới xuống địa phương công tác thế nên còn chưa hiểu rõ những thứ ẩn giấu bên trong. Lúc này nghe thấy đồng chí Tân nói như vậy, hắn chợt hiểu đối phương sở dĩ nói mình đập đầu vào cột điện, chính là vì Bí thư Vương. Nếu như hôm nay không có cây lớn là Bí thư Vương bao phủ bên trên, chỉ sợ sự việc sẽ khó chấm dứt yên ổn như vậy. Đức Trụ, tôi dám đánh cuộc với cậu, lát nữa đến phòng họp sẽ thấy chủ tịch Hứa đưa con đến xin lỗi Bí thư Vương. Chúng ta cũng đánh cuộc không lớn, chỉ cần một gói thuốc là được, thế nào? Chủ nhiệm Đồng liệu việc như thần, tôi cũng không muốn đánh cuộc, hì hì, nếu ngài muốn thì tôi sẽ mua thuốc cho ngài. Lý Đức Trụ quay đầu, tất nhiên sẽ không đánh cuộc với đồng chí Tân. Đồng chí Tân cười ha hả, cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy ra cười hai tiếng nói. Cậu Thái, không ngờ được chuyện này lại lan truyền thần tốc như vậy, tốt, cậu chờ chút. Tôi sẽ cho cậu ấy gọi điện thoại. Đức Trụ, là điện thoại của đại ca Thái Thần Bân. Cậu Thái là lái xe của Bí thư Vương khi còn ở thành phố Đông Bộ, là tiền bối. Đồng chí Tân vừa đưa điện thoại cho Lý Đức Trụ vừa cười nói. Lý Đức Trụ nghe nói Thái Thần Bân là lái xe cho Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ, thế là trong lòng có vài phần tôn trọng. Hắn tiếp nhận điện thoại, sau đó dừng xe lại ven đường cười nói. Chào anh Thái, tôi là Lý Đức Trụ. Chương 758, liên hệ mật thiết với lãnh đạo. Cậu Đức Trụ, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, lúc này tôi đang ngụp lặn trên bờ cát, nghe tin cậu đánh một tên khốn nói xấu Bí thư Vương thì cảm thấy sảng khoái, thật sự giống phong thái của tôi năm xưa. Thái Thần Bân há miệng cười hớn hở nói với Lý Đức Trụ. Lý Đức Trụ chợt sững sờ, hắn không ngờ anh Thái lại nói việc mình đánh nhau giống phong phái năm xưa. Không phải là vì lái xe tiền bối này của Bí thư Vương cũng từng đánh nhau theo kiểu như vậy. Trong đầu Lý Đức Trụ chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy có thêm vài phần thân cận với Thái Thần Bân. Anh Thái, tôi nào được tốt như anh nói, tôi mới lái xe cho Bí thư Vương được nửa tháng, còn rất nhiều chuyện cần phải thỉnh giáo anh. Cái gì mà thỉnh giáo hay không chứ? Hai ta có thể làm lái xe cho Bí thư Vương, đây chính là duyên phận. Tôi đã làm lái xe cho lãnh đạo hơn 2 năm. Xem như có chút quen thuộc, nếu có gì cậu không hiểu thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Thái Thần Bân hào sảng như vậy làm cho Lý Đức Trụ cảm thấy ấm áp trong lòng. Lúc này hắn thật sự rất muốn tâm sự với vị lái xe này của Vương Tử Quân, thế nhưng nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân đang cần dùng xe, thế là cáo tội với Thái Thần Bân, hẹn thời gian khác cùng trò chuyện. Chủ nhiệm Đồng, anh từng gặp anh Thái rồi sao? Sau khi khởi động xe thì Lý Đức Trụ quay sang hỏi đồng chí Tân. Đồng chí Tân cười cười nói. Đã từng gặp, nhưng hai người chưa từng công tác cùng nhau, anh ấy bây giờ đang ở thành phố Đông Bộ, sau khi Bí thư Vương đến thành phố La Nam, tôi mới đi theo Bí thư Vương. Lý Đức Trụ biết rõ đồng chí Tân đi theo Bí thư Vương từ khi nào, hắn cười cười nói. Ngài biết rõ bây giờ anh Thái đang làm gì không? Đang làm bí thư, là chư hầu một phương, nghe nói bây giờ cậu Thái đã là một bí thư đảng ủy xã trẻ tuổi nhất thành phố Đông Bộ. Đồng chí Tân giống như nghĩ đến điều gì đó,
hắn khẽ vỗ vai của Lý Đức Trụ rồi nói. Đức Trụ, tiểu tử cậu nên ráng học tập theo anh Thái, chỉ cần làm tốt công tác, những gì của cậu Thái vào hôm nay là của cậu vào ngày mai. Lý Đức Trụ nghe nói Thái Thần Bân là bí thư đảng ủy xã, thế là trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa nóng hừng hực. Hắn làm lái xe cho Vương Tử Quân, hắn cảm thấy giống như mình sẽ làm lái xe cho lãnh đạo cả đời, nó giống như là vận mệnh của mình. Có lẽ khi mình có tuổi, bí thư Vương sẽ căn cứ vào công lao công tác nhiều năm mà sắp xếp cho mình một đơn vị tốt, không ngờ mình lại có tương lai phát triển như vậy. Trong xã hội có những người thường mở miệng nói mình thấu thế sự, không động tâm vì những vật ngoài thân. Nhưng khi sự việc có phát sinh theo chiều hướng tốt, tất nhiên sẽ không thể không động tâm. Đúng rồi, tôi có nghe nói khi Thái Thần Bân còn làm lái xe cho Bí Thư Vương, cũng vì người ta mở miệng nói xấu Bí Thư Vương, thế là cậu ấy đánh cho tên kia một trận, bây giờ cậu lại là người nối nghiệp. Này cậu Lý, cậu cũng không thể nào kém cạnh cậu Thái được. Đồng chí Tân vừa cười vừa nói lời khuyến khích với Lý Đức Trụ. Chủ nhiệm Đồng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Lý Đức Trụ dùng giọng tràn đầy nhiệt huyết nói lời đảm bảo với đồng chí Tân. Ha ha ha, có thái độ như vậy là được, Bí Thư Vương chắc chắn sẽ không để cậu bị thiệt hại. Đúng rồi, lái xe cũng phải đi học thêm, lúc này trường đảng đang tổ chức học tập lấy văn bằng, cậu không có việc gì thì nên nắm bắt thật chặt cơ hội lúc này. Sau khi đồng chí Tân mở miệng dặn dò thì xe đã đi đến ngoài phòng họp, đúng lúc thấy Vương Tử Quân được nhóm người Hứa Vân Sơn vây quanh đi về phía trước. Mẹ! Mẹ cứ yên tâm, chỗ này của con có đầy đủ phương tiện giữ ấm, cũng không lạnh đông cứng được. Vương Tử Quân dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói với đầu dây bên kia. Tuy bây giờ Vương Tử Quân là bí thư thị ủy Nhất Ngôn Cửu Đỉnh ở thành phố La Nam, thế nhưng đối diện với mẹ thì thật sự là bất lực. Đặc biệt là mẹ vì chuyện của cháu nội mà quan tâm đến nhiều phương diện, yêu cầu hắn phải thực hiện nhiều thứ, yêu cầu lại rất nghiêm, làm cho hắn cảm thấy nhức đầu không thôi. Không biết từ khi nào mà Vương Tử Quân cảm thấy địa vị của mình trong nhà liên tục giảm xuống, lúc này đứa bé còn chưa nhận biết được nhiều thứ và đang còn trong nôi là con trai của hắn lại xem như đứng lên thay thế làm trung tâm của cả nhà. Bố gọi điện thoại đến còn có thể nói vài chuyện công tác, nhưng khi mẹ gọi điện thoại đến, Vương Tử Quân chỉ có thể bỏ ra phần lớn thời gian nói về những sự việc liên quan đến con trai bụ bấm của mình. Lúc này thời tiết vừa hơi se lạnh thì Triệu Tuyết Hoa ở bên kia đã ngồi không yên. Không những may quần áo cho cháu, còn muốn đích thân đến tỉnh Sơn Nam chăm sóc cháu. Vương Tử Quân thật sự có chút nhức đầu, hắn viện lý do bố cần được mẹ chăm sóc, cuối cùng mới chối bỏ được ý nghĩ của mẹ. Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì thấy Mạc Tiểu Bắc đang ôm con làm mặt quỷ với mình, thậm chí bảo bối cũng chừng mắt nhìn về phía hắn, thế là không khỏi làm hắn cười lên ha hả. Thời tiết dần mát mẻ, đối với Vương Tử Quân thì công tác ở thành phố La Nam cũng dần đi vào quỹ đạo. Tất cả trên cơ bản được vận hành đâu vào đấy theo đúng ý chí của Vương Tử Quân. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Tiểu Na đã quen thuộc trong nhà Vương Tử Quân, nàng nhanh chóng đi ra mở cửa, gặp ngay Khương Long Cương đang đứng bên ngoài. Khương Long Cương chào hỏi Vương Tử Quân, sau đó đặt một chiếc túi màu đen lên bàn nói. Bí thư Vương, mẹ tôi nghe nói cháu trai cùng tuổi với con của chị gái ở nhà, thế là khi may áo cho cháu ngoại thì cũng làm thêm một bộ, cũng không biết có vừa với cháu không. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút co quắp của Khương Long Cương, hắn sao không biết tâm tư của đối phương. Hắn cười cười mở túi ra, bên trong là một bộ quần áo len vàng đen trông rất giống như da hổ, là một bộ quần áo rất dày, hắn cười ha hả nói. Long Cương, thay mặt tôi cảm ơn bác gái, tôi đang lo chuyện giữ ấm cho cháu vào mùa đông, bây giờ có bộ quần áo này thật sự chẳng còn gì đáng ngại. Khương Long Cương nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thở dài một hơi. Thật ra với tính cách của hắn thì căn bản là không muốn có hành vi quà cáp Vương Tử Quân như thế này, thật sự hắn không làm được. Nhưng ở nhà có mẹ, bên kia còn có Tiểu Hà, cả hai cùng tiến công, hắn cuối cùng cũng phải đưa bộ quần áo này đến. Bí thư Vương trịnh trọng nhận lấy bộ quần áo làm cho Khương Long Cương rất cảm động. Đối với hắn thì bí thư Vương tiếp nhận bộ quần áo, thật sự giống như làm cho trái tim không yên của hắn trở nên bình tĩnh hơn. Nếu cháu mặc vừa thì tốt quá, bí thư Vương. Mẹ tôi nói nếu không vừa thì cứ nói, bà sẽ về sửa lại. Không cần sửa, tôi thấy rất vừa người. Vương Tử Quân nói rồi quay sang với Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, em xem bộ quần áo này thế nào? Tuy Mạc Tiểu Bắc không tham gia vào những hoạt động ở thành phố La Nam, thế nhưng nàng là đệ nhất phu nhân của thành phố La Nam, đây là điều mà căn bản không ai có thể phủ nhận được. Nhắc đến vị trung tá Mạc này thì ai cũng đều cảm thấy e ngại,
cũng không phải là Mạc Tiểu Bác ở đây không thèm quan tâm đến ai, mà ánh mắt nhàn nhạt của nàng làm cho đám người có ý muốn tiếp cận với Vương Tử Quân cũng phải rời khỏi nơi này. Mạc Tiểu Bác cầm lấy bộ quần áo giống như một con hổ được thuê cho trẻ con, nàng cũng rất yên mến. Nàng khẽ cười nói với Khương Long Cương. Long Cương, thay tôi cảm ơn bác gái, tôi cũng rất thích bộ quần áo này. Khương Long Cương lúc này chợt cảm thấy có chút ngại ngùng, muốn nói một câu trung tá Mạc thích thì quá tốt thế nhưng lại căn bản không nên lời. Hắn thật sự có hơi non trên phương diện kết nối quan hệ với lãnh đạo. Nếu nói chuyện quá hòa nhã vui vẻ thì rốn như có hơi quá, trò chuyện tục tĩu thì rõ ràng là mất thể thống, nói chuyện đứng đắn thì căn bản làm cho bầu không khí thoải mái chợt đông cứng, vì thế lúc này Khương Long Cương thật sự cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi. Một tháng qua thật sự giống như giấc mộng với Khương Long Cương, hắn vốn là một giáo viên nông thôn lại biến thành thư ký của bí thư thị ủy. Tin tức này truyền ra khắp thành phố, một số người mà chính hắn cũng không dám nghĩ chợt xuất hiện. Những người này không những tỏ ra nhiệt tình với hắn, còn thường xuyên xưng hô anh em, thật sự giống như rất muốn kết giao. Lúc này bố vợ cứ hai ngày lại yêu cầu hắn đến nhà một lần, truyền thụ cho hắn nhiều kinh nghiệm quan trường. Thậm chí là mẹ vợ hay bắt bẻ bây giờ lại sốt sắng chạy ra ngoài mua cho hắn hai bộ tây trang có nhãn hiệu đàng hoàng. Những thay đổi này làm cho Khương Long Cương sinh ra cảm giác bị lạc, thế nhưng hắn lại nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn biết rõ mình sở dĩ có những thay đổi như vậy, tất cả là nhờ vị trí thư ký của Bí Thư Vương. Vì vậy Khương Long Cương không những làm thư ký cho tốt, tuy không nhất định trở thành phụ tá đắc lực của Vương Tử Quân giống như đồng chí Tân, thế nhưng cũng phải trở thành một người không thể thiếu ở bên cạnh bí thư. Đi thôi. Vương Tử Quân đặt ly trà xuống, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa. Lúc này nhà Vương Tử Quân đã chuyển đến ngôi nhà mới, những thiết bị mới được lắp đặt càng làm cho gian phòng bừng sáng. Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà và cảm thấy có hơi lạnh. Tuy còn chưa có tuyết rơi nhưng gió lạnh mùa đông vẫn như con dao nhỏ liên tục tiến lên đâm vào da thịt con người. Khương Long Cương nhanh chóng giúp Vương Tử Quân mở cửa xe, sau đó ngồi lên vị trí tay lái phụ. Lý Đức Trụ đã khởi động xe, hắn nhanh chóng nhấn chân ga, xe rời khỏi khu nhà dành cho thường ủy thị ủy. Long Cương, ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Khương Long Cương rồi trầm giọng hỏi. Bí thư Vương. 9 giờ sáng trưởng phòng Vương phòng quản lý phục vụ công cộng đến báo cáo công tác cung cấp khí ấm. 10 giờ 20 có hội nghị thúc đẩy phát triển kinh tế cần anh đến tham gia. Khương Long Cương lật sổ ra trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Khương Long Cương là người có trí nhớ rất tốt, thế nhưng hắn vẫn kế thừa truyền thống tốt đẹp của người tiền nhiệm, vẫn ghi lại những gì cần thiết vào trong vở. Vương Tử Quân khẽ gật đầu dùng giọng vui đùa nói. Long Cương, khí ấm ở gia đình cậu thế nào? Bí thư Vương, trước kia chỗ tôi không có cung cấp khí ấm, đến mùa đông từng nhà phải nghĩ biện pháp, bây giờ được tập trung cung cấp khí ấm, thế nên ai cũng vui vẻ. Khương Long Cương dù nói lời nịnh hót Vương Tử Quân, thế nhưng đây có hơn phân nửa là sự thật. Trong khu dân cư của bọn họ có nhiều người được sử dụng hệ thống khí ấm, thế cho nên ai cũng cảm thấy vui vì công trình của thành phố La Nam. Đặc biệt là một vài người lớn tuổi, bọn họ càng hoan nghênh sự kiện này. Đối với bọn họ, vào mùa đông có khí ấm rõ ràng là rất hạnh phúc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói. Tuy hai tháng qua phòng quản lý công cộng có thành tích rõ rệt, thế nhưng muốn đạt đến tiêu chuẩn mỗi nhà đều có khí ấm vào mùa đông thì cần thêm 2 năm nữa mới xong. Long Cương, chút nữa cậu thông báo cho Chủ tịch Hà đến phòng làm việc của tôi muốn bàn với anh ấy về vài vấn đề liên quan đến bảo vệ sức khỏe gia đình. Khương Long Cương nhanh chóng ghi chép những lời của Vương Tử Quân vào vở. Trong lòng có chút cảm động vì sự chú đáo của Bí Thư Vương. Tút tút tút, điện thoại đổ chuông, âm thanh vang lên du dương trong xe. Khương Long Cương lấy điện thoại ra định bấm nút nghe, hắn chợt phát hiện đó không phải là tiếng chuông của điện thoại mình. Hắn đưa mắt nhìn sang, đã thấy Bí Thư Vương nghe máy. Trưởng phòng Quách, đã một thời gian anh chưa đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác, đám người chúng tôi thật sự cảm thấy rất ngóng trông. Khi mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Quách Tiên Vi càng thêm mật thiết, hai bên nói chuyện điện thoại với nhau càng thêm tùy ý. Quách Tiên Vi cười ha hả nói. Bí thư Vương, tôi không dám chịu hoán ngài, thật sự chỉ có trưởng phòng Hứa mới có thể làm như vậy mà thôi. Hai người nói vài câu vui đùa, Quách Tiên Vi chợt cười nói. Tử Quân, nói cho anh một tin tức tốt, kinh nghiệm cải cách nhân sự của thành phố La Nam được lãnh đạo tỉnh tán thưởng. 2 ngày tới sẽ có nhiều lãnh đạo tỉnh đến thành phố La Nam nghiên cứu học tập, anh cần chuẩn bị sẵn sàng. Có phải là Bí thư Nhất Phong sẽ đến không?
Vương Tử Quân phân tích lời nói của Quách Tiên Vi rồi khẽ cười. Bí thư Nhất Phong nhất định sẽ cùng đi. Quách Tiên Vi nói rất khéo léo, tuy không nói rõ, thế nhưng hai chữ cùng đi đã nói rõ vấn đề với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói lời cảm tạ Quách Tiên Vi, hai người trao đổi với nhau vài ý kiến, sau vài phút thì cúp điện thoại. Hào Nhất Phong dù nói đến thành phố La Nam nhưng đến bây giờ vẫn chưa đến, xem ra là vì chờ vị lãnh đạo này đến luôn một thể. Ai có thể làm cho Hào Nhất Phong chỉ là lãnh đạo tỉnh cùng đi? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên một bóng người. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, lúc này trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy đã chờ trước cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy Tôn Chiêu Hy vẫn tràn đầy nụ cười, thế nhưng nếu so với dĩ vãng thì lại có thêm vài phần già lão. Tôn Chiêu Hy sắp rời khỏi thành phố La Nam, tin tức này căn bản đã được xác định, phòng tổ chức tỉnh ủy đã tiến hành nói chuyện với hắn. Nhưng lúc này hắn vẫn là trưởng phòng tổ chức La Nam, thế cho nên có một vài việc vẫn cần hắn phải thực hiện. Đáng lý ra phương án cải cách nhân sự lần này được lãnh đạo thượng cấp khẳng định, Tôn Chiêu Hy là trưởng phòng tổ chức thì sẽ cảm thấy rạng rỡ mặt mày, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy trên mặt mình căn bản không có chút ánh sáng nào. Bí thư Vương, tôi có việc cần báo cáo với ngài. Tôn Chiêu Hy đi theo Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc, hắn trầm giọng nói. Vương Tử Quân khoát tay cho Tôn Chiêu Hy ngồi xuống, Khương Long Cương đã bưng trà nóng lên. Khi Tôn Chiêu Hy chuẩn bị báo cáo thì Hà Khởi Duệ chợt gõ cửa đi vào với vẻ mặt bối rối. Chương 759, biến bị động thành chủ động, biến khốn cảnh thành tốt đẹp. Chủ tịch Hà, có chuyện gì sao? Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút bối rối của Hà Khởi Duệ, hắn trầm giọng hỏi. Hà Đông Kỳ nhìn Tôn Chiêu Hy ngồi ở đối diện với Vương Tử Quân, hắn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, vừa rồi huyện Dương Phong gọi điện thoại đến. Nói có 13 người trèo lên núi Bắc Phong ở Cô Yên Sơn, đến bây giờ còn chưa liên lạc được. Trèo lên núi Bắc Phong ở Cô Yên Sơn. Ánh mắt của Vương Tử Quân chợt trở nên lạnh lẽo, khi Cô Yên Sơn dần được khai phá thì hắn căn bản không còn xa lạ nơi này. Bây giờ Cô Yên Sơn còn chưa được mở cửa, càng tiến hành ngăn cản du khách tiến vào thăm thú. Nhưng Cô Yên Sơn là dãy núi dài 50 km, dù chính quyền có phái nhiều người ra xem xét. Căn bản cũng không thể nào ngăn cản được hết đám người đến Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân đã đề ra yêu cầu với huyện Dương Phong về chuyện này, mà bí thư Nhan Sĩ Tắc của huyện Dương Phong càng vỗ ngực đảm bảo với Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề lại xuất hiện. Bắc Phong ở Cô Yên Sơn chính là địa phương hiểm trở nhất, khi Vương Tử Quân đến cũng từng nhìn về phía đó, tuy bên kia có phong cảnh cực đẹp, thế nhưng muốn khai phá phải đầu tư lớn, vì vậy được duyệt vào giai đoạn 2 của dự án du lịch Cô Yên Sơn. Lúc này có 13 người leo lên Bắc Phong mà chưa có tin tức, chưa quay về, đây tuyệt đối là một chuyện không hề nhỏ, nó liên quan đến tính mạng của 13 người, dù rơi vào bất kỳ địa phương nào cũng là một sự việc có tính ảnh hưởng rất lớn. Sự việc xảy ra quá đột nhiên, Vương Tử Quân nhanh chóng bình tĩnh, hắn trầm giọng nói với Hà Khởi Duệ. Chủ tịch Hà, bọn họ vào núi được mấy ngày rồi? Đã được 5 ngày, nếu như không phải thân nhân của bọn họ tìm đến chính quyền huyện Dương Phong. Bây giờ huyện Dương Phong còn chưa biết tin tức. Hà Khởi Duệ biết ý nghĩ của Vương Tử Quân vào lúc này, trong lòng cũng rất vội vàng, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Tuy những chuyện này trách nhiệm chủ yếu thuộc về 13 người không chịu tuân thủ quy định kia, nhưng thành phố La Nam cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa nếu sự việc lan truyền ra ngoài sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của thành phố. Đã phái người đi tìm chưa? Vương Tử Quân lại ngồi xuống ghế của mình rồi trầm giọng hỏi Hà Khởi Duệ. Sau khi Nhan Sĩ Tắc nghe được tin tức này thì cũng rất gấp gáp, bây giờ đã phái người của Cục Công an huyện Dương Phong và nhân viên của khu du lịch Cô Yên Sơn phối hợp với nhau thành lập tổ cứu hộ tiến vào Cô Yên Sơn, nhưng bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức nào. Câu trả lời của Hà Khởi Duệ càng làm cho Vương Tử Quân trở nên trầm ngâm, ngay sau đó đã nói. Chủ tịch Hà, triệu tập lực lượng phòng cháy và công an. Nhờ dân chúng quen thuộc địa hình vùng núi để tiến vào cứu hộ, dù thế nào cũng phải tìm ra được 13 người kia. Hà Khởi Duệ đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị xoay người bỏ đi, nhưng hắn vừa đi được hai bước thì quay đầu lại nói. Bí thư Vương, người thân của 13 người kia thì thế nào? Để huyện Dương Phong phái nhân viên công tác đến trấn an bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng chính quyền nhất định sẽ tiến vào Cô Yên Sơn tìm ra những người kia trong thời gian sớm nhất. Còn có một việc. Những người thân kia khi mới đến thì giống như muốn thông qua truyền thông để tìm kiếm những người mất tích, bây giờ ở huyện Dương Phong có hơn 30 phóng viên của 10 nhà truyền thông trong nước.
Hà Khởi Duệ nói xong thì vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Tụ tập hơn 30 phóng viên. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt trở nên ngưng trọng, Tôn Chiêu Hy nãy giờ không mở miệng cũng cảm thấy sự việc quá lớn. Nếu như chỉ là người thân của những người kia thì thành phố La Nam chỉ cần tập trung đẩy mạnh tìm kiếm cứu hộ là xong. Nhưng lúc này có phóng viên, nếu sự kiện này được người ta đưa ra ngoài và xào nấu rối loạn, chỉ sợ sẽ đẩy thành phố La Nam lên đầu sóng ngọn gió. Trước kia Tôn Chiêu Hy xuống tuyến dưới nghiên cứu khảo sát, đã từng có một cán bộ cơ sở kể ra một câu thế này, đề phòng chó sói, đề phòng đạo tặc, đề phòng phóng viên. Tôn Chiêu Hy khi đó chỉ mỉm cười cho qua đối với câu nói cực đoan này, nhưng trong lòng thật sự có vài phần thừa nhận. Ở thành phố La Nam có 13 người cho ra hành vi tự tiện vào núi, thế nhưng chỉ cần truyền thông xào nấu, rất có thể sẽ làm cho chính quyền La Nam dính đầy rối. Tôn Chiêu Hy nghĩ đến tình huống có 30 phóng viên. Hắn chợt cảm thấy đổ mồ hôi hột thay cho trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm. Tôn Chiêu Hy lại thầm nghĩ, sự việc này căn bản là không liên quan đến mình. Hắn là một trưởng phòng tổ chức sắp bị điều động đi nơi khác, dù có xảy ra chuyện lớn thế nào cũng không cần phải quan tâm. Tôn Chiêu Hy thầm giễu cợt chính mình, sau đó chợt nghĩ đến phương diện mình báo cáo công tác cho Bí Thư Vương, thế là tâm lý vốn buồn bực lại có chút hưng phấn. Chẳng lẽ ông trời thấy Vương Tử Quân quá thuận lợi nên cố ý gây ra phiền toái? Tôn Chiêu Hy nghĩ đến những gì mình sắp nói, chống ngực không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng lúc này hắn nhanh chóng thu nạp nụ cười sắp bùng phát của mình. Dù sao lúc này nếu mình có biểu hiện hả hê thì thật sự là quá ngu ngốc. Khi Tôn Chiêu Hy đang thầm nghĩ như vậy thì trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn vừa vào cửa vừa trầm giọng nói. Bí Thư Vương, vừa rồi Nhật báo Sơn Nam gọi điện thoại đến. Nói là phóng viên của bọn họ bất mãn với tình huống huyện Dương Phong hạn chế tự do phỏng vấn. Phó tổng biên tập của bọn họ có quan hệ rất tốt với tôi, anh ấy nói nếu như thành phố chúng ta không xử lý tốt vụ này, bọn họ sẽ báo cáo với phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp của Lữ Hâm Sâm, hắn khoát tay để cho vị trưởng phòng tuyên truyền này ngồi xuống ghế. Tuy trước đó hắn cũng thật sự có chút bực bội với đám phóng viên kia, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ đám người kia thật sự có quyền tự do phỏng vấn. Trưởng phòng Lữ, anh xem sự việc này nên xử lý thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi Lữ Hâm Sâm. Lữ Hâm Sâm tuy không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến gì của mình vào thời điểm khó khăn như thế này, thế nhưng nó liên quan đến công tác của hắn, hắn không thể không mở miệng. Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó khẽ nói. Bí Thư Vương, không bằng cho các đồng chí huyện Dương Phong cố gắng áp chế sự việc xuống mức ảnh hưởng thấp nhất. Vương Tử Quân ừ một tiếng. Không đồng ý cũng không nói không nói không đồng ý. Hắn khẽ gật đầu với Lữ Hâm Sâm, sau đó quay sang nhìn Tôn Chiêu Hy. Trưởng phòng Tôn, anh có chuyện gì muốn báo cáo sao? Bí Thư Vương, sáng nay chúng tôi nhận được thông báo của phòng tổ chức tỉnh ủy, nói rằng ban tổ chức trung ương sẽ phái người xuống tiến hành nghiên cứu phương án cải cách nhân sự ở thành phố chúng ta, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Chiêu Hy tuy đã chuyển hết tâm tư lên sự kiện xảy ra ở Cô Yên Sơn, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng trả lời vấn đề của Vương Tử Quân. Khi nào thì tới? Vương Tử Quân đã được Quách Tiên Vi thông báo vào thời điểm trước đó, thế cho nên hắn cũng căn bản không cảm thấy bất ngờ. Có lẽ là 2 ngày nữa. Tôn Chiêu Hy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Hắn hiểu hai sự việc lúc này đan xen vào nhau, dù là rơi vào đầu ai thì kẻ đó cũng gấp gáp đến mức nổ não. Nếu như có thể nhanh chóng tìm được đám người leo núi mất tích, như vậy thì còn dễ nói, nếu như chờ tổ nghiên cứu của ban tổ chức trung ương đến La Nam mà bên kia còn chưa tìm thấy người, cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chương 760, một lần bật cười thành hận thiên cổ. Hà Khởi Duệ và Lữ Hâm Sâm nghe được lời nói của Tôn Chiêu Hy mà không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, hai người bọn họ tất nhiên hiểu những vấn đề ở bên trong sự kiện này. Lãnh đạo thượng cấp đến thành phố La Nam nghiên cứu phương án cải cách nhân sự là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ lại xảy ra sự kiện có 13 người mất tích, biết đâu bây giờ lại biến thành chuyện xấu. Vương Tử Quân lấy thuốc ra khẽ châm lửa hít vào một hơi, sau đó mới nói. Chủ tịch Hà, sắp xếp cho tổ cứu hộ nhanh chóng vào núi tìm người, phải chú ý tìm kiếm những người mất liên lạc, đồng thời còn phải đảm bảo tuyệt đối đến vấn đề an toàn của nhân viên cứu hộ. Hà Khởi Duệ đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy sự việc quá gấp gáp. Cũng không muốn tiếp tục ở lại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tôn, lúc này lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát, phòng tổ chức nên chuẩn bị sẵn sàng, có gì cần các đơn vị khác phối hợp thì cứ sắp xếp là được.
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Tôn Chiêu Hy rồi trầm giọng phân phó. Tôn Chiêu Hy cũng đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, sự việc cô Yên Sơn căn bản không liên quan đến hắn, tất nhiên hắn cũng không muốn dây vào. Đối với một người sắp rời khỏi thành phố La Nam như hắn, tham dự vào không bằng đứng bên cạnh xem kịch vui. Lữ Hâm Sâm nhìn Hà Khởi Duệ và Tôn Chiêu Hy rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn mở miệng xin chỉ thị nhưng còn chưa được Bí Thư Vương cho ra câu trả lời thuyết phục, mà bây giờ hắn cũng không dám hỏi. Hắn biết rõ lúc này tâm tình của Bí Thư Vương cũng không thoải mái, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, căn bản đứng đợi Vương Tử Quân cho ra chỉ thị. Vương Tử Quân lúc này cũng nhanh chóng suy nghĩ, hắn nhìn Lữ Hâm Sâm đang chờ mình, chậm rãi nói. Đối với hành vi phỏng vấn của phóng viên, thành phố La Nam phải để cho bọn họ tự do làm việc. Lữ Hâm Sâm không nói gì, hắn tán thưởng ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Hắn là người làm công tác tuyên truyền nhiều năm, hắn biết rõ đội khi nghe lời nói của lãnh đạo cũng không phải nghe nghĩa đen. Khi Lữ Hâm Sâm đang suy nghĩ về ý nghĩ thật sự của Vương Tử Quân, đúng lúc này Vương Tử Quân lại nói. Sự việc đã phát sinh như vậy, thế thì cứ tiện đà phát triển, dẫn dắt sự việc theo phát triển theo một hướng mạnh mẽ nhất. Lữ Hâm Sâm cũng không hỏi lại, hắn nói vài câu với Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương. Trong mắt đám người Lữ Hâm Sâm thì Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng thực tế thì trong lòng Bí Thư Vương tràn đầy lửa giận, nhưng hắn là Bí Thư Thị ủy La Nam, dù thế nào hắn cũng không thể nào làm rối loạn đầu trận tuyến cho được. Tốt nhất là phải tìm được người vào ngày hôm nay. Vương Tử Quân chậm rãi đóng cửa sổ, hắn thầm cầu khẩn như vậy. Thế nhưng tìm kiếm một nhóm người trong dãy núi dài 50 km cũng căn bản không phải là dễ dàng. Nếu như tìm không được, thật sự không biết sự việc này sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng mặt trái. Hơn nữa gần đây phòng tổ chức tỉnh ủy đang tiến hành nghiên cứu phương án cải cách nhân sự của thành phố La Nam, rõ ràng đây là một nhân tố không tích cực. Buổi sáng dù Vương Tử Quân luôn ở trong phòng làm việc xử lý sự việc, thế nhưng tâm tư của hắn đã nhanh chóng bay đến cô Yên Sơn. Nhưng đáng tiếc không có bất kỳ tin tức gì tốt truyền về từ cô Yên Sơn. Có một câu nói thế này, không có tin tức gì mới thật sự là tin tốt, nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản cũng không lạnh nhạt như vậy. Vì sự kiện này có liên quan đến tính mạng của 13 con người, giống như có một ngọn núi lớn đặt lên đầu đảng ủy chính quyền thành phố La Nam. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân vội vàng nghe máy, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Nhan Sĩ Tắc. Sĩ Tắc, thế nào? Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại rồi trầm giọng nói với Nhan Sĩ Tắc ở phía bên kia. Nhan Sĩ Tắc đã báo cáo với Hà Khởi Duệ, sau đó hắn cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, chủ yếu là nhận kiểm điểm. Nói rằng mình sơ ý chủ quan, không làm tốt công tác, đã rước phiền phức đến cho Bí Thư Vương. Lúc này hắn nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân, thế là dùng giọng không quá lưu loát nói. Bí Thư Vương, đội cứu hộ đã vào sâu trong núi được hơn 5 km, căn bản còn chưa phát hiện ra tung tích người nào. Vương Tử Quân hít vào một hơi, kết quả này thật sự làm hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng Nhan Sĩ Tắc là tâm phúc đầu tiên của hắn ở thành phố La Nam, dù thế nào cũng không thể lớn tiếng cho được. Sĩ Tắc, đừng nản chí, lục soát ở phạm vi 5 km căn bản là bình thường, cần phải tăng thêm nhịp độ, trên phương diện đảm bảo tính an toàn của thành viên đoàn cứu hộ để đẩy nhanh tiến độ. Phải biết rằng thời gian là sinh mạng, đồng thời nhanh chóng tìm những thôn dân giành đường, tiến hành tìm kiếm những khu vực trọng điểm. Bí Thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Nhan Sĩ Tắc nói vài câu đảm bảo, sau đó trầm giọng báo cáo. Bí Thư Vương, vừa rồi có vài người thân của đám người kia tỏ ra kích động, muốn đi theo đoàn cứu hộ vào núi tìm người. Vương Tử Quân thật sự thấu hiểu tâm tình của những thân nhân người mất tích. Nhưng cho bọn họ cùng đi theo là quyết định không sáng suốt. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn lạnh lùng nói. Sĩ Tắc, chúng ta hiểu tâm tình của thân nhân người mất tích, thế nhưng càng là lúc này thì càng không nên nóng đầu, ngàn vạn lần không cho quần chúng vào núi, phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Vương Tử Quân nói rất lưu loát nhưng Nhan Sĩ Tắc lại cảm nhận được trong lòng lãnh đạo có chút bất mãn. Hắn vốn có chút không yên, thế là càng thêm luống cuống, nói năng lộn xộn. Bí Thư Vương, tôi biết rồi, tôi biết nên làm gì vào lúc này. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà gương mặt càng thêm nghiêm túc, đội cứu hộ mất cả buổi sáng mà không tìm được người nào, như vậy đến chiều sẽ có tin tức sao? Vì tìm kiếm người mất tích ở dãy núi Cô Yên Sơn mà thành phố La Nam hầu như động viên tất cả lực lượng tham gia,
Vương Tử Quân còn phối hợp với phân khu La Nam, đưa đến một đại đội đóng quân ở miền núi để trợ giúp công tác tìm kiếm cứu hộ. Người cố gắng làm việc, nhưng cũng phải xem số trời. Vương Tử Quân nghĩ đến hai câu này mà trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, hắn tiếp tục suy tư về sự kiện Cô Yên Sơn, đúng lúc này chuông điện thoại chợt vang lên. Vương Tử Quân bấm nút nghe, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang. Bí thư Tử Quân, nghe nói phía Cô Yên Sơn xảy ra chuyện sao? Chương 762, một lần bật cười thành hận thiên cổ. Vương Tử Quân đầu tiên có chút sững sờ vì Hứa Tiền Giang đột nhiên biết đến tin tức này, nhưng ngay sau đó đã thành thật trả lời. Trưởng phòng Hứa, tôi cũng mới nhận được tin tức vào sáng hôm nay, nói là có 13 người đi vào Cô Yên Sơn, đến bây giờ vẫn mất liên lạc. Lúc này thành phố La Nam đã triệu tập đội ngũ hơn 200 cảnh sát quân sự cùng những thôn dân quen đường Cô Yên Sơn tạo nên đội ngũ cứu hộ tiến vào ứng cứu, không tiếc bất cứ giá nào để tìm ra những người mất tích. Tốt, nhất định phải tìm ra bằng được. Tôi hỏi thật nhé, tối nay có thể tìm được người không vậy? Giọng nói của Hứa Tiền Giang càng thêm ngưng trọng. Hứa Tiền Giang hỏi như vậy cũng xem như làm khó cho Vương Tử Quân, tìm 13 người trong dãy núi mênh mông cũng không phải sự kiện dễ dàng. Dù hắn biết rõ Hứa Tiền Giang đang muốn nghe lời đảm bảo, thế nhưng lúc này hắn có dám mở miệng cam đoan hay không? Trưởng phòng Hứa, mong anh tin tưởng tôi sẽ cố gắng tìm người trong thời gian ngắn nhất. Vương Tử Quân trả lời rõ ràng không làm cho Hứa Tiền Giang thỏa mãn, nhưng Hứa Tiền Giang cũng hiểu, chính mình có ép Vương Tử Quân, chỉ sợ Vương Tử Quân cũng không có biện pháp nào khác. Bí thư Tử Quân, ngày mai tổ nghiên cứu sẽ đến tỉnh Sơn Nam. Tuyến trên rất coi trọng công tác cải cách nhân sự lần này, nghe nói đích thân trưởng Ban Dương sẽ đến. Hứa Tiền Giang tuy nói không quá lớn nhưng lại tràn đầy ý nghĩa, làm cho người ta thật sự khắc sâu tư tưởng. Vương Tử Quân cũng thầm đoán ngày mai sẽ có đại nhân vật đến tỉnh Sơn Nam, bây giờ nghe nói Dương Độ Lục đích thân đi đến, hắn lại càng hoảng sợ. Dương Độ Lục tự mình đến Sơn Nam, như vậy dù là đối với tỉnh Sơn Nam hay thành phố La Nam thì đều là sự việc căn bản không thể bỏ qua. Vương Tử Quân vừa phải chú ý công tác tiếp đãi lãnh đạo, thế nhưng 13 người thất lạc ở Cô Yên Sơn thì sao? Nếu như có sự việc gì ngoài ý muốn xảy ra, lại không được xử lý thích đáng. Như vậy lần này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy có hơi phiền loạn, nhưng hắn là người cực kỳ biết che giấu cảm xúc. Xã hội hiện đại, người ta dấn thân vào quan trường thì phải che giấu tất cả cảm xúc vui buồn giận hờn của mình, đây vừa là biểu hiện trầm ổn, vừa là một loại cương nghị. Nếu như không muốn nói thành lạnh lùng hay tê liệt, thực tế lại được các quan viên cho rằng đó là biểu hiện trưởng thành chính trị. Trưởng phòng Hứa cứ yên tâm. Thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đãi lần này, sẽ không cho ra bất kỳ vấn đề nào khác. Vương Tử Quân dùng giọng đảm bảo nói với Hứa Tiền Giang. Không chỉ là đảm bảo không xảy ra sai lầm, còn phải cực kỳ cẩn thận, căn bản không để xảy ra dù là sự cố nhỏ nhất. Hứa Tiền Giang dùng giọng cường điệu nhắc nhở vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân lẳng lặng tìm địa điểm châm điếu thuốc, sau đó chăm chú suy tư. Lúc này sự việc rơi vào trong tai của Hứa Tiền Giang, như vậy sẽ có thể rơi vào trong tai các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác, tất nhiên bây giờ thành phố La Nam sẽ là tâm điểm chú ý của cả tỉnh Sơn Nam. Chính Vương Tử Quân căn bản không được Hào Nhất Phong ưa thích, nếu như sự việc này không xử lý tốt, khi tổ nghiên cứu đến có phát sinh những vấn đề có lực ảnh hưởng không tốt, như vậy chờ mình sẽ là thứ gì? Vương Tử Quân hoàn toàn có thể đoán ra được. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì ở cách phòng làm việc của Vương Tử Quân không xa, Lục Ngọc Hùng đang uống trà với Tôn Chiêu Hy. Diện tích phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng cũng gần như tương đồng với phòng của Vương Tử Quân, phòng làm việc của hai người chỉ có sự khác biệt về vị trí, một người ở chính giữa, một người ở hướng đông mà thôi. Trưởng phòng Tôn, anh thấy không, đây là ông trời có mắt, họ Vương kia vung tay quá chán, bây giờ thì tốt rồi, không phải đã phát sinh bệnh tật trên người sao? Lục Ngọc Hùng châm thêm trà vào trong ly cho Tôn Chiêu Hy, hắn dùng giọng có chút hả hê nói. Tôn Chiêu Hy cũng cười cười, buổi sáng tâm tình của hắn có chút mất vui, nhưng bây giờ tâm tình lại khá tốt, tất cả là vì sự việc Cô Yên Sơn bùng phát. Sự việc này căn bản không liên quan đến hắn, hơn nữa lại liên quan đến kẻ thù của mình, chính mình lại có thể ở trên cao nhìn xuống, bình yên vô sự. Hắn thầm sinh ra khoái cảm đã lâu chưa có, nhìn người khác rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thật sự là quá thích ý. Hi hi, lúc khác gặp chuyện không may thì không có vấn đề. Khốn nổi sự việc lại xảy ra vào đúng lúc lãnh đạo đến nghiên cứu khảo sát,
có phải là đối phương làm việc ác quá nhiều, bây giờ đã tới số rồi không? Lục Ngọc Hùng thật sự rất hào hứng, hắn thấy Tôn Chiêu Hy không nói lời nào thì cố ý dùng giọng trêu chọc nói. Tôn Chiêu Hy nhìn vẻ mặt tươi cười lạnh lùng của Lục Ngọc Hùng, trong lòng thầm sinh ra cảm giác khinh thường. Lục Ngọc Hùng thật sự là hạng người không hào sảng, đừng nói đến phương diện độ lượng. Lúc này tư tưởng của cán bộ càng thêm phức tạp, đã quen thói nghị luận sau lưng lãnh đạo, nhưng loại người tính toán chi li có thủ tất báo như Lục Ngọc Hùng thì thật sự hiếm thấy. Có một lần tổ chức hội nghị đảng ủy, Lục Ngọc Hùng phát biểu vài lời, đặc biệt nhấn mạnh nhân tâm. Chỉ cần cán bộ quần chúng thành phố La Nam cùng chung chí hướng, cùng nhau ra sức thúc đẩy, như vậy kinh tế thành phố sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khi đó Tôn Chiêu Hy rất buồn cười nhưng thật sự phải nín nhịn. Hắn nhìn Lục Ngọc Hùng đứng trên đài khẽ mở miệng, hai hàng chân mày rung động, mở miệng phát biểu đao to búa lớn, thế nhưng đó không phải là nói nhảm sao. Những ngày gần đây Lục Ngọc Hùng không có việc gì cũng gọi mình đến, chỉ biết mở miệng nguyền rủa Vương Tử Quân, hận không thể đạp Vương Tử Quân xuống dưới chân, bây giờ lại không biết xấu hổ mở miệng yêu cầu tất cả mọi người phải đoàn kết chung lòng sao. Chính trị gia mà thành thật thì ngu xuẩn, lương thiện thì là mềm yếu, đây là chân lý mà Tôn Chiêu Hy ngộ ra được. Đã có thời hắn rất đắc ý, chính trị không phải bày ra rõ ràng trên mặt bàn, thế nhưng chính trị cũng thật sự vô tội, nó giống như tiền tài, tiền do người dùng mới bẩn, chính trị do người ta tham gia bày mưu tính kế mới bẩn, nhưng như vậy thì có biện pháp nào? Tiền phải cho người ta dùng, chính trị phải cho người ta chơi đùa. Tôn Chiêu Hy nghĩ như vậy mà cảm thấy rất muốn cười, cuối cùng cũng chỉ có thể biểu hiện chút cảm giác vui vẻ nhộn nhạo, hắn không thể cười, vì nếu cười một cái sẽ hận thiên cổ. Tôn Chiêu Hy có nhớ đến một câu chuyện, có người ngồi uống rượu nói những gì trong từ điển là từ chết, ngôn ngữ trong cuộc sống mới là từ sống, mà ngôn ngữ trong quan trường mới thật sự là tinh diệu. Khi đó Tôn Chiêu Hy nghe thấy vậy tuy buồn cười nhưng cũng không thể không thừa nhận sự đặc sắc và chuẩn xác của nó. Tôn Chiêu Hy thầm nghĩ như vậy nhưng cũng nhanh chóng thu nạp cảm giác khinh thường Lục Ngọc Hùng, dù sao hai bên cũng là chiến hữu chung chiến hào, hơn nữa hắn cũng biết rõ vì sao Lục Ngọc Hùng lại rơi vào tình huống lúc này. Chương 761 Một cách mạng không nói đùa. Cuộc sống của Tôn Chiêu Hy những ngày qua không tốt đẹp gì, tất nhiên Lục Ngọc Hùng cũng không thể vui vẻ cho được. Trước kia Lục Ngọc Hùng là người nắm toàn quyền nhân sự ở thành phố La Nam, bây giờ lại thất bại thảm hại trong phương án cải cách của Vương Tử Quân. Rất nhiều người thân cận đáng tin của Lục Ngọc Hùng đã xem như không thể nào tiếp tục tiến lên trong sự kiện lần này, phải bị ép vào vị trí ghẻ lạnh. Điều này không những làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy bị sỉ nhục, hơn nữa còn làm cho thực lực của hắn giảm đi rất nhiều. Thậm chí còn có nhiều người cố ý dựa về phía Vương Tử Quân, bắt đầu vô tình cố ý phân rõ giới tuyến với Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân mượn sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này để kiếm về thể diện của mình, lại càng tìm được lợi ích khác sâu bên trong. Sự kiện điều chỉnh nhân sự không những làm cho Vương Tử Quân nắm toàn diện quyền khống chế nhân sự trong tay, hơn nữa còn nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo tỉnh ủy. Một người mất tất cả lại làm cho Vương Tử Quân có được tất cả, điều này không khỏi làm cho Lục Ngọc Hùng cực kỳ bức bối. Lúc này tổ nghiên cứu từ tuyến trên kéo đến thành phố La Nam, đây thật sự phải là thời điểm đắc ý nhất của Vương Tử Quân, nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt này thì xảy ra sự kiện mất tích ở Cô Yên Sơn, có thể nói là một chuyện cực xấu đối với Vương Tử Quân. Biết đâu vì sự kiện lần này mà căn bản chẳng còn thành tích gì tốt đẹp, ngược lại còn biến Vương Tử Quân trở thành một nhân vật phản diện. Bí thư Lục nói đúng, không người nào xui xẻo ngàn ngày, không kẻ nào may mắn suốt đời. Tôi cảm thấy lúc này có vài người đã hết vận may, nếu không hai sự việc này sao có thể kết hợp với nhau vào cùng thời điểm thế này. Nếu như hai sự kiện tách ra vào hai thời điểm, như vậy căn bản là không chút tổn hại đối với người kia. Tôn Chiêu Hy nâng ly trà lên dùng giọng âm u nói. Lục Ngọc Hùng nở nụ cười, hắn cũng thấy rõ điểm này. Nếu như không phải tuyến trên có người xuống nghiên cứu thị sát, sự việc xảy ra ở Cô Yên Sơn căn bản không thể nào liên quan đến Vương Tử Quân, nhiều nhất chỉ có thể truy cứu chút trách nhiệm quản lý không nghiêm của huyện Dương Phong. Nhưng bây giờ vài chục nhà truyền thông tập trung ở huyện Dương Phong, lại có tổ nghiên cứu từ tuyến trung ương xuống khảo sát, một sự kiện vốn cực kỳ nở mày nở mặt lại biến thành chuyện xấu. Bí thư Nhất Phong sẽ nhìn sự việc này bằng ánh mắt thế nào? Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy những ngày qua đã phân tích rất sâu về Vương Tử Quân. Cảm thấy giữa Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong có tồn tại không ít vấn đề, tất nhiên cũng tìm hiểu rõ vấn đề đó là gì. Trưởng phòng Tôn, tôi nghe nói anh có một người bạn học làm phó cục trưởng trong ban tổ chức trung ương, hơn nữa lần này có theo lãnh đạo đi xuống nghiên cứu khảo sát phải không?
Lục Ngọc Hùng cười cười với Tôn Chiêu Hy, tiếp tục khẽ nói. Tôn Chiêu Hy khẽ gật đầu nói. Năm xưa hai chúng tôi ở cùng phòng khi tham gia khóa huấn luyện của trường đảng, cùng ở với nhau hơn nửa năm. Tôn Chiêu Hy nói mình và đối phương ở cùng phòng hơn nửa năm, rõ ràng muốn chứng minh mình có quan hệ không tệ với đối phương. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Lục Ngọc Hùng, lại làm cho Lục Ngọc Hùng khẽ run rẩy vài lượt. Hai người đàn ông ở cùng phòng hơn nửa năm, tất nhiên bí thư Lục sẽ tin tưởng trưởng phòng Tôn và người bạn học kia có quan hệ thuần khiết. Hắn sở dĩ có ý nghĩ dơ bẩn chủ yếu là vì nhớ đến một câu chuyện vui. Nghe nói người bạn học của ngài cũng đi cùng lãnh đạo xuống nghiên cứu thị sát, anh nên đẩy mạnh liên hệ với bạn học cũ, đỡ làm cho người ta nói mình không quá chú tâm. Lục Ngọc Hùng nói đến hai chữ liên hệ thì hai mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Lục Ngọc Hùng có ý nghĩ như thế nào, chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì đã thấy quá rõ ràng rồi. Tôn Chiêu Hy nhìn gương mặt tươi cười của Lục Ngọc Hùng, trong lòng cũng thầm có tính toán. Hướng đi của mình cơ bản đã được quyết định, lúc này dù ép Vương Tử Quân cũng không có lợi ích gì với mình. Nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy Vương Tử Quân ép mình khốn khổ rời khỏi thành phố La Nam, thế là ngọn lửa trong lòng càng bùng phát. Hơn nữa Lục Ngọc Hùng nắm chặt con trai mình trong tay, cũng không thể từ chối yêu cầu của đối phương, đồng thời Tôn Chiêu Hy còn cảm thấy đây là thời cơ tuyệt diệu để đối phó với Vương Tử Quân. Đa tạ bí thư Lục đã nhắc nhở, hai người chúng tôi đã lâu rồi chưa gặp nhau. Thật sự cũng rất muốn gặp lại anh ấy. Lục Ngọc Hùng khoát tay áo nói. Trưởng phòng Tôn, có người mà không dùng thì quá thời hạn sẽ thành phế thải. Lần này bạn học cũ của anh đến cùng trưởng Ban Dương, tỉnh Sơn Nam thế nào cũng nể mặt lãnh đạo Trung ương, biết đâu còn cho anh một cơ hội. Tôn Chiêu Hy biết rõ cơ hội trong lời nói của Lục Ngọc Hùng là gì, lúc này trong lòng hắn cũng bừng lửa nóng. Nếu có thể nhờ bạn học cũ nói vài câu có ích với lãnh đạo Trung ương, biết đâu mình sẽ có được chức vụ tốt. Bí thư Lục, anh thấy đội cứu hộ của thành phố La Nam chúng ta có thể tìm và cứu được những người mất tích kia ra khỏi Cô Yên Sơn trong ngày hôm nay được không? Tôn Chiêu Hy suy xét kỹ càng sự việc, sau đó dùng giọng có chút lo lắng hỏi Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng nhìn bộ dạng có chút không yên của Tôn Chiêu Hy, trong lòng thật sự cảm thấy có chút bức bối. Nhưng dù hắn xem thường Tôn Chiêu Hy thì cũng phải mở miệng khuyến khích động viên một phen. Thế là hắn lập tức nói. Trưởng phòng Tôn, dù là họ Vương sắp xếp đội ngũ cứu hộ, thế nhưng tôi dám cam đoan người của họ Vương kia ở huyện Dương Phong không nhiều bằng người của tôi. Dãy núi dài vài chục km, có không ít địa điểm là vách núi dựng đứng, bây giờ phải tìm 13 người mất liên lạc, đừng nói là một ngày, 7-8 ngày sau mà tìm ra được thì phải cảm ơn trời đất rồi. Hai mắt Tôn Chiêu Hy càng thêm phát sáng, hắn cười cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Bí thư Nhất Phong cũng không quá ưa thích Vương Tử Quân. Nếu như không phải Vương Tử Quân mãi không có sơ suất, sợ rằng đã có người đâm chọc vào, sau đó Bí Thư Hảo đã nắm bắt ngay rồi. Lục Ngọc Hùng khẽ lên tiếng chào mời Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy tất nhiên cũng từng phân tích qua mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Bí Thư Hảo Nhất Phong, hắn thật sự rất thừa nhận lời nói của Lục Ngọc Hùng. Dù hắn biết Lục Ngọc Hùng đang cố ý đẩy mình lên dùng dao tấn công, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy đây là một cơ hội khá tốt. Bí Thư Ngọc Hùng, sau này nên nâng đỡ tôi nhiều hơn. Tôn Chiêu Hy khẽ cười nâng ly nước lên khẽ nói với Lục Ngọc Hùng. Chiếc xe Audi màu đen khẽ dừng lại trước căn nhà số 1 khu nhà thường ủy thị ủy La Nam, sau khi thư ký mở cửa xe, bí thư Nguyễn Trấn Nhạc của thành phố Đông Bộ từ bên trong chui ra. Bầu không khí có chút rét lạnh, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Trấn Nhạc phải kéo áo kín người. Dù Nguyễn Trấn Nhạc là người lớn lên ở phương Bắc nhưng hắn cũng không thích hợp với khí hậu lạnh lẽo khô ráo, đặc biệt đến mùa đông thì càng cảm thấy phiền não vì cảm giác rét lạnh. Chương 761 Hai cách mạng không nói đùa. Nhưng mùa đông vẫn là mùa đông, tuy Nguyễn Trấn Nhạc không thích nhưng mùa đông vẫn đến vào đúng thời điểm, vẫn bao phủ cả thành phố Đông Bộ. Tào Chân Nhi mua quần áo hàng hiệu cho hắn, giày cũng là hàng hiệu, giá cả thật sự rất đắt đỏ, thế nhưng hàng hiệu cũng có cái tốt, đó là mặc lên người có cảm giác rất tốt. Mỗi lần đi qua hàng lang có chiếc kính lớn, Nguyễn Trấn Nhạc luôn vô ý thức liếc mắt nhìn. Hắn nhịn không được phải thưởng thức chính mình. Hắn rõ ràng là một người có hình thức của cán bộ, cách mạng không thể nói đùa, cần một người có khí độ như mình đến dẫn đường. Khi Nguyễn Trấn Nhạc đi về phía căn nhà số 1 trong khu thường ủy thị ủy, thư ký cũng nhanh chóng theo sau. Thời tiết khá lạnh, sau này nên chú ý làm vệ sinh xe cho thật sạch. Nguyễn Trấn Nhạc vừa vào cửa vừa khẽ nói với thư ký của mình. Thư ký đều là những người nhanh nhẹn, sau khi viên thư ký nghe được lời nói của Nguyễn Trấn Nhạc thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Tuy mùi khói nhàn nhạt bị mùi hương che giấu, thế nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy được, tất nhiên Nguyễn Chấn Nhạc cũng phát hiện ra được. Thư ký thật sự có chút hả hê vì hành vi hút thuốc không đúng của lái xe Tiểu Hà, hắn vừa trợ giúp Nguyễn Chấn Nhạc mở cửa phòng vừa khẽ nói. Bí thư Nguyễn cứ yên tâm, tôi sẽ nói với Tiểu Hà chuyện này. Tốt, Nguyễn Chấn Nhạc chỉ nói một tiếng, sau đó cất bước đi vào nhà. Thư ký cũng không đi vào cùng Nguyễn Chấn Nhạc, nếu như Nguyễn Chấn Nhạc là một lãnh đạo lớn tuổi, hắn sẽ bận rộn cùng đi vào. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc không lớn hơn thư ký bao nhiêu tuổi, trong nhà lại có phu nhân trẻ tuổi, thư ký đi vào cũng không hay. Hơn nữa bây giờ bí thư Nguyễn cũng không quá thoải mái, hôm nay nghe nói vì chuyện của điều chỉnh khu công nghiệp Thủy Tinh mà phát sinh những vấn đề không thoải mái. Không những ý kiến của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc và chủ tịch Trúc Phu Bình có sự cách biệt trời vực, hơn nữa thư ký trưởng Đảng Hằng lại công khai phản đối ý kiến của bí thư Nguyễn trong hội nghị thường ủy. Dù kết quả cuối cùng của hội nghị chính là không ai thuyết phục được ai, thế nhưng cục diện này lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ tức giận. Viên thư ký cảm thấy có lẽ thư ký trưởng Đảng sẽ không thể nào ở lại thành phố Đông Bộ được nữa. Viên thư ký rất bội phục thư ký trưởng Đảng Hằng, người này làm việc dám nghĩ dám làm, cực kỳ bảo vệ cấp dưới của mình. Nhưng Tiểu Trịnh hắn thấy một cục vàng như vậy lại đặt lộn chỗ, người này không thích hợp làm thư ký trưởng, lại càng không thích hợp làm thư ký trưởng cho bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Có lẽ thư ký trưởng Đảng Hằng sẽ được điều đến công tác ở khối mặt trận Tổ quốc hoặc Hội đồng Nhân dân thành phố. Thư ký Tiểu Trịnh nghĩ đến tình huống vài ngày trước cùng đi với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc lên tỉnh ủy báo cáo công tác, hắn thầm cho ra một lời định luận như vậy. Thư ký đóng cửa nhà lại, Nguyễn Chấn Nhạc thoải mái đi vào bên trong, hắn đặt cặp của mình lên kệ, sau đó đổi giày theo thói quen. Anh về rồi à? Giọng điệu nhàn nhạt của Tào Chân Nhi vang lên từ ghế salon phòng khách. Ừ, anh mới về. Nguyễn Chấn Nhạc đi đến rồi tùy ý ngồi xuống chiếc ghế salon bên cạnh Tào Chân Nhi. Tuy lúc này là mùa đông, Tào Chân Nhi mặc một bộ trang phục ở nhà rất đơn giản và có hơi phồng lên, thế nhưng căn bản không cảm thấy mập mạp, ngược lại càng thêm thon thả. Gương mặt của nàng thật sự xinh đẹp, lúc này càng bừng bừng quyến rũ. Khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ở bên cạnh, cơ thể Tào Chân Nhi đột nhiên có hơi co rút về một hướng khác theo bản năng. Nghe nói trưởng Ban Dương đã đến tỉnh Sơn Nam, sẽ tiến hành nghiên cứu phương án cải cách nhân sự của thành phố La Nam. Tào Chân Nhi đặt một quyển sách xuống bàn trà với một tư thái cực kỳ thanh nhã, sau đó nàng quay sang nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc có nguồn phát tin cho mình trong tỉnh Sơn Nam, tất nhiên hắn cũng biết rõ tình huống trưởng Ban Dương đến nghiên cứu khảo sát. Nhưng hắn căn bản không quan tâm đến tin tức này, hôm nay hắn gặp phải tình huống không thoải mái ở hội nghị thường ủy, điều này càng làm hắn cảm thấy bức bối và áp chế, càng không thèm quan tâm. Đến thì cứ đến, hừ. Nếu như ở trước mặt người khác thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ giữ lại chút phong độ cho mình, nhưng lúc này hắn ở nhà, hắn căn bản không cần che giấu và dối trá với ai. Nếu như mỗi ngày 24 tiếng đều phải đeo mặt nạ, như vậy không phải là cuộc sống quá bi ai sao? Dù ra ngoài thì Nguyễn Chấn Nhạc luôn bày ra tư thái bình tĩnh không chút lay động, thế nhưng thực tế hắn lại cực kỳ ghen ghét, đặc biệt ghen ghét Phương Tử Quân, là người tranh chấp với mình ở tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là sau sự kiện hội chợ xúc tiến thương mại, hắn càng sinh ra cảm giác căm hận nghiến răng nghiến lợi với Vương Tử Quân. Tào Chân Nhi đã cùng sống với Nguyễn Chấn Nhạc nhiều năm, nàng sao không hiểu rõ tính cách của chồng. Nàng nhìn gương mặt ỉu xìu của hắn, thật sự không chút thoải mái, thế là không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Anh cũng đừng tiếp tục không phục, Vương Tử Quân có thể biến một đề xuất điều chỉnh nhân sự với mục đích đả kích của đối thủ thành phương án cải cách nhân sự được trưởng phòng Dương đích thân xuống nghiên cứu khảo sát, điều này nói rõ người ta thật sự có tài năng. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, sao không cho ra một phương án nào khác thu hút ánh mắt của lãnh đạo đi? Tào Chân Nhi nói một lời mỉa mai không chút lưu tình làm cho vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc càng thêm khó coi, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi, thế nhưng lại phải tiếp nhận gương mặt căn bản không chút yếu thế của nàng. Trong mắt nhiều người thì hắn và Tào Chân Nhi căn bản là một cặp vợ chồng điển hình, ngoài tình huống bây giờ còn chưa có con, căn bản tất cả đều là hoàn mỹ. Nhưng thực tế thì hai người có mối quan hệ thế nào, tất nhiên người uống nước mới biết rõ ấm lạnh. Nguyễn Chấn Nhạc gần đây thích lên mạng trò chuyện, tất nhiên thói quen này chủ yếu là gạt người, vì hắn lên mạng có thể nghĩ gì nói nấy, căn bản là một hành vi phát sinh niềm vui thú mà ngày thường hắn không thể nào cảm nhận được, vì sự thật cuộc sống làm hắn khá thất vọng. Hắn thậm chí không muốn nói chuyện với Tào Chân Nhi, vì hắn thật sự không thể chịu được cái cách làm người của nàng. Bây giờ hắn không tin trên thế giới này còn tình yêu. Nếu đã không tin tình yêu, như vậy còn tin vào ai?
Nếu cô cảm thấy tôi không tốt, cô có thể đi tìm Vương Tử Quân, biết đâu người ta có thể nể mặt tôi mà mời cô ở lại. Nguyễn Trấn Nhạc dùng giọng oán giận nói, nhưng nói xong thì có chút hối hận. Vì những năm qua hai bên kết hôn với nhau và hắn đã nhận thức những lời nói ác độc của Tào Chân Nhi. Bây giờ mình không chiếm được ưu thế lại nói ra những lời như vậy, chẳng phải tự tìm phiền phức cho mình sao? Hừ hừ, sớm biết anh không dùng được, tôi đã sớm đi tìm Vương Tử Quân. Còn không phải ở chỗ này phí hoài tuổi xuân sao? Quả nhiên Tào Chân Nhi thật sự không nhường bước, giọng điệu càng thêm sắc bén. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không muốn tiếp tục khắc khẩu, hắn không nói gì, chỉ xoay người định đi ra khỏi phòng khách. Khi hắn chuẩn bị bỏ đi thì Tào Chân Nhi chợt nói. Tôi có một cơ hội có thể kéo trưởng Ban Dương đến thành phố Đông Bộ, không biết anh có muốn nghe không? Chương 762, Hoa không dính lá. Tâm tư của Nguyễn Trấn Nhạc chợt trở nên linh hoạt, hắn đưa mắt nhìn Tào Chân Nhi rồi trầm giọng hỏi. Có biện pháp nào sao? Anh xem bản tin này đi. Tào Chân Nhi nói rồi đưa một phần văn kiện sang tay Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn văn kiện mà thật sự có chút kinh ngạc, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, thế là trong mắt lóe lên cái nhìn vui sướng. Không thể ngờ thành phố La Nam lại xảy ra chuyện này, sao anh lại không nghe nói đến nhỉ? Nguyễn Trấn Nhạc đặt văn kiện xuống bàn, sau đó khẽ hỏi Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Nguyễn Trấn Nhạc. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc đối mặt với ánh mắt áp bức của Tào Chân Nhi, hắn cũng không hỏi nữa, hắn không biết sự kiện này, rõ ràng là thành phố La Nam đang phong tỏa tin tức. Trời không trách mây, anh thấy không, lần này ngay cả ông trời cũng không muốn tốt cho Vương Tử Quân. Tào Chân Nhi lại khẽ nằm nghiêng trên ghế salon, nàng nói với vẻ mặt đắc ý. Đây là tin tức em có được từ một người bạn làm phóng viên, anh ta đang ở thành phố La Nam, đây là tin tức cực kỳ chuẩn xác. Nguyễn Trấn Nhạc lại ngồi xuống bên cạnh Tào Chân Nhi, hắn khẽ xòe tay ra muốn ôm nàng một cái thể hiện tình cảm, thế nhưng Tào Chân Nhi căn bản là không cho hắn cơ hội này. Khi bàn tay của hắn sắp chạm vào vai của nàng, nàng chợt né người sang tránh đi. Nguyễn Trấn Nhạc tất nhiên sẽ không cho rằng Tào Chân Nhi né tránh mình là sự việc ngoài ý muốn, nhưng lúc này hắn cần dùng đầu óc linh xảo của nàng, hắn tất nhiên sẽ không muốn đắc tội với nàng. Đây rõ ràng là một cơ hội khó kiếm, hắn không muốn nó biến mất trong tầm mắt. Chân Nhi, đến lúc này thì chúng ta nên làm gì? Tào Chân Nhi khoanh hai tay trước ngực giống như một con mèo nhỏ, nàng nở nụ cười xảo quyệt. Anh không cần làm gì là được. Nguyễn Trấn Nhạc đã quen với những phương án xử lý vấn đề của Tào Chân Nhi, hắn cười cười nói. Sao anh lại không cần làm gì? Anh sao, thật ra anh không cần làm gì cả, chỉ cần viên phóng viên kia truyền bá sự việc này ra khắp nơi là xong. Tào Chân Nhi dùng cặp mắt đen trắng rõ ràng với ánh mắt đầy ẩn giấu nhìn Nguyễn Trấn Nhạc. Truyền bá tin tức này ra ngoài, Nguyễn Trấn Nhạc có chút trầm ngâm, hắn đã hiểu cách làm của Tào Chân Nhi. Hắn thầm cảm khái mình thật sự là quá rối loạn mà mất khôn, đồng thời cũng sợ hãi tâm cơ của Tào Chân Nhi. May mà Tào Chân Nhi là vợ mình, nếu không. Nhưng cảm giác may mắn này cũng không trụ được bao lâu trong lòng Nguyễn Trấn Nhạc. Một ý nghĩ giống như một con rắn độc xuất hiện trong lòng lại tiếp tục cắn nuốt tâm linh của hắn, làm hắn sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng dù khó chịu thì Nguyễn Trấn Nhạc cũng không thể biểu hiện ra ngoài mặt, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó lớn tiếng nói. Chân Nhi nói không sai, khi tin tức này truyền ra ngoài thì lãnh đạo tỉnh ủy sẽ suy xét được mất khi để đoàn khảo sát xuống thành phố La Nam, mà tỉnh Sơn Nam cũng không phải chỉ có một thành phố La Nam. Tào Chân Nhi cười cười không tiếp lời Nguyễn Trấn Nhạc. Thế nhưng nụ cười tươi trên mặt làm cho người ta cảm thấy nàng vui vẻ như thế nào. Nguyễn Trấn Nhạc đi lại vài vòng trong phòng, sau đó cầm điện thoại đi đến trước mặt Tào Chân Nhi rồi khẽ nói. Chân Nhi, thời cơ không chờ người, không bằng em nên gọi điện thoại đi. Bây giờ gọi điện thoại không phải đã muộn rồi sao? Tôi đã sắp xếp xong tất cả rồi. Tào Chân Nhi cũng không cầm điện thoại, vẻ mặt nàng có vài phần đắc ý, nàng mỉm cười nói với Nguyễn Trấn Nhạc. Phòng họp thị ủy La Nam, lúc nào bên trong đầy khói thuốc, khi Vương Tử Quân cho ra thông báo sự cố ở dãy núi Cô Yên Sơn và sự kiện lãnh đạo ban tổ chức trung ương xuống thành phố La Nam khảo sát nghiên cứu thì phòng họp chợt trở nên lạnh ngắt như tờ. Sự kiện lãnh đạo ban tổ chức trung ương xuống thành phố La Nam khảo sát lần này chính là khẳng định công tác của bí thư Vương Tử Quân, hầu như ai cũng hiểu rõ điều này. Nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt thì sự việc không may phát sinh, làm cho nhiều người thân cận với Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Người thì nhất định phải cứu,
nhưng cứu người rồi phải làm tốt công tác tuyên truyền. Nếu như không có lãnh đạo tuyến trên xuống nghiên cứu thị sát thì căn bản không là vấn đề, sự việc sẽ dễ giải quyết, dù sao thì đảng ủy chính quyền thành phố La Nam cũng căn bản không tồn tại sai lầm gì. Nhưng sự kiện người mất tích ở Cô Yên Sơn truyền ra ngoài sẽ biến hành trình khảo sát nghiên cứu của trưởng Ban Dương đến thành phố La Nam thành trăng trong nước hoa trong sương mù. Sự việc này căn bản không nên tuyên truyền ra bên ngoài, nếu như trong quá trình nghiên cứu khảo sát có bất kỳ điều gì xảy ra ngoài ý muốn, như vậy ai sẽ là người gánh chịu trách nhiệm? Chủ tịch Lý, anh có ý kiến gì với sự việc này không? Vương Tử Quân đối mặt với từng luồng ánh mắt nhìn mình, sau đó hắn quay sang hỏi Lý Quý Niên ngồi ngay bên cạnh. Khi Lý Quý Niên nhận được tin tức tổ nghiên cứu của Trung ương xuống thành phố La Nam khảo sát thì thật sự có vài phần hâm mộ Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn lại nhận được tin tức sự kiện Cô Yên Sơn, thế là cảm giác hâm mộ trong lòng xem như đã tan biến sạch sẽ. Bây giờ Vương Tử Quân lại yêu cầu hắn cho ra ý kiến, thật sự là hắn căn bản không thể nào cho ra ý kiến gì được. Lý Quý Niên có chút trầm ngâm, hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, lần này lãnh đạo đến nghiên cứu thị sát. Thật sự là khẳng định công tác của thành phố La Nam chúng ta tuyệt đối không nên vứt bỏ cơ hội có thể biểu hiện thành tích trước mặt lãnh đạo như thế này được. Dù sao thì thành tích cũng là của chúng ta, là thứ mà chúng ta tự tạo ra, hơn nữa bên trong còn ngưng tụ rất nhiều mồ hôi công sức của rất nhiều đồng chí. Lý Quý Niên nói làm cho đám người trong phòng thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm khái chủ tịch Lý là kẻ dối trá, rõ ràng nói ra những lời như vậy căn bản chỉ có một mục đích là không muốn đắc tội với Vương Tử Quân. Dù phương diện điều chỉnh nhân sự xảy ra ở thành phố La Nam, thế nhưng dù là ai cũng biết rõ người nào cho ra phương án như vậy. Đối với sự kiện 13 người tiến vào dãy núi Cô Yên Sơn, tôi cảm thấy chúng ta phải an phận và tích cực tiến hành công tác tìm kiếm, chúng ta phải động viên và vận dụng tất cả lực lượng, tranh thủ tìm ra những người mất tích kia trong thời gian sớm nhất. Lý Quý Niên lên tiếng giống như phát biểu ý kiến quan trọng với sự kiện này, thế nhưng nếu suy xét lại cẩn thận thì căn bản giống như không nói gì. Vấn đề vẫn như cũ, hai vấn đề vẫn tiếp tục bày ra trước mặt mọi người. Nhưng câu trả lời của Lý Quý Niên thật sự là phương án đáng để không ít người tham khảo, vì sao đây cũng là một phương án căn bản không đắc tội lãnh đạo, có thể sử dụng. Vương Tử Quân cũng nghe rõ ràng ý nghĩa lời nói của Chủ tịch Lý Quý Niên, nhưng hắn cũng không tức giận. Lý Quý Niên là một người đứng trong muôn hoa không dính lá, người này trả lời như vậy đã nể mặt Vương Tử Quân hắn lắm rồi. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Lý, phương diện điều chỉnh nhân sự chính là một bộ phận quan trọng trong công tác của thành phố La Nam chúng ta. Lúc này lãnh đạo Trung ương xuống nghiên cứu khảo sát, rõ ràng là tín nhiệm công tác của thành phố chúng ta. Chúng ta nhất định phải cố gắng, phải làm tốt chuyện này, phải làm sao cho cực kỳ hiện thực. Vẻ mặt Phó Bí Thư Thị ủy Lục Ngọc Hùng cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Còn sự kiện Cô Yên Sơn, tôi cảm thấy chúng ta cần gia tăng tìm kiếm. Đồng thời có thể để cho trưởng phòng Lữ tranh thủ tiến hành cả hai công tác. Phó Bí Thư Thị ủy Trương Hợp Tuân nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Lục Ngọc Hùng, hắn biết đối phương nói như vậy là có ý gì. Thế nhưng hắn cảm thấy những lời phát biểu như vậy là khá phù hợp vào lúc này, thế là khẽ nói. Tôi cảm thấy ý kiến của Bí Thư Lục là rất tốt, các đồng chí phòng tổ chức nên cẩn thận tiếp đãi lãnh đạo Trung ương, còn sự việc liên quan đến Cô Yên Sơn, trưởng phòng Lữ cần phải nghĩ biện pháp cho rõ ràng. Lữ Hâm Sâm hiểu cái gì gọi là nghĩ biện pháp, chính là yêu cầu hắn áp chế chuyện này xuống, ít nhất cũng phải giữ kín sự việc cho qua đợt nghiên cứu khảo sát. Tuy hắn cảm thấy đây căn bản không phải là biện pháp tốt, nhưng trước kia hắn cũng đã từng làm như vậy, thế cho nên cũng không cảm thấy quá khó khăn. Vương Tử Quân ngồi hút thuốc nghe mỗi người lên tiếng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt ngưng trọng. Bí thư Vương, điện thoại của Bí thư Nhất Phong. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cho ra quyết định thì Khương Long Cương đi vào trong phòng trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khương Long Cương, sau đó hắn đứng lên nói. Tôi đi ra nghe điện thoại cái đã. Bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên có chút quỷ dị, mà Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy ngồi cách không quá xa Vương Tử Quân lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút dao động. Nhưng hai người cực kỳ giỏi che giấu, thế cho nên chỉ sau nháy mắt đã khôi phục như thường. Chào Bí Thư Nhất Phong. Tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp điện thoại, sau đó nhanh chóng mở miệng báo cáo với đầu dây bên kia. Giọng điệu của Hào Nhất Phong vẫn rất trầm bổng, lão trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi nghe thư ký của cậu nói, thành phố La Nam đang tổ chức hội nghị thường ủy phải không? Đúng vậy, Bí thư Nhất Phong, chúng tôi đang tổ chức hội nghị thường ủy.
Vương Tử Quân cũng không chút do dự, hắn lớn tiếng nói với đầu dây bên kia. À, tôi hỏi cậu, tình huống cứu viện ở Cô Yên Sơn bây giờ là thế nào? Đã tìm được người mất tích chưa? Hào Nhất Phong chỉ à một tiếng từ chối cho ý kiến, sau đó trầm giọng nói. Lúc này chúng tôi đã điều động 10 đội cứu hộ tiến vào Cô Yên Sơn, đội hình đi xa nhất đã hơn 5 km, thế nhưng địa thế Cô Yên Sơn hiểm trở, rừng núi rậm rạp, bây giờ vẫn chưa phát hiện được tung tích người mất tích. Vương Tử Quân có thể nói luôn cực kỳ quan tâm đến công tác cứu hộ, tất nhiên sẽ nắm thật chặt tiến độ. Các cậu nên tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, đồng thời có khó khăn cứ báo lên tỉnh ủy, tôi và tỉnh ủy sẽ thỏa mãn các yêu cầu của thành phố La Nam. Hào Nhất Phong nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân cũng không quá vui mừng vì tình huống tỏ thái độ của bí thư Hào Nhất Phong, hắn biết rõ bí thư lúc này gọi điện thoại đến tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là thăm hỏi vài lời như vậy. Vương Tử Quân đã sớm có quyết đoán, hắn nhanh chóng đi về phía phòng họp. Lúc này sự việc xảy ra ở Cô Yên Sơn đã đưa đến khá nhiều chuyện xấu cho thành phố La Nam, hắn không thể dự phòng được những sự kiện này, thế nhưng lại phải cố gắng làm sao cho mình luôn đứng ở xu thế bất bại. Hào Nhất Phong đang ở sân bay thành phố Sơn Viên, lão cúp điện thoại với Vương Tử Quân mà hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, sự việc xảy ra làm cho lão cảm thấy có chút ngột ngạt. Tuy bản thân Hào Nhất Phong cũng không có quá nhiều hảo cảm với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lão thật sự căn bản không mong có sự việc gì xảy ra, nếu không thì ai cũng mất mặt. Thành tích của Vương Tử Quân cũng là thành tích của Hào Nhất Phong, tuy bọn họ có vài mâu thuẫn, thế nhưng lại nhất trí với nhau ở phương diện này. Chương 763, bôi trơn quan hệ. Thành phố La Nam xảy ra tình huống này, trưởng Ban Dương nếu đi đến La Nam, thật sự sẽ phát sinh chuyện gì? Hào Nhất Phong căn bản không thể nào nắm chắc được. Bí thư Nhất Phong, vừa rồi phía sân bay đã truyền đến tin tức, máy bay đến chậm khoảng 10 phút. Quan Vĩnh Hạ đi đến trước mặt Hào Nhất Phong rồi khẽ nói. Hào Nhất Phong khoát tay với Quan Vĩnh Hạ, tỏ ý cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống, sau đó cười nói. Máy bay đến muộn là bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Quan Vĩnh Hạ cười cười không lên tiếng, hắn lấy từ trong túi của mình ra một gói thuốc. Đang định mời Hào Nhất Phong một điếu, nhưng giống như nghĩ ra vấn đề gì đó mà lại thu về. Cho tôi một điếu, hôm nay phá lệ một lần. Khi Quan Vĩnh Hạ đang định bỏ thuốc vào trong gói, đúng lúc Hào Nhất Phong chợt trầm giọng nói. Quan Vĩnh Hạ nghe được lời của Hào Nhất Phong thì đưa điếu thuốc sang, trong đầu nhanh chóng hoạt động. Hắn đi theo Hào Nhất Phong thời gian khá dài, hắn biết rõ bí thư Hào là người kiên định, bây giờ phá lệ muốn hút thuốc, nhất định là có chuyện gì đó khó đoán đã xảy ra. Là chuyện thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ là người được Hào Nhất Phong tín nhiệm, chủ yếu là vì hắn nắm chắc tâm tư của lãnh đạo. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là biết Hào Nhất Phong đang bị gây khó ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, có câu mây gió thay đổi không ngừng, căn bản không đoán được sự việc gì sẽ phát sinh tiếp theo. Thư ký trưởng Vĩnh Hạ, thành phố La Nam có thể tìm được người mất tích không? Hào Nhất Phong hít vào một hơi thuốc rồi dùng giọng không đầu không đuôi hỏi. Nếu như những người khác hỏi Quan Vĩnh Hạ về vấn đề này, Quan Vĩnh Hạ sẽ suy tư một chút. Nhưng lúc này Hào Nhất Phong hỏi, hắn cũng không thể đi đường vòng mà trực tiếp hỏi. Bí thư Nhất Phong, với thời điểm hiện tại thì thật sự có chút khó nói. Hào Nhất Phong cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên hút thuốc. Khói thuốc tỏa ra chung quanh làm cho Hào Nhất Phong nhìn qua giống như sinh ra cảm giác như mộng như ảo. Có nên đến thành phố La Nam không? Tuy đoán được tâm tư của bí thư Nhất Phong, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ cũng không thể nào cho ra được quyết định cuối cùng. Dù sao thì có nhiều người mất tích ở Cô Yên Sơn, nếu xử lý không tốt hoặc công tác tìm kiếm gặp vấn đề, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khảo sát của lãnh đạo lần này. Với kinh nghiệm đối phó với những đợt kiểm tra của lãnh đạo trước nay của Quan Vĩnh Hạ, quan trọng nhất là phải ổn định. Thành phố La Nam lần này không ngờ lại xảy ra vấn đề vào đúng thời điểm mấu chốt. Nhưng lãnh đạo cần đến nghiên cứu khảo sát ở thành phố La Nam, nếu như không đi La Nam thì đi đâu? Bí thư Nhất Phong, tôi cảm thấy chuyện này. Khi Quan Vĩnh Hạ định nói ra quan điểm của mình, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi chạy vào khu vực khách VIP dùng giọng kích động nói. Bí thư Nhất Phong, trưởng phòng Dương đã đáp máy bay an toàn. Hào Nhất Phong cũng không còn tâm tư nghe ý kiến của Quan Vĩnh Hạ, lão đứng lên khỏi ghế, nhanh chóng đi ra ngoài phòng. Khách sạn Sơn Long ở vào phía tây thành phố Sơn Viên, chỉ cách một con phố so với ủy ban tỉnh ủy. Lúc này khách sạn Sơn Long giống như gặp phải đại địch,
tất cả lãnh đạo từ cao xuống thấp của khách sạn đều tụ tập lại, bất cứ lúc nào cũng tiếp nhận sự phân phó của lãnh đạo. Khách sạn Sơn Long là một đơn vị trực thuộc phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh Sơn Nam, tất cả hoạt động đều phải nghe theo lãnh đạo phòng quản lý sự vụ cơ quan. Bình thường thì lãnh đạo tỉnh ủy đến cũng đủ cho đám lãnh đạo khách sạn cảm thấy đó là chuyện lớn bằng trời. Nhưng trong đại sảnh với xu thế sao sáng quanh trăng, thậm chí tổng giám đốc khách sạn cũng không được tiến vào, tuy ở bên ngoài cùng nhiệt tình chờ đợi nhưng cũng chỉ có thể nói được vài lời với thư ký của lãnh đạo mà thôi. Bí thư Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân đang ngồi trong đại sảnh, bọn họ nở nụ cười trò chuyện với Mâu Thiệu Đắc cùng đi với Dương Độ Lục. Mâu Thiệu Đắc là một vị phó phòng trong văn phòng ban tổ chức trung ương, rất được Dương Độ Lục tín nhiệm. Trước đó một xí nghiệp dầu hỏa thuộc ban tổ chức trung ương bốc cháy, thiếu chút nữa đốt cháy vinh dự cả đời của Dương Độ Lục, điều này không khỏi làm cho Dương Độ Lục sinh bệnh. Khi Dương Độ Lục cảm thấy không có chút sức lực thể xử lý vấn đề, Mâu Thiệu Đắc nhanh chóng đến hầu hạ lãnh đạo, cực kỳ chân thành. Hơn nữa người này còn cho ra báo cáo về vấn đề cột thu lôi không an toàn mà sinh ra sự cố, nhanh chóng làm giảm trách nhiệm của trưởng ban Dương xuống mức thấp nhất. Dù sao thì ban tổ chức trung ương cũng không phải là người toàn năng, sao có thể nắm giữ vấn đề an toàn kỹ thuật cho được. Thế nên căn bản không có liên quan đến đám xí nghiệp trực thuộc. Sự việc có kết luận, trưởng ban Dương xuất viện, ngay sau đó lão muốn dùng lễ nghi mẫn cảm trong quan trường để nói cho đám người chúng cơ nơ biết, mình cực kỳ biết ơn sự quan tâm của Mâu Thiệu Đắc. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Mâu Thiệu Đắc muốn đỡ, nhưng Dương Độ Lục kiên quyết từ chối, cố ý để Mâu Thiệu Đắc đi trước mặt mình. Điều này cực kỳ có ý nghĩa định giá. Hào Nhất Phong tất nhiên cũng được nghe những tin đồn như vậy, tuy nói về cấp bậc thì Mâu Thiệu Đắc căn bản là kém Hào Nhất Phong rất nhiều, nhưng trong lúc nói chuyện thì Hào Nhất Phong căn bản không dám lên mặt, luôn nở nụ cười làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Thạch Kiên Quân có hơi bức bối, nhưng vì không có tình cảm gì với Mâu Thiệu Đắc, thế cho nên cũng chỉ biểu hiện bình thường mà thôi. Bí thư Nhất Phong, tỉnh Sơn Nam không hổ danh là địa phương mà trưởng ban Dương từng chiến đấu, rất nhiều công tác có sự đồng bộ với trưởng ban, đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự, càng cho chúng tôi không ít kinh nghiệm quý giá. Mâu Thiệu Đắc cũng biết rõ quan hệ giữa Hào Nhất Phong và Dương Độ Lục, thế cho nên khi mở miệng cũng không quá gò ép cứng nhắc. Hào Nhất Phong cười cười, trong miệng nói vài lời khiêm tốn, trong lòng lại không bình tĩnh. Nếu như thành phố La Nam không xảy ra chuyện, như vậy lão sẽ căn bản không bao giờ sinh ra cảm giác không yên như thế này. Đi hay không đây? Khi Hào Nhất Phong đang chần chừ thì thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ khẽ đi đến. Lão nhìn bộ dạng muốn báo cáo của Quan Vĩnh Hạ, thế là cười nói với Thạch Kiên Quân. Tôi sang bên kia một chuyến, anh cứ trò chuyện với trưởng phòng Mâu đi. Thạch Kiên Quân tuy trong lòng có chút không yên, thế nhưng phương diện phân công thế này là trong tầm tay của Hào Nhất Phong. Tuy hắn không thích nhưng dù thế nào cũng phải tôn trọng ý kiến của Bí thư Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, ngài cứ bận rộn công tác, chỗ này đã có tôi rồi. Hào Nhất Phong cười cười nhìn Mâu Thiệu Đắc, sau đó đi về phía Quan Vĩnh Hạ. Lúc này Quan Vĩnh Hạ đang cầm một tờ giấy trong tay, hắn khẽ báo cáo. Bí thư Hào, tin tức về những người leo núi mất tích ở thành phố La Nam đã được truyền ra ngoài, có thể thấy nhất định có nhiều hãng truyền thông đã đến thành phố La Nam. Chương 764, tình nguyện vào núi. Tút tút tút, điện thoại được nối thông, Quan Vĩnh Hạ cười nói. Chào Bí thư Nguyễn, tôi là Quan Vĩnh Hạ văn phòng tỉnh ủy. Chào thư ký trưởng Quan. Nguyễn Chấn Nhạc nghe được âm thanh của Quan Vĩnh Hạ mà tỏ ra cực kỳ trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng. Hắn đã nhận được tin tức trưởng ban Dương đã đến Sơn Nam thông qua con đường của mình. Nếu như đoán không lầm thì bây giờ nhóm người Quan Vĩnh Hạ đang nghênh đón trưởng ban Dương đến khách sạn Sơn Long. Bây giờ Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại in, chắc chắn là có chuyện. Việc gì làm cho Quan Vĩnh Hạ phải tự mình gọi điện thoại đến? Nguyễn Chấn Nhạc dù đã hiểu rõ vài phần, nhưng càng là như vậy thì trong lòng càng căng thẳng. Dù sao thì cũng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, quan trường có rất nhiều điều xảy ra khó thể dự đoán được. Bí thư Nguyễn, tỉnh ủy có nhiệm vụ muốn giao cho anh. Trưởng ban Dương đến tỉnh Sơn Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát, tỉnh ủy đã nghiên cứu và quyết định chọn Đông Bộ là điểm nghiên cứu, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Quan Vĩnh Hạ tuy nói bằng giọng không nhanh không chậm nhưng lại rất nghiêm túc. Nguyễn Chấn Nhạc đã nắm chắc vài phần, lúc này nghe được lời xác định của Quan Vĩnh Hạ thì trái tim treo trên không mới hạ xuống lồng ngực. Cảm ơn sự coi trọng của tỉnh ủy, cảm ơn sự thương yêu của Bí thư Nhất Phong, cũng cảm tạ sự đề cử của thư ký trưởng quan. Mong ngài chuyển cáo cho Bí thư Nhất Phong,
nói thành phố Đông Bộ chúng tôi sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ công tác của lãnh đạo giao phó, tuyệt đối sẽ không làm cho tỉnh ủy mất mặt. Quan Vĩnh Hạ thấy Nguyễn Chấn Nhạc có nhắc đến mình, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đối với hắn, nhận được lời cảm tạ của Nguyễn Chấn Nhạc giống như làm ăn buôn bán sinh lời. Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân đều là những kẻ tương lai vô hạn, nhưng trong hai người này thì hắn càng coi trọng Nguyễn Chấn Nhạc hơn. Dù sao thì càng lên cao càng khó đi, đối với những người tiến lên bằng năng lực như Vương Tử Quân, căn bản là rất khó khăn. Thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc lại khác, Quan Vĩnh Hạ là tâm phúc của Hào Nhất Phong, hắn cũng biết được vài tin tức, thế cho nên mỗi khi có cơ hội thì thường không bỏ qua sự quan tâm đến Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói lời cảm tạ, hắn cười ha hả nói. Bí thư Nguyễn, không cần cảm ơn tôi, người già có nói rèn sắt lúc còn nóng, tôi là thư ký trưởng có thể nói vài lời hiến kế với lãnh đạo, thế nhưng dù sao vẫn dựa vào thực lực của địa phương. Thử nghĩ mà xem, nếu như thành phố Đông Bộ các anh không có hoàn cảnh phát triển tốt, không có thành tích làm cho bí thư Hào Nhất Phong và tỉnh ủy tỏ ra tán thành, như vậy tôi nghĩ rằng bí thư Hào sẽ không nghe lời đề nghị của tôi. Nói cho cùng thì cũng là vì bí thư Nguyễn đã làm tốt tất cả. Cảm ơn lời khích lệ của thư ký trưởng Quan, Nguyễn Chấn Nhạc tôi khắc ghi sự coi trọng của ngài vào lòng. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên có thể nghe ra lời nói lấy lòng của Quan Vĩnh Hạ, bản thân hắn cũng có ý kết giao với Quan Vĩnh Hạ, thế cho nên dù lời nói của Quan Vĩnh Hạ là thật hay giả, hắn cũng mở miệng bày tỏ tình huống rất biết thời thế. Quan Vĩnh Hạ cười cười, hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này, thế là trầm giọng nói. Ngày mai trưởng Ban Dương sẽ đến thành phố Đông Bộ, bí thư Nguyễn, bây giờ các anh có rất ít thời gian, nhiệm vụ lại quan trọng. Nhưng trong thời gian ngắn này các anh phải làm tốt công tác, có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi còn có chút việc bận, chúng ta trò chuyện sau. Quan Vĩnh Hạ nói xong thì cúp điện thoại, thật ra khi nói những lời này thì hắn cũng căn bản không có việc gì bận rộn, hắn sở dĩ nói như vậy là muốn cho đối phương biết mình đang đặt đối phương lên vị trí quan trọng nhất. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không biết trò mèo của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, đối với hắn thì sự kiện quan trọng nhất lúc này là công tác nghênh đón trưởng Ban Dương. Trước khi Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại đến thì hắn đã sớm suy tính phương án, nhưng tuyến trên chưa thông báo, thế cho nên chưa áp dụng mà thôi. Lúc này tất cả đều đã được giải quyết, cũng nên là lúc Nguyễn Chấn Nhạc áp dụng kế hoạch. Hắn cầm lấy điện thoại bấm một số máy, sau đó thầm nghĩ trong lòng. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân. Lần trước anh chiếm tiện nghi của tôi ở hội chợ xúc tiến thương mại, lần này tôi sẽ cho anh khổ cực không kém. Ngọn núi Bắc Phong thuộc dãy Cô Yên Sơn, có hơn 100 người đi vào tham gia cứu hộ, Vương Tử Quân nhìn đám người bận rộn mà không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào. Những người này dù không tìm ra được những người mất tích, thế nhưng bọn họ là người tình nguyện tham gai, bọn họ bận rộn nơi đây chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cống hiến một phần lực lượng để cứu những kẻ đang thất lạc trong núi. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác, đã gây phiền toái cho đảng ủy chính quyền thành phố. Nhan Sĩ Tắc đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Lúc này hai mắt Nhan Sĩ Tắc đỏ rực, dù mới qua nửa ngày nhưng giọng nói đã khàn khàn, rõ ràng hắn luôn không chút rảnh rỗi ở phương diện cứu người lần này. Xua khi sự việc xảy ra ngoài ý muốn, hắn triệu tập tất cả ban ngành lãnh đạo trong huyện, sau đó xanh mặt nói. Lúc này tất cả lãnh đạo huyện đều vào đóng quân ở núi Cô Yên Sơn. Mãi đến khi tìm được người thất lạc mới được về. Đồng thời thông báo cho tất cả ban ngành chức năng sẵn sàng đón địch, vào thời điểm mấu chốt mà không tìm được người, tôi sẽ cho các anh biết tay. Nhan Sĩ Tắc là người nói được làm được, đám người trong huyện căn bản đều sợ bí thư Nhan nổi nóng, thế là kẻ nào cũng vội vàng chạy đến đây. Có bí thư huyện ủy xung phong thì đội ngũ càng thêm lớn, người dân địa phương được điều động, cán bộ cơ quan cũng được điều động. Nhan Sĩ Tắc là lãnh đạo huyện ủy. Hắn cũng là người xách gậy lên núi, toàn thân dính đầy bùn đất giống như một con khỉ. Đám người chung quanh thấy rõ biểu hiện của lãnh đạo đứng đầu huyện ủy, thế là không ai dám lười biếng, chỉ có thể theo sát để tìm kiếm, vô hình triển khai một tình cảnh cứu hộ cứu hạn cực kỳ rầm rộ. Chỉ sau chốc lát thì Nhan Sĩ Tắc đã mệt mỏi gục xuống, thế nhưng vẫn kiên trì không cho thay thế. Thư ký đi theo bên cạnh nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra vài chiếc bánh quy đưa cho bí thư Nhan bồi bổ, lại bị bí thư Nhan nổi trận lôi đình. Chúng ta bây giờ đi cứu người, không phải là hưởng thụ. Nếu như muốn ăn cơm, huyện thành đầy quán xá, không cần phải chạy đến đây chịu tội. Nhan Sĩ Tắc nói xong lại tiếp tục dẫn đội ngũ cứu hộ tiến lên. Lời nói này của lãnh đạo làm cho các đồng chí cực kỳ cảm động, thế là ai ai cũng bừng bừng khí thế. Vì vậy khi Vương Tử Quân gặp mặt Nhan Sĩ Tắc,
lúc này Nhan Sĩ Tắc toàn thân đầy bùn đất, bộ dạng này nhìn qua sẽ làm cho người ta cảm động. Nhưng lúc này Nhan Sĩ Tắc là người trong cuộc lại cực kỳ không yên, không, phải nói là cực kỳ áy náy. Hắn là người được Bí Thư Vương coi trọng, trong thời điểm quan trọng thì hắn chẳng những không giúp đỡ được gì cho Bí Thư Vương, còn gây ra phiền toái lớn như vậy. Tuy núi Bắc Phong ở Cô Yên Sơn là rất lớn, đường vào núi cũng có rất nhiều, Nhan Sĩ Tắc căn bản không thể nào dàn quân ra chặn hết lại được. Nhưng phiền toái là phiền toái, tìm bất cứ lý do gì nói ra cũng là dư thừa, đều không làm nên chuyện gì. Đặc biệt là bây giờ, lãnh đạo tuyến trên muốn đến nghiên cứu khảo sát công tác cải cách nhân sự của thành phố La Nam, đây là một thời cơ tốt, mình sẽ là người cản đường Bí Thư Vương sao? Sự việc này xảy ra, vốn là một chuyện có vinh dự lớn sẽ hóa thành lời phê bình, đối với một người trong quan trường, một thời cơ quan trọng có thể là kỳ ngộ của cả đời. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khốn khổ của Nhan Sĩ Tắc, hắn cười cười nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, Sĩ Tắc, anh khổ cực rồi. Nhưng tôi còn muốn nhắc lại một yêu cầu, nhất định phải cố gắng lớn nhất nhanh chóng cứu hộ những người trong núi, nhanh chóng tìm ra bọn họ. Như vậy chẳng những có thể đảm bảo tính mạng của bọn họ, còn làm cho than nhân người mất tích cảm thấy yên tâm. Nhan Sĩ Tắc gật đầu rất mạnh, hắn dùng giọng cực kỳ có khí phách nói. Bí Thư Vương yên tâm, huyện Dương Phong chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cao độ, sẽ tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Vương Tử Quân sau khi tìm hiểu tình huống thông qua Nhan Sĩ Tắc, hắn chợt nghe thấy có người nói. Bí Thư Nhan, ngài cho chúng tôi đi xem, tuy chúng tôi đã già nhưng thật sự rất hiểu rõ về Cô Yên Sơn. Một người đàn ông chống gậy đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói với Nhan Sĩ Tắc đang báo cáo công tác cho lãnh đạo. Nhan Sĩ Tắc nhìn người nà rồi trầm giọng nói. Anh Trịnh, tôi không phải nói với anh rồi sao, vào núi nên cho đám thanh niên thực hiện, ngài lúc này nên tĩnh dưỡng cho tốt, tuyệt đối không nên lên núi. Vương Tử Quân lúc này cũng chú ý đến người kia, thấy người đàn ông này hơn 40, gương mặt đầy phong sương, một chân uốn cong, đi lại đặc biệt khó khăn. Bí Thư Nhan, cơ thể của tôi không có vấn đề, cứ cho tôi đi, tôi từ nhỏ đã ở trong núi, biết đâu sẽ giúp được cái gì đó. Người đàn ông nói đến đây thì nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó hắn có chút chần chờ, cuối cùng run giọng nói. Xin hỏi có phải ngài là Bí Thư Vương không? Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên, sau đó hắn cười cười nói. Tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Trịnh Liên Phương. Là bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà ở cách đây không xa. Bí Thư Vương, từ nhỏ tôi lớn lên trên núi, có thể nói là người cực kỳ quen thuộc khu vực này, ngài cứ cho tôi đi, tôi có thể giúp được nhiều thứ. Người đàn ông trung niên nghe nói người trước mặt là Vương Tử Quân, thế là giọng điệu càng thêm kích động. Nhan Sĩ Tắc thấy Trịnh Liên Phương quấn lấy Vương Tử Quân thì chặn lại. Anh Trịnh, có chuyện gì anh cứ nói với tôi, Bí Thư Vương còn nhiều việc cần phải giải quyết. Nhan Sĩ Tắc nói đến đây thì quay sang Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, anh Trịnh trước kia là người nổi tiếng trong dãy núi Cô Yên Sơn, chân bị gãy trong một lần đi hái lá thuốc. Không phải tôi không muốn cho anh ấy lên núi, thế nhưng sự thật là lên núi quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không phù hợp với bệnh tim mạch của anh ấy. Bí Thư Vương, ngài cứ cho tôi đi, tuy cơ thể tôi có chút vấn đề, thế nhưng đầu óc vẫn tốt. Tôi có thể căn cứ vào một vài dấu vết của bọn họ để lại để biết hướng đi. Tôi thật sự có kinh nghiệm hơn người bình thường, còn nữa, tôi cũng sẽ đảm bảo không vướng víu mọi người. Trịnh Liên Phương giống như sợ Nhan Sĩ Tắc tác động được Vương Tử Quân, thế là hắn cố gắng thuyết phục Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trịnh Liên Phương, hắn khẽ nói. Anh Trịnh, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Anh yên tâm, chúng tôi có hơn 10 tổ chức cứu hộ chuyên nghiệp đi lên núi, nhất định sẽ tìm ra được những người mất tích. Bí Thư Vương, ngài hãy cho tôi vào núi. Nói thật với ngài, tôi thấy những thân nhân kia chờ đợi lo lắng mà trong lòng ngứa như mèo cào, ngài cũng không thể để tôi trơ mắt đứng đây nhìn được. Hơn nữa tôi còn là bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà, lúc này tôi cũng nên đứng ra gánh vác chứ. Vương Tử Quân nghe những lời nói mộc mạc của Trịnh Liên Phương thì thật sự cảm thấy nóng lòng, vào thời đại vật chất như thế này, khó thể tìm ra được âm thanh nào thật thà chất phác, thế nên dễ làm cho người ta cảm động. Nhưng trước mặt là một người có sức khỏe không tốt, Vương Tử Quân sao có thể cho hắn ta lên núi? Khi hắn còn đang chần chờ thì điện thoại di động chợt vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nhìn dãy số, hắn tiện tay bấm nút nghe. Bí Thư Tử Quân, tôi là Quách Tiên Vi. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Quách Tiên Vi,
nếu so với trước đó thì giọng điệu của Quách Tiên Vi bây giờ thật sự có chút trầm thấp. Tuy trong lòng sinh ra cảm giác không tốt nhưng Vương Tử Quân vẫn cười nói. Trưởng phòng Quách, ngài gọi điện thoại cho tôi, có phải có gì cần sắp xếp cho thuộc hạ không? Tử Quân, sự việc có biến hóa, vì cô Yên Sơn xảy ra chuyện, thế cho nên lãnh đạo tỉnh ủy quyết định đổi địa điểm nghiên cứu sang thành phố Đông Bộ. Giọng nói của Quách Tiên Vi vẫn trầm thấp, hắn nói xong thì mở miệng khuyên nhủ Vương Tử Quân. Đời người không được như ý muốn của chúng ta, sự việc lần này quá trùng hợp, anh cũng không nên đặt nặng trong lòng. Dù sao thì thành tích của thành phố La Nam cũng không ai có thể xóa đi được, song lần này thì anh vẫn còn nhiều cơ hội. Quách Tiên Vi nói làm cho Vương Tử Quân ngây cả người, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi thời gian dần trôi qua, hắn càng cảm thấy bình tâm tĩnh khí là cực kỳ quan trọng, đối với rất nhiều sự việc thì không phải nóng lòng là có thể giải quyết được, nếu muốn giải quyết phải bình tĩnh xem xét cho ra phương án tốt. Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Sự việc liên quan đến cô Yên Sơn đã được truyền thông đưa ra ngoài. Quách Tiên Vi hàm hồ nói một câu, sau đó di chuyển chủ đề sang phương diện khác, an ủi Vương Tử Quân nên thoải mái, buông lỏng tinh thần, không cần quá dây dưa ở sự kiện này. Vương Tử Quân tỏ vẻ cảm tạ sự quan tâm của Quách Tiên Vi, sau đó hắn cúp điện thoại. Gió núi lạnh lẽo thổi qua, hắn càng thêm tỉnh táo. Vương Tử Quân cảm thấy sự việc này không đơn giản, tuy hắn đã cho ra quyết định ở hội nghị thường ủy, không nên quá áp chế truyền thông, thế nhưng tốc độ truyền bá cũng không thể nhanh như vậy được. Chỉ có người hữu tâm thúc đẩy thì sự kiện cô Yên Sơn mới được truyền đi nhanh chóng, mà người hữu tâm là ai? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, thế nhưng khi tất cả ý nghĩa này lóe lên, tâm tư của hắn tập trung vào một mối, đó chính là phải xử lý sao cho tốt sự kiện cô Yên Sơn. Chào Bí Thư Vương, tôi là phóng viên Nhật Báo Sơn Nam, tôi muốn phỏng vấn ngài một chút, có được không? Chương 765, tin vui và tin dữ. Tút tút tút. Bí Thư Vương, tôi là phóng viên đài truyền hình Nam Phương, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không? Cây ết Vương Tử Quân còn đang trầm tư thì 10 người phóng viên có sách theo máy quay đột nhiên đi đến trước mặt, bọn họ vừa nói vừa cho đồng bọn chĩa máy quay về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đám phóng viên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, rất nhiều cảm giác bức bối chợt tan biến. Hắn nhìn đám phóng viên rồi cười cười nói. Các vị đồng chí phóng viên, cảm ơn các vị đã chú ý đến sự kiện này, nhưng các anh các chị không nên lấy tôi là mục tiêu phỏng vấn, tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Các anh chị nên phỏng vấn những nhân viên cứu hội đang bỏ sức đi vào núi, càng phỏng vấn những người tình nguyện đến hỗ trợ, lại càng nên phỏng vấn những người có trái tim và lòng nhiệt huyết vô giá như anh Trịnh đây. Anh Trịnh là bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà, cũng là một người nổi tiếng ở nơi này, sau khi bị gãy chân cũng ít khi lên núi. Bây giờ nghe nói có người bị thất lạc trên núi. Anh ấy chủ động đến tìm tôi và bí thư Nhan Sĩ Tắc, yêu cầu được cho vào núi bỏ sức tìm người. Tôi cảm thấy các anh các chị nên chú trọng phỏng vấn một người có tinh thần như thế này. Trịnh Liên Phương thấy vẻ mặt Vương Tử Quân không tốt, hắn đang suy tư nên làm sao để tiếp tục mở miệng xin đi cứu hộ, lại không ngờ Vương Tử Quân đẩy mình ra sân khấu, đối diện với đám phóng viên. Hắn chưa từng trải qua tình huống này, hắn nhìn đám phóng viên vọt lên, thế là sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Ôi! Điều này, Bí Thư Nhan, Trịnh Liên Phương căn bản chưa từng trải qua tình huống như vậy, hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bí Thư Nhan Sĩ Tắc. Lúc này ở bên cạnh hắn chỉ có một người quen duy nhất là Nhan Sĩ Tắc mà thôi. Dù sao thì hắn cũng đã quấn lấy Nhan Sĩ Tắc vài giờ liền. Nhan Sĩ Tắc tất nhiên sẽ không muốn cứu Trịnh Liên Phương, nhưng hắn lại hiểu ý nghĩ của Bí Thư Vương. Khi Trịnh Liên Phương dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình, hắn trầm giọng nói. Đồng chí Liên Phương. Anh nói ý nghĩ của mình với các phóng viên đi, anh dám tìm gặp Bí Thư Vương để yêu cầu được vào núi cứu hộ, chẳng lẽ không có gan nói ra ý nghĩ của mình với phóng viên sao? Trịnh Liên Phương là một người đàn ông vùng núi, ngoài tâm tính chất phác thì cũng là kẻ có tâm huyết, bây giờ nghe Nhan Sĩ Tắc nói như vậy thì máu nóng bắt đầu bùng lên. Tôi không có ý nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy cứu người là quan trọng. Tôi thấy người thân của những người mất tích rất khổ sở, thế cho nên cũng cảm thấy khó chịu. Tuy chân của tôi có hơi tàn tật, nhưng đầu óc tôi còn có tác dụng, ngọn núi kia căn bản đã được tôi khắc ghi vào lòng. Trịnh Liên Phương dùng giọng chất phác nói, âm thanh nặng nề vang lên khắp chung quanh. Anh Trịnh, nghe nói trái tim của anh cũng không được tốt, chẳng lẽ anh không sợ sau khi vào núi thì phát bệnh tim sao?
Một phóng viên nam hơn 30 tuổi hiểu rõ tin tức chợt trầm giọng nói với Trịnh Liên Phương. Không quan tâm nhiều thứ như vậy, người ta có 13 người ở trên núi, nếu như quá chú ý, như vậy cũng không được. Trịnh Liên Phương gật đầu rồi lớn tiếng đáp. Vì sao anh lại cứ khăng khăng muốn vào núi cứu người? Một nữ phóng viên mở miệng hỏi. Điều này, tôi cũng không nói nên lời, tôi cảm thấy không nên tiếp tục để cho thân nhân của những người mất tích thêm sốt ruột. Người ta đi đến chỗ chúng tôi, tuy không nghe lời chúng tôi mà tự tiện đi vào núi, thế nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng cứu sống bọn họ. Tôi là người thông hiểu địa hình ngọn núi kia nhất, càng không thể ở nhà, hơn nữa tôi còn là một đảng viên. Trịnh Liên Phương nói câu sau cùng với giọng điệu rất kiêu ngạo, giọng điệu của hắn rất chất phác, càng căn bản không có chút đắc ý. Vương Tử Quân châm điếu thuốc, hắn khẽ hít vào một hơi, tuy đã qua hai đời nhưng tâm tư của hắn vẫn rất nhạy cảm. Bí thư Vương. Khương Long Cương đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Vừa rồi đã gọi điện thoại cho trưởng phòng lữ, anh ấy sẽ cho người đến ngay. Vương Tử Quân chỉ gật đầu mà không nói gì, khi hắn đang châm ngâm thì chợt nghe Trịnh Liên Phương nói. Các đồng chí phóng viên, các người cũng đừng hỏi tôi cũng cần xin các vị một việc, đó là các người nói một câu với Bí thư Vương, để cho tôi đi lên núi tìm người, tôi thật sự chịu đựng được. Bí thư Vương vốn còn chưa kịp cảm khái vì lời nói của Trịnh Liên Phương, lại không ngờ vị bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà lại đẩy mình lên đầu trận tuyến. Đám phóng viên đang phỏng vấn Trịnh Liên Phương cũng đều nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân nhìn thấy ánh mắt đám phóng viên thì càng thêm chần chờ. Anh Trịnh, chuyện này thì ủy có suy xét rõ ràng, sức khỏe của anh. Nhàn sĩ tắc thấy Trịnh Liên Phương còn tiếp tục đưa ra nan đề cho bí thư Vương, thế là nhanh chóng đứng ra. Tất nhiên ngăn cản phiền toái cho lãnh đạo là một sự việc rất vinh quang. Bí thư Vương, Bí thư Nhan, các anh cứ yên tâm, sức khỏe của tôi không có vấn đề. Trịnh Liên Phương không chờ Nhan Sĩ Tắc nói xong mà nhanh chóng nói. Cho anh Trịnh lên núi, Sĩ Tắc, anh sắp xếp bác sĩ và nhân viên phối hợp, đảm bảo sức khỏe của anh Trịnh không phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân dụi điếu thuốc trên tay rồi trầm giọng nói. Trịnh Liên Phương đang kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ nghe được câu nói quyết định của Vương Tử Quân thì vui mừng ha hả. Hắn đi đến cảm tạ Vương Tử Quân hai câu, sau đó lớn tiếng nói. Nhị tử, mau đi gọi anh đại trụ của cậu, để cho cậu ấy cùng đi với tôi. Dưới ánh đèn loang loáng, từng âm thanh vui vẻ vang lên, ngay sau đó có vài thôn dân lanh tay lẹ mắt tiến ra gia nhập đội tìm kiếm. Khi đám phóng viên đang phỏng vấn những nhân viên cứu hộ và nhân viên tình nguyện, Vương Tử Quân mới thở dài một hơi. Hắn sắp xếp vài công tác với Nhan Sĩ Tắc, sau đó mới đi về phía trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm. Lúc này mới qua nửa ngày nhưng Lữ Hâm Sâm cảm thấy cổ họng bỏng rát. Gần đây hắn đang rất cố gắng vì vị trí của Tôn Chiêu Hy, lại không ngờ lại có sự việc thế này xảy ra. Tuy thị ủy đã cho ra quyết định rõ ràng với sự kiện cô Yên Sơn, thế nhưng hắn vẫn khó bình tĩnh, vẫn sợ phát sinh sự cố. Người sợ hãi thứ gì thì thứ đó sẽ đến. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến cuộc điện thoại của thượng cấp trên tỉnh ủy, hắn cảm thấy đầu óc mình như phình ra. Vì sao tin tức lại truyền ra nhanh như vậy? Phòng tốt gần đây chú trọng tốt khoe xấu che, trừ khi có vấn đề gì quá lớn không thể che đậy được mà thôi. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến cục diện bị động lúc này mà không khỏi đau đầu, đây không phải một trưởng phòng tuyên truyền như mình công tác thất trách sao? Lữ Hâm Sâm nghĩ đến thái độ của thị ủy, hắn cảm thấy vai mình trầm xuống. Hắn hiểu yêu cầu của thị ủy. Đó chính là đưa tin khách quan về sự việc này. Nhưng vừa rồi hắn liên hệ với Nhật Báo và đài truyền hình thành phố, cũng không biết đưa tin từ góc độ nào thì phù hợp. Lúc này Vương Tử Quân vội vàng gọi mình đến, rốt cuộc là gì cái gì? Lữ Hâm Sâm cảm thấy không ổn, hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng kiểm điểm nói. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không phải đến nghe Lữ Hâm Sâm làm bản kiểm điểm. Khi Lữ Hâm Sâm vừa lên tiếng thì hắn đã khẽ khoát tay áo. Trưởng phòng Lữ, bây giờ có sự việc quan trọng cần trưng cầu ý kiến của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.